Bí thư Hoàng, trưởng ban Trương, tôi cảm thấy ban tổ chức để đồng chí Ngụy Hiểu Lam làm phó bí thư huyện ủy, quyền chủ tịch huyện Thương Hóa là không thích hợp. Người đầu tiên gây khó dễ không phải là Thư Chí Cao cũng không phải là Lục Kiếm Dân mà lại là phó thị trưởng thường trực Kim Vĩnh Kiệt, hắn nhíu mày, cầm chiếc bút khẽ đong đưa. Thời gian Ngụy Hiểu Lam đảm nhiệm thường vụ quận ủy quận Tây Giang mới chưa đầy một năm, hơn nữa lại là phó chủ tịch quận được phân công quản lý nông nghiệp, nói cách khác là chưa hề chính thức chủ trì công tác hàng ngày của chính quyền huyện. Trong lần lũ lụt vừa rồi huyện Thương Hóa tổn thất nghiêm trọng, từ năm nay đến sang năm nhiệm vụ xây dựng và khôi phục sản xuất rất nặng nề, tôi cảm thấy đồng chí này cần phải rèn luyện thêm một thời gian nhất định thì mới có thể đảm nhiệm được cương vị như vậy. Hội nghị tiến vào lúc chọn người thứ hai thì không khí liền trở nên khẩn trương. Kim Vĩnh Kiện bày tỏ thái độ của mình khá thẳng thắn, hơn nữa lại còn rất kiên quyết. Triệu Quốc Đống thấy ánh mắt nặng trĩu, hắn biết vấn đề này của Ngụy Hiểu Lam thì sớm muộn gì cũng phải qua cửa ải này trên hội nghị, tuy rằng bên Hoàng Lăng đã thông nhưng cũng không có nghĩa là có thể thuận lợi thông qua hội nghị thường vụ thị ủy. Ý kiến phản đối trong hội nghị bí thư khá mạnh, cũng may là Nghiêm Lập Dân bảo trì trung lập nên cuối cùng mới khiến Hoàng Lăng đồng ý đưa việc này lên hội nghị để thảo luận. Hắn thấy đã đến lúc mình ra trận rồi. Bí thư Hoàng, tôi xin phát biểu ý kiến của mình một chút. Triệu Quốc Đống hắng giọng rồi bình tĩnh nói. Nói đi, hôm nay chính là thảo luận nghiên cứu, có ý kiến gì thì đều có thể nói ra. Ngụy Hiểu Lam cũng là cán bộ trưởng thành từ quận Tây Giang, cậu là bí thư quận ủy quận Tây Giang thì đương nhiên có quyền lên tiếng. Hoàng Lăng vừa dứt lời thì Kim Vĩnh Kiện liền nhíu mày lại, nói vậy là có ý gì? Hắn là bí thư quận ủy thì có quyền lên tiếng. Còn tôi đây là phó thị trưởng trường trực lại không có quyền lên tiếng chắc. Không biết có phải do mình mẫn cảm quá hay không, Kim Vĩnh Kiện cũng biết Ngụy Hiểu Lam có thể trở thành ứng cử viên thì chắc chắn Triệu Quốc Đống có tác dụng rất lớn. Kim Vĩnh Kiện không muốn nhằm vào người nào nhưng từ một thường vụ bình thường mà nhảy phát lên làm chủ tịch huyện thì thật quá đáng. Biểu hiện của đồng chí Ngụy Hiểu Lam trong đợt chống lũ cứu nạn vừa rồi thì mọi người đều thấy rõ ràng, lãnh đạo tỉnh cũng đều khẳng định. Trong thời khắc mấu chốt mà một nữ đồng chí có thể dũng cảm đứng lên phân rõ trái phải thì tôi cảm thấy chỉ riêng tinh thần này cũng đủ để chúng ta phải học tập rồi. Triệu Quốc Đống ngẫm nghĩ câu từ một chút rồi bắt đầu xả đạn. Nếu bàn về tài ăn nói thì hắn tự tin không sợ bất cứ ai cả, hắn cũng biết Kim Vĩnh Kiện chỉ khó chịu với Ngụy Hiểu Lam vì leo lên quá nhanh, hoặc cũng có thể nói là không muốn thấy người mà mình đề cử lại nhẹ nhàng lên chức. Giữa hắn và Kim Vĩnh Kiện thực sự cũng chẳng có xung đột gì cả. Cho dù Ngụy Hiểu Lam không lên được thì cũng không tới phiên Kim Vĩnh Kiện đưa được người nào từ trong túi của hắn ra cả. Nhưng nếu không đánh con chim đầu đàn Kim Vĩnh Kiện này thì hai nhân vật quan trọng đứng sau có lẽ sẽ thừa cơ đảo lộn cái thế cục này. Đây là một cơ hội mà mình vất vả lắm mới tranh thủ được từ tay Hoàng Lăng. Giờ nếu để thất thủ thì cái mất đi không chỉ đơn giản chỉ là một cơ hội mà thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của Hoàng Lăng đối với năng lực khống chế của mình. Về vấn đề lý lịch mà Phó Thị trưởng Kim vừa nhắc tới thì tôi cảm thấy chuyện này nếu ngài nói là một vấn đề thì đấy sẽ là vấn đề, còn nếu ngài nói đấy không phải là vấn đề thì sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Triệu Quốc Đống nói liến thoáng nhưng giọng điệu thì lại khá khéo léo. Đảng ta từ lâu đã nói phải bài trừ quan niệm phân biệt đối xử cũ kỹ, chỉ cần có tài là nâng đỡ, đúng là Ngụy Hiểu Lam đảm nhiệm thường vụ không lâu nhưng đồng chí ấy đã làm Phó Chủ tịch quận trong 4 năm trời. Từ khi còn là hiệu trưởng trường học cho đến phó phòng giáo dục rồi trưởng phòng giáo dục quận và cuối cùng là phó chủ tịch quận, tôi tin từng bước đề bạt đi lên này cũng không phải ngẫu nhiên. Trước khi đồng chí Ngụy Hiểu Lam được phân công quản lý nông nghiệp thì cũng đã phụ trách công tác văn hóa, giáo dục rất xuất sắc, sau khi Tiền Chỉ Quốc xảy ra chuyện thì cô cũng tiếp nhận mảng đất đai và xây dựng thành thị, có thể nói công tác trong hệ thống chính quyền thì đồng chí ấy cũng đã tiếp xúc hơn nửa rồi. Triệu Quốc Đống nói liền một hơi, giọng điệu ôn hòa. Giống như là đang giới thiệu về sự tích một người nào đó vậy. Về phần nói có thể chủ trì công tác chính quyền hay không thì tôi cảm thấy điều này cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao đồng chí ấy vẫn chỉ là một phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, bên trên còn có bí thư huyện ủy nắm giữ đại cục, việc này cũng còn có mấy tháng để rèn luyện, thích ứng. Tôi nghĩ với năng lực của đồng chí Ngụy Hiểu Lam thì hoàn toàn có thể làm quen với công tác trong mấy tháng này. Kim Vĩnh Kiện bị lời của Triệu Quốc Đống bức ép từng bước đến phát bực. Hắn biết mình có hơi đường đột nhưng tên Triệu Quốc Đống này cũng không nể mặt gì cả, cứ thế nhảy ra phản bác thẳng thừng như vậy, nếu mà mình cứ bỏ qua thì e là mọi người nghĩ mình thật sự sợ hắn. Quốc Đống, chủ trì công tác ủy ban nhân dân huyện không đơn giản như chủ trì công tác một trường học, tuy chỉ là chủ tịch huyện nhưng chúng ta đều biết quyền lực của chức vụ này, có thể nói là gánh vác trọng trách phát triển của toàn huyện.
Không phải là tôi phủ nhận năng lực của DCS Ngụy Hiểu Lam, nhưng nếu nhìn vào kinh nghiệm của đồng chí ấy thì tôi cảm thấy không thích hợp lắm. Nếu vội vàng đẩy một cán bộ lên một vị trí quá cao thì sẽ gây bất lợi cho sự trưởng thành của đồng chí ấy. Đây là lời tâm huyết của tôi, Quốc Đống, cậu không nên hiểu lầm. Kim Vĩnh Kiện cười nói rất tao nhã. Phó thị trưởng Kim nói gì thế, có điều tôi nhớ trước khi tôi đảm nhiệm chủ tịch huyện Hoa Lâm thì mới chỉ làm phó chủ tịch huyện được có một năm, tiến vào thường vụ mới được mấy tháng. Tôi tự nhận trong một năm làm chủ tịch huyện Hoa Lâm kia thì công tác cũng làm tạm được, ít nhất tôi còn được phó thị trưởng Kim khen ngợi nhiều lần, nhất là ở phương diện tăng thu nhập tài chính, trên đại hội ngài còn biểu dương tôi đồng thời còn thưởng cho tôi một khoản to mà. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Tôi cũng không phải muốn khoe gì cả mà tôi chỉ muốn chứng minh một điều, chỉ cần tạo cơ hội cho cán bộ thì người đó mới có thể bộc lộ tài năng của mình, giờ nếu ngay cả cơ hội mà cũng không tạo cho cán bộ thì sao biết được người đó có làm được hay không, nhất là đồng chí Ngụy Hiểu Lam còn là một nữ cán bộ nên tôi cho rằng điểm này càng hiếm thấy. Có ai bảo đảm trong tương lai chúng ta không có một nữ chủ tịch tỉnh như vậy không? Đây là vinh dự của chúng ta, ít nhất cũng có thể nói là đồng chí ấy trưởng thành nhờ những người chúng ta đang ngồi đây bồi dưỡng đúng không? Triệu Quốc Đống rào trước đón sau khiến Kim Vĩnh Kiện chỉ đành cười lắc đầu không biết phản bác như nào mới tốt. Bí thư Hoàng, tôi cảm thấy quan điểm của Quốc Đống rất đáng để những thường vụ như chúng ta đang ngồi đây phải suy ngẫm. Bình thường đều nói phụ nữ là một nửa thế giới, phải chú trọng bồi dưỡng, đề bạt và sử dụng nữ cán bộ. Vậy vì sao cứ khi tới thời khắc mấu chốt những lãnh đạo nam lại nhìn người với cái nhìn phiến diện chứ? Đây không phải là nói một đằng làm một nẻo sao? Trưởng Ban Mao, chị nói có đúng hay không? Vưu Liên Hương rút đao tương trợ đúng lúc. Quyển 9, chương 9-16. Trong số thường vụ thị ủy thì chỉ có vẻn vẹn hai phụ nữ, Mao Bình cũng không có nhiều cảm tình với Vưu Liên Hương nhưng thấy Vưu Liên Hương nói giúp phụ nữ như vậy nên cũng gật đầu đồng ý. Đưa vấn đề giới tính lên một tầm cao để nói chuyện thì rất dễ dẫn tới những hiểu lầm không cần thiết, Kim Vĩnh Kiện đương nhiên hiểu rõ dụng ý của Triệu Quốc Đống, chẳng qua hắn cũng không định tranh chấp tiếp với Triệu Quốc Đống nữa. Hắn cũng biết về vấn đề chọn người này thì chắc hẳn sẽ còn có người không hài lòng hơn cả mình. Hắn liền hướng mắt về phía hai người đang ngồi cạnh nhau, Thư Chí Cao thì đang cúi đầu viết cái gì đó, còn Lục Kiếm Dân thì mặt lại không có biểu tình gì, giống như là mắt điếc tai ngơ. Kim Vĩnh Kiện có hơi kinh ngạc, theo hắn biết thì về vấn đề chọn người làm chủ tịch huyện Thương Hóa thì Thư Chí Cao và Lục Kiếm Dân đều có ý kiến riêng của mình, dù đối mặt với ý kiến của Hoàng Lăng thì cũng không hề thỏa hiệp. Vậy mà ngay cả Nghiêm Lập Dân trước nay vẫn đối đầu gay gắt với Triệu Quốc Đống lại cũng dao động, không hề bày tỏ thái độ gì cả. Kim Vĩnh Kiện đương nhiên biết việc xác định mỗi một người là kết quả của vô số lần đấu sức, Ngụy Hiểu Lam được đẩy lên vị trí này thì chắc chắn Triệu Quốc Đống cũng mất không biết bao nhiêu công sức, nhưng chẳng lẽ nói những người khác không tốn tâm huyết sao? Kim Vĩnh Kiện lại liếc về phía hai người một lần nữa nhưng Thủy Chung không thấy hai người này lên tiếng. Bí thư Hoàng, tôi tán thành quan điểm của đồng chí Triệu Quốc Đống. Không dễ gì bồi dưỡng một nữ cán bộ, nhất là một nữ cán bộ ưu tú thì chúng ta lại càng phải quý trọng gấp bội, có thể tạo cơ hội thì nhất định phải cố gắng hết mức, để đồng chí ấy có thể mau chóng phát triển. Trong lần chống lũ cứu nạn lần này thì đồng chí Ngụy Hiểu Lam đã thể hiện xuất sắc, bí thư tỉnh ủy Yến có ấn tượng sâu sắc với đồng chí ấy, hơn nữa còn khen ngợi tinh thần hết lòng công tác. Quan điểm cá nhân tôi là thị xã cần mạnh dạn sử dụng nữ cán bộ nhiều hơn nữa, để tạo điều kiện tốt nhất để các nữ cán bộ trưởng thành. Nghiêm Lập Dân cũng biết điều kiện đã chín muồi rồi, chắc chắn là Thư Chí Cao và Lục Kiếm Dân đã biết được điều gì đó nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, vốn cứ tưởng hội nghị sẽ lại tranh luận kịch liệt một phen nhưng không ai ngờ lại giống như là đầu voi đuôi chuột, giải quyết một cách dễ dàng. Thư Chí Cao và Lục Kiếm Dân lặng im khiến việc chọn Ngụy Hiểu Lam làm phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện rốt cuộc cũng vượt qua một cách hữu kinh vô hiểm. Triệu Quốc Đống cuối cùng cũng thở dài một hơi thoải mái, nhiệm vụ cơ bản của hắn coi như đã hoàn thành. Thời gian còn lại có thể ung dung hưởng thụ hội nghị thường vụ thị ủy này rồi. Nghiêm Lập Dân dĩ nhiên không thể làm người tốt không công như vậy được, đây chính là kết quả của vô số lần thăm dò, trao đổi và thỏa hiệp. Việc chọn người làm cục trưởng cục tư pháp cũng rất quan trọng, đối với người được đề cử là Trì Thành Phong thì Thư Chí Cao có chút dị nghị nhưng do Lam Quang phụ họa nên Nghiêm Lập Dân đã nắm được cục này. Đổi lại chuyện chọn người làm phó cục trưởng thường trực cục công an thì cũng giống vậy. Lam Quang nhờ có ý kiến giúp đỡ của Nghiêm Lập Dân nên cũng được thông qua, tất nhiên là những chuyện này đều được Hoàng Lăng cho phép tiến hành. Xét thấy khu khai phát thị xã phát triển nhanh chóng nên cần bổ sung thêm một phó bí thư đảng ủy, trước đó Hoàng Lăng và Nghiêm Lập Dân đều chia nhau trao đổi ý kiến với Triệu Quốc Đống tỏ vẻ đồng ý.
Phó Bí thư Đảng ủy khu khai phát sẽ do chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật cơ trả của Cục Du lịch thị xã Hạ Quốc Thái đảm nhiệm, đây là một nhân vật mà Triệu Quốc Đống hoàn toàn không biết. Chẳng qua một phó bí thư đảng ủy khu khai phát đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì cũng không quan trọng gì, nếu Nghiêm Lập Dân tự mình ra mặt đứng ra nói tốt thay người, cộng thêm phó thị trưởng Hàn Tuấn Phong đã chuyển đi cũng gọi điện thoại riêng cho Triệu Quốc Đống để nhờ chiếu cố nên tự nhiên hắn sẽ không phá đám. Trên thực tế việc chọn người vào chức phó của các cơ quan trực thuộc thị xã thì dù cũng có tranh luận nhưng vẫn tương đối hòa nhã, dù sao ai cũng đều có ý đồ riêng về mảng mình được phân công quản lý. Hoàng Lăng cũng không phải loại người há miệng nuốt chọn tất cả, nhất là chức phó các ban ngành chức năng. Xuất phát từ nhu cầu công tác, cũng cần trưng cầu ý kiến từ phương diện Ủy ban Nhân dân thị xã cho nên việc thảo luận chọn người vào chức phó các cơ quan trực thuộc xã thì khá dịu dàng. Phòng hội nghị được mở ra, tất cả mọi người theo bản năng đều muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Sau hai tiếng thảo luận giống như là trải qua một lễ rửa tội toàn máu và lửa thì ngay cả một người tràn trề tinh lực như Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy khô khốc, chẳng trách làm quan thường dễ bị hói đầu. Áp lực hội nghị lớn như vậy lại phải tham gia nhiều, cảm xúc lo được lo mất trong lòng không được giải quyết dứt điểm thì e là tuổi thọ phải giảm đi mấy tuổi. Ai cũng nói không màng danh lợi, định rõ chí hướng, nói thì nhẹ nhàng nhưng vừa đóng cửa lại thì lại quay sang tranh lưu ạt, đây vốn là một trường quyền lợi thị phi. Nếu anh muốn nhảy ra để cầu thanh bạch thì chỉ còn cách là hoàn toàn ẩn lui. Trương Thiên Phóng vốn định tìm Triệu Quốc Đống để nói về vấn đề chọn người làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm nhưng Triệu Quốc Đống lại luôn ở bên cạnh Lam Quang nên chẳng có cơ hội nào thích hợp. Mãi cho đến khi phòng hội nghị đóng lại một lần nữa thì vẫn chưa nói được với Triệu Quốc Đống, điều này khiến cho hắn có một loại dự cảm bất an. Bí thư Hoàng, về việc chọn người làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm thì tôi vốn định không nói xen vào nhưng tôi cũng công tác ở huyện Hoa Lâm 3 năm nên cũng có chút hiểu biết về cán bộ nơi đây nên tôi có mấy lời xuất phát từ góc độ phụ trách cán bộ tổ chức muốn giúp trưởng ban Trương và các vị đang ngồi đây hiểu thêm về cán bộ huyện Hoa Lâm. Lúc trước Triệu Quốc Đống không hề nói xen vào giờ đột nhiên nhảy ra lên tiếng khiến hội nghị đang tràn ngập thuốc súng lại tăng thêm mấy phần như nung như nấu. Trương Thiên Phóng thầm kêu hỏng trong lòng. Lúc trước không kịp trao đổi với Triệu Quốc Đống, vốn việc chọn người vào vị trí này thì Hoàng Lăng đã từ chối cho ý kiến, mình cố hết sức nói tốt thì Hoàng Lăng mới miễn cưỡng thông qua, Thư Chí Cao và Nghiêm Lập Dân cũng có đôi chút cái nhìn về người này. Cũng may không biết sao Lữ An Bang đem quan hệ của mình với Hoàng Côn để thông qua con đường khác đả thông với Lục Kiếm Dân nên nhận được sự trợ giúp của tên này mới khiến Trương Thiên Phóng yên tâm đôi chút, giờ Triệu Quốc Đống đột nhiên chặn ngang nên Trương Thiên Phóng sợ chuyện này sẽ thất bại. Ừ, nói đi. Hoàng Lăng đáp một cách gọn gọn. Quốc Đống, cậu công tác ở huyện Hoa Lâm lâu như vậy nên tôi nghĩ cậu chắc có hiểu biết sâu sắc. Ánh mắt Nghiêm Lập Dân sáng hẳn lên giống như là ngửi được mùi vị gì đó nên nói đây sâu xa. Lữ An Bang đã làm trưởng phòng xây dựng huyện ủy nhiều năm, thuộc loại người không cầu công lao mà chỉ mong không thất bại. Tôi cảm thấy đồng chí này có đặc điểm chính là chỉ biết nghe lời cấp trên chứ không biết thực tế, nói khó nghe một chút thì đồng chí này có chút vấn đề về tư tưởng. Tố chất, thiếu đi phẩm chất của một cán bộ ưu tú. Tôi nhớ khi huyện Hoa Lâm đang cải tạo cựu thành thì đồng chí này rất ngại khó, ra sức khước từ nhiệm vụ, cũng may đồng chí phó chủ tịch huyện Vi Biểu lúc ấy được phân công quản lý xây dựng làm khá xuất sắc nên mới khiến hạng mục này không bị ảnh hưởng quá lớn. Lúc ấy tôi cũng đã suy xét đến lai lịch đồng chí này coi như là hiểu người hiểu việc, tôi đã định đưa đồng chí này đến một chức vụ nhàn nhã một chút nhưng có điều sau đó công tác của tôi lại có điều chỉnh nên vấn đề này đành để lại cho bí thư kế nhiệm. Tôi nhớ lúc ấy có trao đổi với đồng chí Hoàng Côn về việc sử dụng cán bộ, có lẽ đồng chí Hoàng Côn có quan điểm bất đồng. Đương nhiên đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân của tôi mà thôi. Triệu Quốc Đống nói mà chẳng hề nể nang khiến cả phòng hội nghị trở nên yên tĩnh, như này không phải là quá thẳng thừng sao. Mặc dù cuộc tranh luận tràn ngập thuốc súng nhưng các vị thường vụ đang ngồi đây có ai mà không phải người có hàm dưỡng cơ chứ, cho dù có kiên quyết phản đối, lý do đưa ra là đường hoàng thì cũng không nên nói trắng trợn như vậy. Cho nên Triệu Quốc Đống vừa dứt lời thì dù là những thường vụ già dặn như Nghiêm Lập Dân và Kim Vĩnh Kiện thì cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Trương Thiên Phóng bị lời này của Triệu Quốc Đống khiến cho trở tay không kịp, hắn còn chưa kịp nghĩ cách xoay chuyển tình thế thì Lục Kiếm Dân đã nhíu mày nói. Đồng chí Quốc Đống, tôi cảm thấy công tác xây dựng huyện Hoa Lâm khá xuất sắc mà, cầu Quế Khê, đại lộ Quế Khê, còn cả khu Hà Đông mới, tôi đã tới xem nhiều lần rồi. Có rất nhiều điểm mà ngay cả thị xã Ninh Lăng chúng ta cũng đáng phải tham khảo. Dĩ nhiên cũng nhờ khi đồng chí còn ở huyện Hoa Lâm gây dựng nền móng nhưng tôi vẫn cảm thấy đồng chí Lữ An Bang có thành tích trong công tác kiến thiết thành thị, không đến nỗi giống như những gì đồng chí vừa nói. Phó Bí Thư Lục,
Có điều anh vẫn không biết, lúc ấy xây dựng huyện Hoa Lâm theo từng giai đoạn, một nhân quan trọng lúc đó là nhờ đồng chí Vi biểu tận tụy, nhẫn nhục chịu khó, ha ha, nếu nói chuẩn xác thì Lữ An Bang có thể không gây cản trở thì đã là tốt lắm rồi. Triệu Quốc Đống phản kích một cách thản nhiên. Trương Thiên Phóng đang định nói xen vào thì Nghiêm Lập Dân đã lên tiếng trước. Bí thư Hoàng, tôi thấy về việc chọn người này thì tồn tại nhiều tranh luận cho nên tôi đề nghị tạm thời để việc chọn người làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm lại nghiên cứu sau, ngài thấy thế nào? Hoàng Lăng liếc nhìn Triệu Quốc Đống và Lục Kiếm Dân đang như hai con gà trọi rồi nói. Vậy thì tạm thời để chuyện này lại, Thiên Phóng, vấn đề chọn người thì phải trưng cầu ý kiến các phương diện, người mà huyện ủy bên dưới báo lên thì thường đều có khuynh hướng cảm tình. Đương nhiên không phải tôi nói khuynh hướng cảm tình là có vấn đề nhưng dù sao công tác lâu dài với nhau thì rất dễ khiến người khác chất chứa sắc thái cảm tình nào đó. Vốn ra thì điều này cũng không có gì đáng trách nhưng khi khảo sát cán bộ thì ban tổ chức phải suy xét tới nhân tố này, nghe nhiều mặt thì sáng, tin một chiều thì quáng mà. Cách giải quyết dứt khoát của Hoàng Lăng như một dấu chấm hết cho cuộc hội nghị thường vụ thị ủy đầy gian khổ này, tất cả thường vụ kể cả Giản Hồng hoàn toàn quên mất kim đồng hồ đã chỉ vào số 12. Vấn đề chọn người vào thường vụ và tăng thêm nhân sự của mấy quận, huyện xảy ra tranh chấp khá kịch liệt, người do ban tổ chức đề xuất không đủ sức tin phục, việc này cũng bình thường, nếu tất cả đều vui vẻ giơ tay thông qua thì sau này khỏi cần phải tập trung dân chủ làm gì. Phòng hội nghị rốt cuộc cũng được mở ra, khói thuốc mù mịt dường như cũng theo thời khắc này mà tiêu tan, các thường vụ cứ top 5 top 3 đi ra ngoài, một đám thì mặt mày hớn hở như đây là một đại sự thắng lợi, đoàn kết. Ngay cả một người trước đó còn âm trầm như Thư Chí Cao mà sau khi ra khỏi phòng cũng tươi cười chân thành, thảo luận đầy hứng thú với Triệu Quốc Đống về chuyện đoàn khách quý của tập đoàn Hòa Hoàng sắp đến thăm Ninh Lăng. Quyển 9, chương 97. Trong phòng ăn của thị ủy, các thường vụ sau khi họp xong liền đến đây ăn. Hoàng Lăng và Thư Chí Cao ngồi một chỗ thì thầm nói chuyện đề tài quan trọng nào đó. Nghiêm Lập Dân và Lục Kiếm Dân lại tươi cười ra mặt, Lục Kiếm Dân thậm chí còn hăng hái cầm đũa vẽ vẽ gì đó. Giản Hồng, Tông Kiến không được đưa vào danh sách thảo luận, chỉ có thất vọng không? Triệu Quốc Đống cười nói. Bí thư Triệu, anh lại như vậy rồi, không nên trêu chọc tôi chứ. Dù Tông Kiến đi thì cũng không đến lượt tôi làm tránh văn phòng thị ủy. Còn có phó trưởng ban Trần và phó trưởng ban Cổ mà. Giản Hồng trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Cô đã được xác định là nhân viên Triệu Hệ, một trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đột nhiên thành phó trưởng ban thư ký thị ủy. Vinh quang này nếu không có sự vận động mạnh của Triệu Quốc Đống thì không thể được. Không có mục tiêu thì sao có động lực? Triệu Quốc Đống cười nói. Hắn rất thích phong cách thoáng này của Giản Hồng. Giản Hồng cười cười không nói gì. Cô thấy Vưu Liên Hương cầm bát đi tới liền vội vàng đứng lên nói. Trưởng ban Vưu, mau đến đây. Vưu Liên Hương nhìn thoáng qua hai bàn kia rồi gật đầu đi tới. Quốc Đống, đạt thành ước nguyện rồi chứ? Tôi thấy cậu có vẻ thiên vị khi sử dụng nữ cán bộ. Giản Hồng không nói, lần này lại là Ngụy Hiểu Lam, nữ cán bộ làm cậu tin tưởng như vậy sao? Cậu có phải có tâm địa gian xảo gì không? Người phụ nữ đã kết hôn, miệng lưỡi rất lợi hại, gì cũng dám nói. Người đàn ông bình thường đúng là không dám đấu võ mồm với loại phụ nữ này. Đương nhiên người có quan hệ thân thiết mới nói như vậy. Trưởng ban Vưu, nhìn chị nói kìa, bí thư Triệu là người gì? Sao lại coi trọng chúng tôi? Giản Hồng hơi đỏ mặt rồi vội vàng nhìn sang bên. Cũng may khoảng cách xa nên người bên kia không nghe thấy. Ồ, ý chị là nói nếu Triệu Quốc Đống coi trọng chị, vậy chị sẽ động tâm. Vưu Liên Hương ra vẻ hiểu mà nói. Trưởng ban Vưu. Mặt Giản Hồng nóng lên mà oán giận nói. Ừ, đúng thế, tôi thích sử dụng nữ cán bộ, nhất là nữ cán bộ có thân hình tốt. Vưu tỷ. Lúc nào tôi làm bí thư tỉnh ủy thì nhất định sẽ sử dụng tốt chị. Triệu Quốc Đống cũng không muốn phản bác, đối phó loại phụ nữ mạnh mẽ như Vưu Liên Hương thì phải dùng ngôn ngữ sắc bén hơn. Triệu Quốc Đống nói nhỏ vào tai Vưu Liên Hương hai chữ sử dụng làm mặt cô đỏ lên. Cô không ngờ Triệu Quốc Đống này có thể dám nói như vậy. Làm loạn, Quốc Đống, cậu chán sống rồi hả? Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn mà nói. Ha ha, quan được đốt nhà nhưng không cho dân thắp đèn. Chỉ có phải quá bá đạo không? Triệu Quốc Đống cười nói. Giản Hồng cười cười nhìn hai người đấu võ mồm. Tuổi cô và Vưu Liên Hương chênh nhau không nhiều. Chẳng qua Vưu Liên Hương là cấp trên của cô, Triệu Quốc Đống lại là lão lãnh đạo của cô nên cô không tiện nói xen vào. Vừa nãy không biết Triệu Quốc Đống nói nhỏ vào tai Vưu Liên Hương câu gì mà làm Vưu Liên Hương vừa xấu hổ vừa giận, nhưng Triệu Quốc Đống lại không thèm để ý.
Hoàng Côn lại trêu gì cậu vậy? Người ta đã chuẩn bị tốt mà cậu lại chặn ngang một đao làm cho Trương Thiên Phóng và Lục Kiếm Dân tức không nhẹ. Chẳng qua như vậy Thư Chí Cao và Nghiêm Lập Dân lại vui mừng, cho cậu thành kẻ ác. Vưu Liên Hương suy nghĩ một chút rồi nói. Triệu Quốc Đống nghiêng đầu nhìn Vưu Liên Hương rồi nói. Không có gì, nhìn Hoàng Côn không thuận mắt, càng không thuận mắt với Lữ An Bang, chỉ đơn giản như vậy thôi. Bị Triệu Quốc Đống nói như vậy, Vưu Liên Hương và Giản Hồng đều trợn mắt há mồm nhìn hắn. Điều này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy mất tự nhiên. Sao thế, câu trả lời này của tôi làm hai người rất không hài lòng ư? Hay là không thích hợp? Quốc Đống, cậu theo tình cảm như vậy từ bao giờ? Vưu Liên Hương nhíu mày nói. Có người như cậu không? Nhịn lâu thì phải phát tiết chứ sao? Nếu không dây đàn lúc nào nó đứt thì sao? Chẳng qua hội nghị hôm nay kết thúc làm tôi cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Triệu Quốc Đống không thèm để ý mà nói. Con người của tôi có thù tất báo. Làm tôi không thoải mái thì tôi sẽ làm hắn khó chịu cả đời. Vưu Liên Hương và Giản Hồng nhìn nhau. Triệu Quốc Đống hình như không phải người như vậy. Sao lại thành thế? Quốc Đống, hôm nay cậu sao vậy? Vưu Liên Hương cũng biết chuyện của La Băng, cô cũng đoán được quan hệ của Triệu Quốc Đống và Trình Nhược Lâm. Không có gì, Vưu tỷ, thật đó. Tôi cảm thấy con người tôi vốn muốn làm người vô hại, cũng không muốn gây chuyện. Sau khi tôi rời khỏi Hoa Lâm thì ngoài việc điều hai người Giản Hồng và Hoắc Vân Đạt ra thì không làm gì khác. Một vài đồng nghiệp cũ đến nói chuyện mà dính tới vấn đề công việc thì tôi cũng không nói xen vào. Người không rõ có phải là thấy tôi mềm yếu hay không? Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi đang suy nghĩ có phải là như vậy nên mới bị người ta coi thường hay không? Chấm. Hoàng Côn là người biết kết quả hội nghị thường ủy đầu tiên, điều này làm y thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây không chỉ là nhằm vào Lữ An Bang, mà là đả kích lớn đối với hắn là bí thư huyện ủy. Huyện ủy, ủy ban huyện Hoa Lâm đều chọn Lữ An Bang làm phó chủ tịch, hắn cũng khá tự tin. Hoàng Lăng, Lục Kiếm Dân cùng với Trương Thiên Phóng đều đã xử lý xong. Mặc dù Thư Chí Cao và Nghiêm Lập Dân không hài lòng mấy nhưng chỉ cần bọn họ không nhảy ra phản đối thì thông qua trong hội nghị thường ủy là bình thường. Nhưng ai ngờ Triệu Quốc Đống lại nhảy ra phá đám, hơn nữa Hoàng Lăng vậy mà gác lại. Lão Lữ, đừng lo quá. Tôi vừa nãy không gọi được cho trưởng phòng Trương, nên tôi gọi cho trưởng ban hạ. Có lẽ chỉ một hai tuần nữa sẽ nghiên cứu tiếp, tranh thủ đợt hai đi. Thấy Lữ An Bang có vẻ già đi vài tuổi, Hoàng Côn cũng rất buồn bực. Trương Thiên Phóng nói không ngờ lại đúng. Mỗi một thường vụ thị ủy đều có quyền lên tiếng, câu này vẫn quanh quẩn bên tai. Chỉ vài tiếng mà đã thành sự thật. Bí thư Hoàng, có thể làm thêm công việc với bí thư thị ủy Hoàng không? Lữ An Bang thở dài một tiếng mà nói. Chỉ cần bí thư thị ủy nói thì tôi nghĩ Triệu Quốc Đống hắn không dám trực tiếp chống đối. Hoàng Côn cũng rất khó xử. Hắn cũng rõ mình không phải người của Hoàng Lăng, nhiều lắm chỉ quan hệ công việc mà thôi. Mặc dù hắn cũng tìm cách chen vào vòng tròn của Hoàng Lăng nhưng không có hiệu quả. Lão Lữ, anh về trước, tôi nghĩ biện pháp. Hoàng Côn gật đầu nói. Chuyện này không dễ làm, Trương Thiên Phóng có vẻ khó chịu, cảm thấy mình tự chuốc phiền phức. Bên Lục Kiếm Dân thì cũng không bao tác dụng vì y dù sao cũng không là phó bí thư phụ trách đảng đàn. Lữ An Bang tiểu tụy đi ra, lúc ra vừa vặn gặp Trần Đại Lực, Lữ An Bang thấy Trần Đại Lực liền tức giận. Nếu như không phải người này quấy rối La Băng, làm sao xảy ra chuyện như vậy? Ngụy Hiểu Lam cả sáng không thể bình tĩnh nổi. Mặc dù cố gắng muốn mình bình tĩnh, cố dùng việc khác để phân tán sự chú ý nhưng cô phát hiện không thể. Triệu Quốc Đống nói muốn cô làm phó bí thư, quyền chủ tịch huyện Thương Hóa, cô không thể tin vào tai mình. Cũng không phải cô không tự tin vào mình mà bước nhảy này là quá lớn. Cô còn chưa làm phó chủ tịch thường trực cơ mà. Người trong chính trị mỗi lần tiến thêm một bước thì phải nỗ lực rất nhiều. Từ nỗ lực có hàm nghĩa rất rộng, nhất là đối với một nữ cán bộ càng không dễ. Nhất là nữ cán bộ không quá đẹp mà muốn tiến thêm thì càng phải lao động nhiều hơn nữa. Ngụy Hiểu Lam có đôi khi cũng đang nghĩ xem vị bí thư quận ủy này có phải quý nhân của đời mình không. Đợt vào thường vụ thì cũng do Triệu Quốc Đống dốc sức đề cử, bây giờ cô còn có thể lên làm chủ tịch Thương Hóa. Ngụy Hiểu Lam cũng biết mình không có chỗ dựa gì. Lúc trước có thể lên làm trưởng phòng giáo dục toàn bộ là dựa vào thành tích. Sau đó lên làm phó chủ tịch quận, cô đã thấy không uổng công cuộc đời này. Dù sao cả Tây Giang có hơn 150.000 dân cũng có mấy phó chủ tịch chứ. Nhưng vào thường vụ, công việc càng thêm thuận tay, cô chỉ hy vọng Triệu Quốc Đống có thể ở lại Tây Giang vài năm để cô làm việc được tốt.
nhưng thế sự biến hóa quá nhanh. Theo cô thấy Quế Toàn Hữu có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống hơn mình nhiều, nhưng sao cơ hội này rơi vào đầu cô? Mặc dù nói Triệu Quốc Đống cũng nói rõ hắn không nắm chắc, khó khăn rất lớn, nhưng ít nhất cũng đề cử và tin tưởng cô. Đã không thể bình tĩnh thì Ngụy Hiểu Lam không làm gì nữa. 12 giờ cô về nhà, điều này làm chồng cô có chút ngạc nhiên vì hôm nay vợ về sớm. Đến khi cơm xong, Ngụy Hiểu Lam cũng không nhận được điện. Triệu Quốc Đống lúc trước nói cô đừng ôm hy vọng quá lớn, vấn đề của cô sẽ tranh luận nhiều. Chủ yếu do cô làm thường vụ trong thời gian này, hơn nữa chưa có kinh nghiệm chủ trì, đây là khuyết điểm lớn nhất của cô. Dù sao chủ tịch và phó chủ tịch là chênh lệch quá lớn. Điểm này có nghĩa cô hoàn toàn có thể lên làm bí thư huyện ủy, thậm chí là lãnh đạo thị xã. Điện thoại di động cuối cùng đã vang lên, tim Ngụy Hiểu Lam đập rất mạnh, thậm chí sợ không dám nghe. Ngụy Hiểu Lam thấy là người bạn tốt của mình gọi nên nghe điện. Cô vừa nghe, đầu bên kia đã hét ầm lên. Hiểu Lam, hội nghị thường ủy đã thông qua, bà sẽ thành chủ tịch huyện. Tim Ngụy Hiểu Lam đập rất mạnh, cô cố gắng làm mình nói rất bình tĩnh. Nói linh tinh gì thế? Ai nói linh tinh, chồng tôi vừa gọi điện tới nói về việc thảo luận của bà là kịch liệt nhất. Triệu Quốc Đống và Kim Vĩnh Kiện thiếu chút nữa đập bàn với nhau. Vưu Liên Hương cũng giúp Triệu Quốc Đống, chẳng qua không rõ tại sao Nghiêm Lập Dân cũng ủng hộ Triệu Quốc Đống. Bà coi như thông qua. Quyển 9, chương 98. Nào có khoa trương như vậy? Khi Triệu Quốc Đống nghe Ngụy Hiểu Lam hỏi tình hình hội nghị thường vụ thị ủy thì không nhịn được bật cười. Tôi và thị trưởng Kim chỉ tranh luận vài câu, đồng chí ấy là cô không đủ kinh nghiệm, tôi chỉ nói rằng nếu không cho cô cơ hội rèn luyện thì vĩnh viễn cô không trưởng thành được, sau đó thì thị trưởng Kim không nói gì nữa cả. Triệu Quốc Đống chỉ nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Ngụy Hiểu Lam hiểu mặc dù không kịch liệt như bạn mình nói thì không khí hội nghị tuyệt đối sẽ không thoải mái như lời của Triệu Quốc Đống. Chỉ có một điều đáng tin cậy đó là trên nguyên tắc thì hội nghị thường vụ thị ủy đã thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự một đám cán bộ, hay nói cách khác ban tổ chức bên dưới phải tiến vào giai đoạn khảo sát và đánh giá dân chủ. Bí thư Triệu, tôi cũng không biết nói gì cả, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một câu, đó là cảm tạ bí thư Triệu đã quan tâm và bồi dưỡng tôi trưởng thành, Hiểu Lam có thể lên được vị trí ngày hôm nay thì không thể rời khỏi sự quan tâm, bảo vệ của ngài. Ngụy Hiểu Lam đúng là không tìm được lời nào thích hợp hơn để diễn tả sự cảm kích của mình, Triệu Quốc Đống này dường như không có ham mê đặc biệt nào, vừa không hút thuốc lá lại cũng không thích uống rượu, nhiều lắm cũng chỉ là uống chút trà, hơn nữa cũng chưa bao giờ thấy hắn đánh bài. Đối với mình mà nói thì mình chưa hề tặng cho hắn lễ vật gì, cũng không có nịnh bợ đối phương, lúc ban đầu thuần túy chỉ là quan hệ công tác bình thường, thật sự không tìm ra được lý do để giải thích vì sao hắn lại coi trọng và đề bạt mình như vậy. Nếu muốn nhất định tìm được thì chỉ có một nguyên nhân, đại khái là lúc hắn mới đến, công tác của Đinh Cao Thọ, Hạ Đồng cùng với Tiền Trị Quốc khiến hắn rất không hài lòng, mà mấy mảng mình được phân công phụ trách thì cũng coi như không hề thua kém. Có lẽ chính vì điều này nên mới khiến Triệu Quốc Đống có thêm ấn tượng tốt về mình. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nếu nó tốt thì quan hệ công tác giữa hai người về sau này sẽ nhanh chóng trở nên gắn bó. Nhất là sau khi trải qua việc thị sát hội nghị công tác phát triển kinh tế phi công hữu và đợt chống lũ cứu nạn vừa rồi, Ngụy Hiểu Lam cũng nhận thấy Triệu Quốc Đống càng ngày càng hài lòng về công tác của mình, đây là nguyên nhân chủ yếu Triệu Quốc Đống dốc hết sức nâng đỡ mình lên. Chỉ có điều cán bộ trong quận Tây Giang nhận được sự ưu ái của Triệu Quốc Đống có quá nhiều, không nói tới thường vụ và phó chủ tịch quận, chỉ riêng những người lãnh đạo các phòng ban giống như Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Ngô Ứng Cương, Phó Chánh Văn phòng Khúc Hiểu Yến, Trưởng phòng phòng đất đai Hướng Vĩnh Cường, trưởng phòng truyền thông Vương Lệ Mai, phó trưởng ban tuyên giáo Phan Xảo, trưởng phòng tài chính La Minh, những người đều cố hết sức thể hiện tốt trước mặt Triệu Quốc Đống, hy vọng nhận được sự tán thành của Triệu Quốc Đống. Hiểu Lam, giữa chúng ta không cần phải nói những lời này, tất cả đều nhờ sự khảo sát, đánh giá và xác định dân chủ của ban tổ chức, chắc là muốn đảng ủy và ủy ban nhân dân quận ta thân cận hơn. Còn những mảng mà cô được phân công quản lý như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi thì cần phải qua trình tự thích hợp, tôi cũng đã dặn dò Quế Toàn Hữu để hắn bố trí hai bên quận ủy và ủy ban nhân dân quận một chút. Cô cũng phải tự sắp xếp nhé, tuy rằng là thủ tục nhưng cần tắc vô ưu. Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế sofa trông có vẻ rất tùy ý. Đúng rồi, vốn ra thì trong thời gian này tôi không nên sắp xếp công tác cho cô nhưng quy hoạch xây dựng công trình thủy lợi đã được duyệt mấy ngày nay chỉ chờ báo lên tỉnh, do đó nhờ cô để ý giúp chủ tịch Tằng cho đến khi ổn định bộ máy mới. Bí thư Triệu cứ yên tâm, việc này tôi cam đoan sẽ làm thật tốt.
Ngụy Hiểu Lam nhận thấy có đôi chút mất tự nhiên hiếm thấy khi ngồi trước mặt Triệu Quốc Đống, vốn trước đây làm phó chủ tịch quận thì không có câu nệ như này nhưng giờ khi biết mình tới huyện Thương Hóa làm chủ tịch huyện thì lại có phần chưa kịp thích ứng. Ừ, tối nay tôi sẽ bảo Toàn Hữu bố trí một cuộc gặp mặt nhỏ, có tôi, Lão Tằng, còn có Toàn Hữu và Vân Đạt cùng với mấy người Dục Thành, coi như là tiệc chúc mừng cô. Đợi tới khi có quyết định chính thức thì bốn ban ngành quận ủy, ủy ban nhân dân quận, đại hội đại biểu nhân dân quận và hội nghị hiệp thương chính trị quận sẽ tụ họp lại sau. Triệu Quốc Đống thấy môi Ngụy Hiểu Lam có hơi run run, ánh mắt cũng lóng lánh thì xua tay nói. Hiểu Lam, không cần phải như vậy, có thể công tác với như cũng là duyên phận, một năm vừa rồi cô cũng giúp tôi không ít, khiến tôi đỡ phải hao tổn tâm tư nhiều, cũng ra mặt vì tôi không ít lần. Nếu nói cảm tạ thì tôi phải cảm tạ mới đúng. Sau này tới Thương Hóa thì vị trí không còn giống như lúc trước, cô cần phải suy xét chu toàn một chút, chúng ta đều cùng ở Ninh Lăng mà, bất cứ lúc nào cũng có thể giữ liên lạc, có phiền toái hay khó khăn gì thì đều có thể liên hệ với tôi. Tôi đó, lần đầu tiên trong đời Ngụy Hiểu Lam say và phải có người đưa về tận nhà. Một tuần sau, ban tổ chức cán bộ hoàn tất khảo sát, thị ủy Ninh Lăng chính thức miễn nhiệm Ngụy Hiểu Lam khỏi chức phụ thường vụ quận ủy quận Tây Giang, ủy viên thường vụ đại hội đại biểu nhân dân quận Tây Giang. Phó chủ tịch quận Tây Giang, cùng lúc đó là bổ nhiệm Ngụy Hiểu Lam làm phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Thương Hóa. Ngày 28 tháng 9, Trung ương tổ chức đại hội biểu dương chống lũ cứu nạn tại Bắc Kinh, toàn bộ lãnh đạo đảng và nhà nước tham gia đại hội này. Trước khi đại hội bắt đầu, Triệu Quốc Đống cùng với những tấm gương chống lũ cứu nạn khác đều được tiếp kiến và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo đảng và nhà nước. Lưu Nham khẽ gõ cửa, dường như trong phòng không có người nào. Hắn đang định chuẩn bị rời khỏi thì lại nghe thấy tiếng của ông anh vang lên. Lưu Nham à, vào đi. Lưu Nham bước nhanh vào thư phòng của anh cả, ông anh đang vung vẩy bút mực, một tờ giấy tuyên thành to rộng trải trên mặt bàn, dường như vừa mới tiến vào trạng thái múa bút như bay, một hơi là thành. Giấy tuyên thành là một loại giấy nổi tiếng ở Trung Quốc. Lưu Nham đứng ở bên cạnh chép chép miệng, tài viết bút lông của anh cả mình khá có tiếng ở trong ban tổ chức Trung ương. Một số thể chữ nhan thể chữ của Nhan Châu Khanh thời Đường, mạnh mẽ hùng hồn, cổ động trang nghiêm, rất có phong thái cổ xưa. Có xem đại sự biểu dương ngày hôm qua không? Lưu Thác đột nhiên hỏi khiến Lưu Nham ngẩn ra trong chốc lát rồi lập tức phản ứng. Em không tham gia, ý anh muốn nói về cái tên đó à? Ừ, nở mày nở mặt đó. Lưu Thác đặt cây bút lông sói xuống, cẩn thận thưởng thức một phen rồi mới cầm chiếc khăn ẩm bên cạnh lau lau chút mồ hôi sau gáy rồi tiện tay đặt xuống cánh tay ghế và đi sang một bên. Quan hệ giữa hắn và Nhược Đồng tiến triển thế nào rồi? Rốt cuộc chú có biết rõ hay không, mỗi lần hỏi đến đều nói là có tiến triển, Nhược Đồng cũng trưởng thành rồi, cứ như vậy thì không tốt lắm. Anh, chú ba lại hỏi anh sao? Lưu Nham nghĩ một chút rồi hỏi. Ừ, chú ba khá ấn tượng về tên đó. So với mấy tên ở Bắc Kinh chỉ biết dựa vào bậc cha chú ăn cơm, không biết trời cao đất rộng thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lưu Thác gầy hơn em trai mình chút ít, hốc mắt hơi lõm sâu, con mắt luôn ẩn giấu ở sâu bên trong khiến cho người ta khó có thể thông qua ánh mắt để quan sát hắn. Đúng vậy, trước khi lên Bắc Kinh thì hắn cũng đã liên hệ với Lão Thái, chắc là hai ngày nữa sẽ trở về thôi. Lưu Nham cân nhắc ý tứ của anh trai, hỏi thăm dò. Tính cách Nhược Đồng thì anh cũng biết. Anh càng thúc giục thì lại càng dục tốc bất đạt, ý của em là để bọn nó tự kết giao. Điều này cũng không được, con gái Lưu gia sao có thể để tiếp tục như vậy. Tiểu tử kia cũng đã 28 tuổi rồi, một cán bộ cấp phó sở sao còn chưa kết hôn. Nếu như đối phương cảm thấy Lưu gia chúng ta không có thành ý thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng nảy sinh biến cố. Anh hoài nghi tên kia có ý đồ kéo dài hay không, nếu không thì sao lại cứ dây dưa với Nhược Đồng như vậy. Lưu Thác trầm ngâm rồi nói. Anh cảm thấy tốt nhất là chú tìm Lưu Kiều, anh thấy nó hiểu rõ nội tình nhất. Nhưng tính tình Nhược Đồng cũng rất bướng bỉnh, em cảm thấy như thế thì cưỡng ép quá, dễ khiến bọn chúng phản cảm. Lưu Nham do dự một chút. Huống chi Lưu gia chúng ta không phải không gả được, thế này có phải là quá không? Lưu Nham, chú nhìn tình trạng Lưu gia chúng ta mấy năm nay xem, rồi nhìn sang những nhà khác nữa, chênh lệch giữa chúng ta với bọn họ càng lúc càng lớn, trong nhà thì lại không đoàn kết. Cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì Lưu gia cũng sẽ sụp đổ. Lưu Thác trầm giọng. Lưu gia chúng ta cũng coi như là thịnh vượng nhưng lại không có người nào đáng tin cậy, toàn làm theo ý mình, lo ích lợi trước mắt của cá nhân, tầm nhìn hạn hẹp. Chú nhìn lại mấy nhà kia đi, liên minh với nhau, phối hợp chặt chẽ, từ trên xuống dưới chuyện gì nhà người ta cũng đều thò tay vào được,
nhìn lại Lưu gia chúng ta thì hiện giờ ngoài hai anh em chúng ta ở Bắc Kinh thì còn miễn cưỡng nói được mấy câu chứ còn ở địa phương thì sao? Có thấy được bóng dáng Lưu gia chúng ta ở chỗ nào không? Lời nói sắc bén của Lưu Thác khiến Lưu Nham đau nhói lòng, lời này đúng là rất thẳng thắn, cải cách đã được 20 năm rồi, những nhà khác cũng từng trải qua thời kỳ suy bại nhưng bọn họ đều có thể tìm được thời cơ thích hợp để đứng lên làm lại. Nhưng Lưu gia này vừa ngã xuống thì dường như còn không bò dậy nổi, nói chuẩn xác thì cú ngã này cũng không phải do người ngoài tạo thành mà thuần túy là do mâu thuẫn nhiều phương diện từ trong nội bộ Lưu gia tập hợp lại và bùng phát. Hơn nữa lúc đó bố mình vừa mới qua đời nên khiến cho Lưu gia hoàn toàn rơi xuống vực thẳm nên dù qua nhiều năm rồi mà vẫn không thể bước đi nổi. Hấp thu dòng máu mới có tiền đồ phát triển đã trở thành nhận thức chung của Lưu gia, mà dựa vào quan hệ thông gia thì chắc chắn là một phương thức tin cậy và mạnh mẽ nhất. Bước đi của tên tiểu tử họ Triệu này khá nhanh, bên trên lại có người tương trợ, hơn nữa lại rất biết nắm chắc thời cơ tốt, trình độ sử dụng đầu óc thì ít người bì kịp. Tựa như lần chống lũ cứu nạn vừa rồi tên này có thể nắm lấy kỳ ngộ để tăng thêm vài phần vốn chính trị đang trống rỗng của mình. Anh, loại hôn nhân kiểu này thì vẫn phải trưng cầu ý kiến của đương sự, em thấy Nhược Đồng mặc dù không phản đối nhưng em lại có cảm giác biểu hiện của nó có phần kỳ quái. Nói là tiến triển rất lớn nhưng lại không thấy nó tới An Nguyên, còn tiểu tử kia thì lại có nhiều cơ hội lên Bắc Kinh nhưng em lại không thấy mấy khi chúng nó ở bên nhau, tình hình cụ thể thì còn phải hỏi Lưu Kiều một chút thì mới biết được. Lưu Nham nghĩ một chút rồi nói. Ừ, Lưu Nham, hãy nắm chắc thời gian, anh có dự cảm tiền đồ của tiểu tử này không hạn lượng, hơn nữa lại có phúc tướng, có lẽ hắn thật sự có thể mang đến vận may cho Lưu gia chúng ta, làm không tốt thì Lưu gia chúng ta cũng có thể thử xoay chuyển vận mệnh của mình. Lưu Thác nói một cách từ từ. Trực giác của anh xưa nay đều khá chuẩn xác, chắc không sai được đâu. Quyển 9, chương 9-19. Triệu Quốc Đống được Bành Trường Quý đưa lên sân bay Thái Bình. Lần này hắn mượn cơ hội đi nhận bằng khen của hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão quốc gia mà xin nghỉ phép vài ngày. Hắn dự định ở lại Bắc Kinh nghỉ vài hôm, thuận tiện cũng xem hai khu đất của tập đoàn Thiên Phu ở Bắc Kinh. Bây giờ ngành bất động sản vẫn còn chưa quá phát triển. Lấy đất mặc dù phiền phức nhưng dù là vay vốn ngân hàng hay là đàm phán với người có đất cũng không mạo hiểm như 10 năm sau. Thiên Phu hoạt động coi như thuận lợi, hai khu đất kia đã vào tay. Lúc này Kiều Huy mới biết được quan hệ thâm hậu của gia đình trong hệ thống tài chính. Bố Kiều Huy vốn làm phó giám đốc Ngân hàng Nhân dân tỉnh An Nguyên gần 10 năm. Sau này ông được điều lên Bắc Kinh ở Ngân hàng Nhân dân Trung ương. Mà khi ông về hưu, người từ Ngân hàng Nhân dân tỉnh An Nguyên không ngừng đi khắp các nơi trong tỉnh. Điều này cũng khiến cho Kiều gia có mạng lưới quan hệ rộng trong hệ thống Ngân hàng tỉnh An Nguyên. Thiên Phu Bắc Kinh sau khi có đất liền bắt tay vào hoạt động như điều tra thị trường, quy hoạch. Trong hoạt động này Kiều Huy cũng đã phát huy tác dụng rất lớn. Lúc trước Triệu Quốc Đống rất khó tưởng tượng với gia cảnh của Kiều Huy thì sao y có thể vào xã hội đen, thậm chí làm cho trong nhà thiếu chút nữa cắt đứt quan hệ với y. Sau đó Triệu Quốc Đống mới mơ hồ biết việc này có liên hệ với vấn đề tình cảm của bố Kiều Huy. Bố Kiều Huy có quan hệ bên ngoài nên bố mẹ ly thân, khiến Kiều Huy bị kích thích. Lúc ấy bố y công tác ở Bắc Kinh, mẹ y ở An Đô. Kiều Huy cũng thiếu giáo dục nên như ngựa thoát cương chạy trong giàn hồng. Hơn nữa y tức ông bố nên đi con đường hoàn toàn khác với anh em. Cũng may Kiều Huy một lần nữa về đường chính, cũng dần cải thiện quan hệ với gia đình. Hơn nữa bố mẹ Kiều Huy dù không còn tình cảm nhưng vẫn chưa ly hôn, mỗi người một phương mà thôi. Chẳng qua con cái khi đối xử việc này cũng biết ý mà không nói nhiều, để mặc tự nhiên. Một anh và một chị của Kiều Huy làm ở ngành tài chính Bắc Kinh, một chị khác ở An Đô. Chỉ còn Kiều Huy và bà mẹ ở An Đô. Kiều Huy lên Bắc Kinh liền nhờ mấy người vốn là cấp dưới của bố. Hơn nữa TPTP cũng rất tự tin nên Thiên Phu nhanh chóng đứng vững ở Bắc Kinh. Sau khi được hai khu đất liền thuê người, bộ máy nhanh chóng được thành lập. Thiên Phu Bắc Kinh cũng có mục tiêu lớn. Điểm này quan hệ với tác phong làm việc của Kiều Huy và phương hướng mà Triệu Quốc Đống xác định. Theo ý của Kiều Huy thì hai khu đất này của Thiên Phu Bắc Kinh thì tháng 10 cùng khởi động. Mặc dù thị trường bất động sản đang ngủ đông nhưng Kiều Huy tuyệt đối tin tưởng vào phán đoán của Triệu Quốc Đống. Theo Kiều Huy nói thì đã thiếu chút nữa chết ở Hải Nam thì không cần phải cược thêm lần nữa. Hơn nữa còn có cả tập đoàn Thiên Phu lớn như vậy chống đỡ. Ngoài việc xem sự phát triển của Thiên Phu, Triệu Quốc Đống còn phải liên lạc với vài người. Thái Chánh Dương không cần phải nói, Dương Thiên Minh cũng dành thời gian ăn cơm với hắn. Hắn cũng biết Dương Thiên Minh lần này muốn cảm ơn hắn đã nhắc về khiếm khuyết của hệ thống đê điều lưu vực sông Trường Giang,
dù sao nó liên quan tới tính mạng và tài sản của vài chục triệu dân, nó đồng thời cũng càng làm tiền đồ chính trị của Dương Thiên Minh thêm sáng. Nếu không phải Bộ Thủy Lợi liên tục phái mấy tổ công tác kiểm tra và thúc giục các tỉnh gia cố hệ thống đê điều thì chỉ sợ trong cơn lũ lần này sẽ mang lại hậu quả lớn hơn nữa. Điểm này cũng khiến Dương Thiên Minh được cấp trên khen ngợi. Làm Triệu Quốc Đống không hiểu là thái độ của Lưu gia. Nói thật bây giờ hắn và Lưu Nhược Đồng cũng không còn quá xa lạ. Bản thân Lưu Nhược Đồng cũng được, khôn khéo, xinh xắn nhưng hai người vẫn không thể tiến tới giai đoạn kia, giống hai người chỉ thấy như là bạn vậy. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đều thích cảm giác này. Về vấn đề con đường phát triển và chiến lược của Trung Quốc, hai người đều có thể bàn bạc sôi nổi, mỗi lần đều tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Điểm này làm Triệu Quốc Đống thấy đã tìm được người có tiếng nói chung với mình. Triệu Quốc Đống thấy rất khó hiểu về Lưu Nhược Đồng. Cô không giống nhân viên văn phòng bình thường của Bộ Ngoại giao, cô nhận xét sâu sắc về thời cuộc, thậm chí ngay cả hắn hiểu về tương lai cũng rất kinh ngạc về quan điểm của cô. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nói đó là hợp ý, nhưng chưa chắc đã hữu duyên với nhau. Hai người đi cùng nhau khắp Bắc Kinh cả ngày. Bắc Kinh vào thu nên rất đẹp. Hai người tạm biệt trong lễ phép, còn hẹn thời gian gặp mặt. Lưu Nham và Lưu Kiều rất kiên nhẫn đi theo bọn họ. Triệu Quốc Đống thậm chí còn cảm thấy việc gặp của hắn và Lưu Nhược Đồng thậm chí còn thành việc của hai người đó. Ngoài Lưu Nhược Đồng ra, những người khác của Lưu gia hình như đều hy vọng hắn và Lưu Nhược Đồng nhanh kết hôn. Thậm chí ngay cả bố mẹ Lưu Nhược Đồng cũng cố ý nói ra việc coi trọng hai người gặp nhau. Từng chiếc dây trói vô hình này làm Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Đúng như Thái Chánh Dương nói, hắn 28 tuổi mà lên được vị trí này là quá cao. Bây giờ nếu muốn lên thì không thể dựa vào thành tích hoặc lãnh đạo tỉnh coi trọng, mà còn cần chỗ dựa càng mạnh hơn nữa. Mà trong mắt lãnh đạo thì nhân tài nếu không có rèn luyện sẽ không được. Theo quan điểm của Thái Chánh Dương thì hắn rất có thể 5-6 năm tới chỉ ở mức cán bộ cấp phó giám đốc mà thôi, nhiều lắm là thay đổi phân công công việc trừ khi có cơ hội đặc biệt. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết cơ hội đặc biệt Thái Chánh Dương mà nói là gì. Lãnh đạo coi trọng là một phần nhưng vậy vẫn chưa đủ. Trên thực tế hắn phát triển quá nhanh, lãnh đạo cũng sẽ tính tới việc cân bằng. Chỉ sợ trong thời gian này hắn đúng là không thể biến hóa quá nhiều. Nếu như có thể kết hôn với Lưu Nhược Đồng, ít nhất sẽ giúp hắn giảm đi 5 năm phấn đấu. Đây là phán đoán của Thái Chánh Dương. 5 năm, hơn 1.600 ngày, nghe thì không có gì nhưng nó lại rất quan trọng với người đi theo chính trị. Có lẽ bây giờ thì hắn không thấy, nhưng khi lên cấp giám đốc sở hoặc cấp phó tỉnh thì 5 năm sẽ là tài sản vô giá. Đây là hấp dẫn lớn đối với bất cứ ai, Triệu Quốc Đống cũng không ngoại lệ. Triệu Quốc Đống cũng biết chỗ yếu của mình, tích lũy trước đó khiến hắn có trụ cột kinh tế mạnh, mà nó cũng sẽ giúp hắn không ít trong sự nghiệp. Nếu hắn muốn lên được cấp giám đốc sở thì sẽ đủ, nhưng nếu muốn tiến thêm 2-3 bước thì còn không đủ. Lưu gia là một cây cầu khiến hắn đi tới cấp độ hoàn toàn khác. Được tài nguyên chính trị của Lưu gia ủng hộ, lại dựa vào năng lực làm việc của hắn. Hắn có thể làm xuất sắc ở bất cứ cương vị nào. Mà lãnh đạo nếu muốn áp chế hắn cũng phải suy xét. Thái Chánh Dương rất tôn trọng hắn, y chỉ nói ra lợi và hại của việc này, cũng không nói nhiều nữa. Nhưng Triệu Quốc Đống đương nhiên nghe ra thái độ của Thái Chánh Dương. Chính xác mà nói bây giờ thì không có hại, có hại chỉ khi hắn lên làm cán bộ cấp phó tỉnh thì may ra mới có. Chẳng qua đó là khi hắn và Lưu Nhược Đồng có thể yêu nhau. Nhưng hắn và Lưu Nhược Đồng có thể yêu nhau không? Nghĩ vậy, Triệu Quốc Đống không khỏi cười khổ một tiếng. Hai người như hai người đi trên con đường song song không bao giờ gặp mặt vậy. Quyển 9, chương 100. Ngụy Hiểu Lam đi, Triệu Quốc Đống liền thấy có chút mất mát. Chẳng qua Ngụy Hiểu Lam đi lại làm nhiều người ở Tây Giang chấn động. Vô số người đưa những tin đồn về việc Ngụy Hiểu Lam đến Thương Hóa làm phó bí thư huyện ủy, quyền chủ tịch huyện. Nhưng quan điểm chung đó đều là chỉ cần người được bí thư Triệu hài lòng, người đó sẽ có tiền đồ vô lượng. Có điều kiện thì anh có thể lên, không có điều kiện thì hắn sẽ tạo điều kiện cho anh lên. Việc Nghiêm Lập Dân tại sao ủng hộ Triệu Quốc Đống ở vấn đề này, Triệu Quốc Đống quyết đấu với Kim Vĩnh Kiện và Lục Kiếm Dân trong hội nghị thường ủy ra sao, tất cả đều được bàn tán không ngừng. Sự bá đạo của Triệu Quốc Đống truyền khắp Tây Giang. Dù sao một thường vụ thị ủy xếp cuối cùng thì ai cũng biết đó chỉ là người giơ tay cho đủ. Có thể thi thoảng nói hai câu trong hội nghị thường ủy là may rồi. Vậy mà dám gây sóng gió trong hội nghị thường ủy, Triệu Quốc Đống này không bình thường. Thời gian này Tằng Lệnh Thuần cũng thường xuyên tới văn phòng Triệu Quốc Đống hơn, nói chuyện cũng phong phú hơn.
Điểm này làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Ngụy Hiểu Lam đi, chức thường vụ quận ủy, phó chủ tịch tỉnh thiếu đi. Tăng Lệnh Thuần là người cũng tinh mắt, Hoắc Vân Đạt sớm được Triệu Quốc Đống đưa từ Hoa Lâm tới, hơn nữa một năm nay Hoắc Vân Đạt đã làm tốt trong công tác thu hút đầu tư và cải cách các nhà máy, Tăng Lệnh Thuần mới đầu có ý kiến nhưng sau lại đánh giá cao. Việc Hoắc Vân Đạt thay Ngụy Hiểu Lam là tất nhiên, hơn nữa sau khi Tiền Trí Quốc bị bắt thì cũng thiếu một phó chủ tịch, như vậy Tây Giang thiếu hai phó chủ tịch. Sự cứng rắn của Triệu Quốc Đống trong hội nghị thường vụ thị ủy làm cho cán bộ Tây Giang chấn động mạnh. Từ góc độ nào đó thì bí thư quận ủy có quyền lên tiếng ở thị ủy sẽ có thể nói giúp cán bộ quận. Quận có nhiều công việc đan nhau với công việc của thị xã. Các cơ quan trực thuộc thị xã luôn thích lấy thế đè người, có lợi là bắt với lý do là tăng cường quản lý, phiền phức lại ném cho quận, lý do là do quản lý khu vực. Dù là thuế, thương mại, văn hóa, vệ sinh, công an, xây dựng, sản xuất, chỉ cần là ngành sản xuất có chất béo thì thị xã nhận, ngành này do quận nhận. Tính cách lãnh đạo quận chỉ mềm yếu một chút thì sẽ bị đám người ở thị xã chỉ lên đầu. Có bí thư quận ủy cứng rắn sẽ khiến mấy cục trên thị xã thu mình nhiều, ít nhất không dám phá đám. Nếu không Triệu Quốc Đống này ý kiến nhiều trong hội nghị thường vụ thị ủy thì chức cục trưởng, chủ nhiệm của anh sẽ không thể ngồi yên. Hơn nữa biểu hiện của Triệu Quốc Đống lần này làm nhiều người phải suy nghĩ. Từ một góc độ nào đó mà nói Triệu Quốc Đống là người rất cứng rắn trong công việc hàng ngày thì nói một không hai. Tăng Lệnh Thuần tiếp xúc với Triệu Quốc Đống một thời gian không ngắn nên coi như hiểu được đối phương. Y cảm thấy Triệu Quốc Đống cũng không độc đoán như mình nghĩ, ở nhiều công việc thậm chí chủ động trao đổi với y, hỏi ý kiến của y. Giống như việc Hoắc Vân Đạt lần trước bị bác bỏ thành thường vụ quận ủy, Triệu Quốc Đống liền bàn với mình xem ai trong bộ máy ủy ban quận lên làm thường vụ. Tăng Lệnh Thuần vốn nghiêng về Bảo Vĩnh Lai nhưng rất không may Bảo Vĩnh Lai không khỏi được bệnh. Triệu Quốc Đống đề nghị Ngụy Hiểu Lam, Tăng Lệnh Thuần thấy cũng phù hợp tình hình. So sánh với Thi Cương cùng Vinh Thịnh thì Ngụy Hiểu Lam có tác phong làm việc kiên định hơn. Bây giờ Ngụy Hiểu Lam lên chức, Tây Giang thiếu hai phó chủ tịch. Mặc dù nói do bộ máy ủy ban quận đề cử rồi do tập thể quận ủy biểu quyết và báo lên thị ủy, nhưng quyền chủ động vẫn trong tay Triệu Quốc Đống. Tăng Lệnh Thuần hy vọng có thể chọn người phù hợp ý đồ của mình, cho nên phải qua cửa Triệu Quốc Đống. Hướng Vĩnh Cường vốn là bí thư đảng ủy thị trấn Hà Thanh, trước đó làm chủ tịch thị trấn Hải Yến, trước khi xuống xã thì là phó trưởng phòng nông nghiệp, kinh nghiệm công tác phong phú. Triệu Quốc Đống nghiêng người dựa trên ghế mà nghe, Quế Toàn Hữu nghe Triệu Quốc Đống hỏi tới Hướng Vĩnh Cường thì hiểu ra một chút nên nói. Sao vậy bí thư Triệu, chủ tịch Tăng cảm thấy Hướng Vĩnh Cường phù hợp ư? Đúng như anh nói, lão Tăng cho rằng Hướng Vĩnh Cường thành thật, hơn nữa có kinh nghiệm phong phú, làm trưởng phòng đất đai đã 4 năm. Người này theo tôi thấy cũng được, công việc giao xuống làm khá tốt. Triệu Quốc Đống nói, nếu chủ tịch Tăng đã tìm đến ngài thì tôi thấy lần này Hướng Vĩnh Cường nhất định phải được chức vụ này. Quế Toàn Hữu cười nói, Hướng Vĩnh Cường cũng đi nói chuyện với y, chẳng qua trước khi biết ý của Triệu Quốc Đống, Quế Toàn Hữu không dám tùy tiện mở miệng nói. Y và Triệu Quốc Đống đúng là có quan hệ mật thiết, nhưng ở vấn đề nhân sự nếu là cán bộ cấp trưởng phòng thì Y có thể mở miệng nói, nhưng đây là phó chủ tịch, bao người nhìn chằm chằm vào cơ mà. Nhất định phải được, thời này đâu có việc tốt như vậy. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Tây Giang là khu vực nhạy cảm, đừng nói một chức phó chủ tịch mà là trưởng phòng điều chỉnh một chút cũng sẽ động không ít nhân vật lớn. Chỉ cần điều tra sau lưng vị trưởng phòng, chủ nhiệm nào đó thì không chừng sẽ có quan hệ với lãnh đạo thị xã. Ít nhất cũng có quan hệ với cục nào đó có thực quyền. Quế Toàn Hữu liền nói. Nói như vậy lần này Hướng Vĩnh Cường không có hy vọng sao? Toàn Hữu, sao anh lại khẩn trương như vậy? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Quế Toàn Hữu. Có phải Hướng Vĩnh Cường tìm anh? Lão Hướng đúng là có tìm tôi, chẳng qua chuyện này tôi không dám tùy tiện nói chuyện. Lão Hướng khi làm phó trưởng phòng nông nghiệp thì chủ tịch Tăng là phó cục trưởng cục nông nghiệp, hai người cũng có quan hệ. Lão Hướng đến hỏi dò tôi cũng là bình thường. Quế Toàn Hữu thản nhiên nói. Trước mặt Triệu Quốc Đống, y cũng không có gì cần che giấu. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút mà không nói gì. Quế Toàn Hữu nói rõ như vậy chính là hy vọng mình có thể suy nghĩ cho Hướng Vĩnh Cường. Chỉ là lần này nếu Hướng Vĩnh Cường chiếm một, vậy chỉ còn một cơ hội. Đây là còn chưa tính nếu thị xã có người nhìn chằm chằm vào. Tây Giang sau đây sẽ xây dựng khu công nghiệp Lâm Cảng, nhiệm vụ cũng khá nặng nề. Công tác giải tỏa, xây dựng và phát triển đều nặng, nhất là hai vấn đề trước liên quan nhiều việc, không có người cứng rắn và giỏi làm công tác quần chúng là không được.
Vinh Thịnh cùng Thi Cương không phải loại người đó, đây là người quen với công tác hành chính. Mà Hướng Vĩnh Cường có lẽ có năng lực mạnh hơn hai người kia ở vấn đề này, nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy Hướng Vĩnh Cường không đủ kinh nghiệm ở công việc này. Quế Toàn Hữu cũng thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống thay đổi. Y liền hỏi, Bí Thư Triệu, có phải có gì khó không? Ừ, nếu thị xã không có bố trí nào thì để Lão Hướng lên thì cũng được. Vấn đề tôi không rõ thị xã có xen tay vào không? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi không muốn vì vấn đề này lại mâu thuẫn với lãnh đạo thị xã. Hội nghị thường ủy lần trước làm tôi có tiếng trong cả thị xã. Cứ như vậy nữa thì chỉ sợ Bí Thư Hoàng cùng thị trưởng Thư sẽ cho rằng tôi quá ngông cuồng. Nhưng lần này Tây Giang chúng ta thiếu hai phó chủ tịch, dù thị xã bố trí một thì cũng phải tôn trọng ý kiến của một người của quận chứ. Quế Toàn Hữu không nhịn được nói. Sau đây nghiệp vụ phát triển của Tây Giang là rất nặng nề. Khu công nghiệp Lâm Cảng cùng xây dựng cầu Tú Hà, phát triển khu vực phía nhà máy sông đều ở trước mặt chúng ta. Trước đó thị trưởng Thư và thị trưởng Lý đã trao đổi với tôi, bọn họ cũng đưa ý kiến về khai thác khu vực phía Nam sông, hy vọng có thể do thị xã phụ trách. Nhưng tôi đã khéo léo từ chối. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Sau đó thị xã nói kể cả khu công nghiệp Lâm Cảng cùng khu vực phía Nam sông sẽ do Tây Giang phụ trách khai thác, xây dựng. Nhưng nếu làm không tốt, hiệu quả không tốt thì thị xã sẽ nhận. Tôi bây giờ đang suy nghĩ ai phụ trách việc này. Làm tốt thì đó là động lực phát triển công tác của Tây Giang chúng ta. Làm không tốt thì công tác chuẩn bị của chúng ta sẽ phí công, sẽ chuyển sang cho thị xã. Quế Toàn Hữu cuối cùng hiểu được người vào chức phó chủ tịch kia sẽ phụ trách khu công nghiệp Lâm Cảng và khu vực phía Nam sông. Mà Triệu Quốc Đống cảm thấy Hướng Vĩnh Cường không thích hợp. Vân Đạt không được sao? Quế Toàn Hữu suy nghĩ một chút rồi nói. Hai nơi kia mới là quy hoạch, công tác bước đầu là giải phóng mặt bằng. Vân Đạt đang phụ trách mảng công nghiệp và giao thông, không thể phụ trách thêm nữa. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Quyển 9, chương 101. Quế Toàn Hữu lập tức hiểu ngay Triệu Quốc Đống đã có lựa chọn vào chức phó chủ tịch kia. Y liền nhanh chóng suy nghĩ thật nhanh nhưng rất kinh ngạc là một người duy nhất có thể. Người duy nhất có thể làm tốt công việc kia chỉ có thể là Mạc Vinh mà thôi. Mạc Vinh, đương nhiên chỉ có Mạc Vinh là phù hợp yêu cầu này của Triệu Quốc Đống. Bí thư khu Việt Tú, làm cán bộ cơ sở nhiều năm, có uy tín, nhiều biện pháp, nhiều quan hệ, tính cách cũng hợp với vị trí này. Chỉ trong một năm ngắn ngủi đám người của Trương Thiệu Văn đã bị Triệu Quốc Đống làm tan rã. Bắt đầu từ Tiếu Chiêu Quý, Tiền Trì Quốc, dần dần có người vào tù, người đi, người dựa vào, tất cả giống như chuyện chỉ xảy ra trong vài hôm. Bí thư Triệu, phù hợp với yêu cầu của ngài thì sợ chỉ có Mạc Vinh mới có thể gánh vác trọng trách. Quế Toàn Hữu cười nói. Đây cũng là do ngài rộng lượng, nếu là người khác thì Mạc Vinh đã bị gạt sang bên vì trước đây là người của Trương Thiệu Văn rồi. Tôi nếu không suy nghĩ về thân phận Mạc Vinh là người của Trương Thiệu Văn thì là nói dối. Chẳng qua bọn họ gần như nắm giữ hết phòng ban, vị trí quan trọng của Tây Giang. Nếu tôi có thành kiến thì sợ 2 năm cũng không thể xử lý hết bọn họ. Nếu muốn mở cục diện thì phải đến 3 năm, tôi sao phải tự làm khổ mình như vậy? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Tôi vẫn giữ nguyên tắc kia, người vi phạm pháp luật thì không thể sống, các thứ khác tôi lấy nguyên tắc theo hiệu quả mà xử lý. Anh có năng lực và bản lĩnh thì tôi dùng. Tây Giang không phải thiên hạ của ai, ai cũng không thể làm quan cả đời ở Tây Giang. Anh chỉ cần có trái tim vì công việc là đủ. Mạc Vinh là người thích hợp nhất cho vị trí này ngoài việc tuổi hơi lớn một chút. Quế Toàn Hữu một lần nữa cảm nhận cách dùng người của Triệu Quốc Đống không theo khuôn mẫu, quan trọng nhất là phải xem anh có bản lĩnh hay không. Đây chỉ là suy nghĩ sơ bộ của tôi, còn chưa giao tiếp với các thường vụ khác. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Vị phó chủ nhiệm Trương Pháp Hải khu Việt Tú kia cũng có không ít người đánh giá không tốt. Tôi thấy dùng người thì phải có sở trường sở đoản, ít nhất y khi xử lý một số việc rất tốt. Không cần anh ta dùng biện pháp gì, có hiệu quả là được. Ừ, Trương Pháp Hải thì người ta gọi là Hòa Thượng Pháp Hải, y nói mình là kẻ chuyên môn hàng yêu phục ma, xử lý các kẻ gây chuyện xấu ở khu vực. Quế Toàn Hữu cười nói. Mạc Vinh mới đầu nghe thấy tin đồn thì chỉ cười nhạt. Y không tin chuyện như tin đồn sẽ rơi vào người y. Trong thời gian này y làm việc cũng được, cũng xử lý được vài việc khó khăn nhưng đó chỉ là trong phạm vi công việc thôi mà. Phó chủ tịch quận, có chuyện tốt như vậy rơi vào đầu mình sao? Mạc Vinh nghĩ mà có chút buồn cười. Trương Thiệu Văn bị điều chỉnh làm y cũng sớm nghĩ mình sẽ bị điều chỉnh.
Sau này Triệu Quốc đống đến khiến đám người Tiền Trì Quốc cùng Mã Chiêm Bưu, Tôn Định Trung ngã ngựa, vậy mà y không bị làm sao. Hơn nữa trong đợt phòng chống lụt bão vừa rồi y lại được khen là điển hình tiên tiến. Nhưng đó chỉ là mấy vấn đề hư vô mà thôi, Phó Chủ tịch quận, anh nghĩ xem có bao người nhìn chằm chằm vào việc này. Mình ở thời đại Trương Thiệu Văn còn không được, huống chi là bây giờ. Chẳng qua y cũng có chút buồn bực, đây không phải người đầu tiên gọi hỏi, ai cũng nói không có cửa sao có khói. Lời đồn sao không rơi vào Ngô Ứng Cương, Vương Lệ Mai, mà lại rơi vào y. Y cũng có chút khó hiểu, chẳng lẽ là ai cố ý trêu mình lên đồn thổi như vậy. Cửa văn phòng được mở ra, Trương Pháp Hải lao vào như cơn gió. Đại ca, chuyện vui. Trương Pháp Hải mặt mày đỏ bừng do quá hưng phấn. Mạc Vinh có chút tức giận nói. Làm gì thế hả, đi đứng không chững chạc chút được sao? Đại ca, anh nghe em nói đảm bảo anh rất vui. Trương Pháp Hải không thèm để ý đến câu mắng của Mạc Vinh. Khi thấy ngoài cửa không ai liền nhỏ giọng nói. Đại ca, em nhận được tin chính xác, quận đúng là có ý để anh làm phó chủ tịch quận. Hừ, tôi biết rồi, tôi khuyên cậu đừng nghe lời đồn thổi đó, cậu sao tin lời đồn này? Mạc Vinh cũng hơi động tâm nhưng vẫn rất bình tĩnh nói. Cậu cảm thấy tôi giống người làm phó chủ tịch quận sao? Sao lại không giống, anh ở Việt Tú nhiều năm. Chuyện gì cũng làm tốt cơ mà. Việt Tú chưa từng có việc gì loạn phải kiện lên tận quận, hàng năm được bầu làm xuất sắc. Chẳng lẽ nói anh không thể làm nổi phó chủ tịch quận? Trương Pháp Hải tức giận nói. Hừ, làm phó chủ tịch quận không phải chỉ dựa vào làm tốt công việc là được. Cậu cũng là cán bộ cấp phó trưởng phòng chẳng lẽ không rõ điểm này? Mạc Vinh trừng mắt nhìn Trương Pháp Hải. Nhưng bên trên cũng cần người làm việc cho mình chứ. Em không tin bọn họ chỉ dùng kẻ biết nói miệng mà thôi. Trương Pháp Hải hơi nhụt chí mà nói. Hơn nữa tin em nghe được khá đáng tin. Cậu nghe ai nói? Mạc Vinh thuận miệng nói. Tránh văn phòng khổng của văn phòng quận ủy, nói sắp tới quận ủy sẽ thảo luận để báo cáo người ứng cử lên thị xã. Trương Pháp Hải bĩu môi nói. Uống hai bình trà ngon của em, chẳng lẽ còn trêu em việc này sao? Hừ, lão khổng mà cậu cũng tin được ư. Mạc Vinh cũng hơi động lòng, họ Khổng mặc dù không phải trong vòng tròn trung tâm nhưng đi lại gần Quế Toàn Hữu. Quế Toàn Hữu lại là thân tín của Triệu Quốc Đống. Vậy chuyện mà không có cơ sở thì y nói với em làm gì? Trương Pháp Hải thấy Mạc Vinh không tin nên hơi chột dạ. Y nghĩ cũng đúng, Triệu Quốc Đống coi như ưu ái Mạc Vinh nhiều. Nếu không Mạc Vinh đã sớm mất chức theo lẽ vua nào thần đó rồi. Mạc Vinh lắc đầu không nói gì. Anh... Em tin anh nhất định cũng nghe thấy lời đồn này. Hay là anh gọi hỏi trưởng ban Tiếu, đây cũng không phải việc xấu hổ gì. Người khác cũng hỏi anh cơ mà. Trương Pháp Hải nói. Mạc Vinh do dự một chút và thấy như vậy không tốt mấy. Chuyện mạo muội đi hỏi như vậy thì cũng không thể không biết xấu hổ mà nói chuyện. Trừ khi là đề tài khác thì y mới có thể nói. Quan hệ giữa y và Tiếu Chiêu Quý cũng khá tốt, chẳng qua sau khi Triệu Quốc Đống đến. Hai người sợ ảnh hưởng nên mới giảm liên lạc. Mạc Vinh đang suy nghĩ thì điện thoại bàn vang lên. Ai đó? Mạc Vinh nghe điện mà nói. Lão Mạc, lão Tiếu đây. Anh ở văn phòng không? Vậy thì tới văn phòng tôi một chuyến. Trưởng ban Tiếu à, có chuyện gì đó? Tim Mạc Vinh đập rất mạnh. Nhắc tới Tào Tháo gọi điện tới ngay. Anh còn giả vờ với tôi. Chuyện tốt, anh đầu tiên lên chỗ tôi. Lát nữa bí thư Triệu có việc cần nói chuyện với anh. Mạc Vinh cười nói. Mạc Vinh từ văn phòng phó chủ tịch quận đi ra mà thấy đầu óc mình cứ ngây ngây. Triệu Quốc Đống nói chuyện với y không dài, nhưng Mạc Vinh quả thực không nhớ nổi nội dung cuộc nói chuyện là gì. Đương nhiên điểm quan trọng nhất thì y có thể nghĩ ra. Quận có ý định báo cáo y vào chức phó chủ tịch quận với thị ủy. Nói cách khác tin đồn vừa qua không phải là vu vơ. Đây là thật sao? Mạc Vinh vào xe ngồi một lúc và thấy mình phải hỏi rõ mới được. Y vào trụ sở quận ủy rồi như kẻ trộm chạy vào văn phòng Tiếu Chiêu Quý. Tôi biết ngay anh tới chỗ tôi mà. Tiếu Chiêu Quý cười cười rót trà cho Mạc Vinh. Sao, là giật mình hay thấy khó tin? Ừ, có đôi chút. Lão Tiếu, đây rốt cuộc là việc gì? Mạc Vinh ngồi xuống rồi nói. Tôi từng này tuổi, lại có thân phận này, ha ha, hình như không thích hợp làm phó chủ tịch quận mà. Ồ, tổ chức bố trí ông làm phó chủ tịch quận, ông không vui. Tiếu Chiêu Quý cười nói. Chuyện này không quan hệ gì mấy tới tôi. Thật đó, anh cũng biết tôi không tiện đề cử anh.
là Bí thư Triệu chủ động hỏi tôi về anh. Tôi liền giới thiệu về anh, Bí thư Triệu cũng hỏi tôi một chút, chỉ đơn giản như vậy thôi. Mặc dù bây giờ chưa thảo luận trong hội nghị thường vụ quận ủy nhưng có lẽ không vấn đề gì. Quyển 9, chương 102. Mạc Vinh há hốc mồm không biết nói gì. Tại sao mũ này lại rơi vào đầu mình được chứ? Lão Tiếu, anh nói cho tôi biết vì sao Bí thư Triệu lại coi trọng tôi. Tôi cảm thấy được dù từ góc độ nào cũng không đến lượt tôi mà. Mạc Vinh suy nghĩ một lúc rồi nói. Lão Mạc, vấn đề này anh nên hỏi Bí thư Triệu mới đúng. Kiêu Kiêu rất bình tĩnh nói. Bí thư Triệu thì tôi vẫn không thể nhìn thấu. Ông nói nếu Triệu Quốc Đống nương tay thì không đúng. Tiền Trì Quốc cùng Mã Chiêm Bưu đều bị đuổi tận giết tuyệt. Lý Hiểu Bình theo lý không sao nhưng mà vẫn xong đời. Nếu nói hắn bạc tình bạc nghĩa thì không phải, ít nhất tôi thấy thế. Ngoài tôi thì Ngô Ứng Cương, Vương Lệ Mai, Lam Minh, còn có ông bây giờ cũng là ví dụ điển hình. Nếu cần một từ thì chỉ là coi trọng nhân tài. Coi trọng nhân tài. Mạc Vinh không nhịn được cười phá lên. Lão Tiếu, thời buổi này có lãnh đạo như vậy sao? Tôi cũng chỉ là đoán thôi mà. Cách dùng người của Bí thư Triệu không để ý cái nhìn người ngoài, chỉ căn cứ vào quan sát của hắn, xác định là sẽ kiên trì. Kiêu Kiêu suy nghĩ một chút rồi nói. Hoặc là nói hắn thích dùng cán bộ có thể mang lại thành tích cho mình. Ngụy Hiểu Lam phụ trách sản xuất nông nghiệp đúng là làm tốt, hơn nữa còn thực hiện tốt trong công tác phòng chống lụt bão nên hắn mới liều sống liều chết đẩy Ngụy Hiểu Lam lên chức. Vậy còn tôi, không vì tôi được khen trong cơn lũ mà được chức thành phó chủ tịch quận. Vậy không khiến người khác đỏ mắt sao? Ừ, đương nhiên không đơn giản như vậy. Bí thư Triệu vừa nãy nói chuyện với ông rồi phải không? Kiêu Kiêu cũng có chút khó hiểu. Bây giờ dù chưa xác định nhưng Triệu Quốc Đống cũng phải lộ tiếng với Mạc Vinh rồi chứ. Nói gì cơ? Mạc Vinh có chút khó hiểu. Vừa nãy Triệu Quốc Đống nói chuyện thì y quá hưng phấn nên nhiều lời không hiểu mấy. Quận lập tức sẽ tiến hành thành lập ban quản lý khu công nghiệp Lâm Cảng và ban quản lý khu vực Hà Nam. Bí thư Triệu có dự định biến hai nơi này làm động cơ phát triển kinh tế của Tây Giang chúng ta mấy năm tới. Công tác giải tỏa, quy hoạch và xây dựng khá nặng nề. Nhất là giải phóng mặt bằng dính dáng nhiều vấn đề, cần lãnh đạo quận có nhiều kinh nghiệm công tác phụ trách việc này. Bí thư Triệu có ý muốn ông gánh vác. Mạc Vinh lúc này mới hiểu được mấy câu nói vừa nãy của Triệu Quốc Đống là có ý gì. Mạc Vinh lúc này lại yên tâm hơn nhiều, biết rõ trọng trách khó gánh nhưng thế giới vốn là như vậy. Anh không có bản lĩnh, không có năng lực, không gánh vác giúp lãnh đạo thì lãnh đạo dựa vào gì mà đề bạt anh. Binh đến tướng ngăn mà. Nếu đứng ở vị trí đó thì đáng hành động phải hành động. Mạc Vinh liền hiểu ngay ý đồ của Triệu Quốc Đống. Khu công nghiệp Lâm Cảng và khu vực Hà Nam đều cần đưa vào xây dựng, vấn đề giải phóng mặt bằng là rất khó khăn. Triệu Quốc Đống đi quanh xem xét căn phòng. Khê Bạn Giật Cảnh tháng 5 đã giao phòng, bây giờ là tháng 10, sau khi lắp đặt bên trong xong thì cũng đã có người lục tục chuyển tới. Căn phòng 160m² dù cho ba thế hệ của một gia đình ở cũng không ngại chật. Hai căn phòng ngủ chính cách nhau là phòng khách và thư phòng gần như đối diện nhau. Hai căn phòng ngủ chính có phong cách khác nhau, Từ Xuân Nhạn thích màu nhạt, cửa sổ được rèm màu bạc dày che kín. Giường khá lớn, một đôi gối mới đặt song song, tủ trang điểm để ở đầu giường, ngoài ra còn có kệ sách nhỏ để người ở đây có thể đọc vào buổi tối. Có vẻ cảm nhận Triệu Quốc Đống không có ý đồ bất lương, Từ Xuân Nhạn yêu kiều nhìn hắn và lấy sổ ra rồi tính toán. Lắp đặt mất hơn 6 triệu, Quốc Đống, đắt quá, đấy là còn chưa tính mua đồ điện và đồ dùng gia đình. Xuân Nhạn, cần tiêu thì phải tiêu, tiền kiếm được nhiều như vậy để làm gì, còn không để tiền à. Chị chẳng lẽ chỉ có chiếc giường ngủ sao? Triệu Quốc Đống ngồi cạnh ghế hưởng thụ ánh nắng buổi sớm mà nói. Chỉ là đắt quá, không biết thành phố An Đô này lại có nhiều người có tiền như vậy. Chị nghe tiểu khu này đã bán hết sạch, nhưng bây giờ người vào ở thì chưa có mấy. Từ Xuân Nhạn thở dài nói. Chị và Thu Nhạn dù làm tốt thì cả năm chỉ có thể mua được 40m², còn chưa tính đến lắp đặt, đồ dùng trong nhà. Xuân Nhạn, làm ra bao tiền thì phải hưởng thụ từng đó. Em thấy chỉ cần chị sống hạnh phúc, thoải mái, mỗi ngày thức dậy thì đều vui vẻ, ừ, em thấy như vậy là rất thỏa mãn rồi. Triệu Quốc Đống cười nói. Về phần tiền có nhiều dùng nhiều, không nhiều dùng ít mà. Lời lẽ này của Triệu Quốc Đống làm cho Từ Xuân Nhạn si mê. Người đàn ông này nhỏ hơn cô 2 tuổi mà bây giờ lại thành chỗ dựa của cô. Cô không hy vọng hắn có thể ở bên cô nhiều, cũng không hy vọng mình là duy nhất,
cô chỉ hy vọng có thể chiếm một góc trong lòng hắn mà thôi. Nếu thế giới này giống chúng ta tưởng tượng thì tốt quá. Từ Xuân Nhạn thở dài một tiếng rồi đứng lên, đi trên sàn gỗ rất thoải mái, cô thậm chí không muốn đi dép. Thế giới tốt đẹp thì cần chị đi cảm nhận và theo đuổi. Triệu Quốc Đống cũng đứng dậy và đi tới ôm eo cô. Từ trên tầng 16 này đủ để nhìn cảnh quan thành phố. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào tai cô khiến cổ Từ Xuân Nhạn hơi buồn buồn. Cô khẽ giãy giụa, tay Triệu Quốc Đống đã tiến vào trong áo cô, nhẹ nhàng kéo khóa, tay cho vào trong mà vuốt ve. Môi Triệu Quốc Đống đã tìm được chiếc lưỡi thơm tho của Từ Xuân Nhạn, bộ ngực cũng bung ra khi Triệu Quốc Đống cởi khuy áo lót. Từ Xuân Nhạn thở hổn hển nói. Đừng mà Quốc Đống, Thu Nhạn có thể về bất cứ lúc nào, bây giờ là ban ngày. Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc thu tay về đưa lên mũi người. Triệu Quốc Đống nghĩ gì đó nên muốn nói lại thôi. Từ Xuân Nhạn cũng nhạy cảm thấy được điểm này nên nhìn với ánh mắt dò hỏi. Triệu Quốc Đống có chút do dự nhưng thấy nên đối mặt với sự thật. Xuân Nhạn, có một việc em muốn nói với chị. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi nói. Không cần, Thu Nhạn nói với chị rồi. Từ Xuân Nhạn có vẻ rất bình tĩnh. Chị biết rồi. Triệu Quốc Đống có chút giật mình nói. Thu Nhạn là em của chị, chuyện này em thấy Thu Nhạn sẽ giấu chị sao? Từ Xuân Nhạn bất đắc dĩ nói. Thu Nhạn cũng là người đáng thương. Chị không biết đây là vận mệnh của hai chị em chị không? Có lẽ bố mẹ chị nói đúng, chị và Thu Nhạn sinh ra đã có số khổ. Còn trẻ đã ly hôn, hơn nữa lấy không ít tiếng thị phi. Nếu không có em thì có lẽ số phận chị sẽ như bao nữ công nhân nhà máy khác. Triệu Quốc Đống lắc đầu định nói thì Từ Xuân Nhạn đã bịt miệng hắn. Em nghe chị nói, chị và Thu Nhạn trời sinh là tính âm, cả đời không chồng. Thật đó, chị không gạt em đâu. Đây là một vị bán tiên ở quê nói với chị và Thu Nhạn. Ông ta nói chị và Thu Nhạn sinh ra trong giờ xấu, âm khí quá thịnh, người đàn ông bình thường không chịu nổi. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, đây rõ ràng là vị bán tiên biết tình hình hai chị em Từ Xuân Nhạn mà nói lừa gạt. Lúc trước chị không quán tin, nhưng ông ta hỏi chị và Thu Nhạn có phải thường xuyên bị nghi kỵ, có phải chồng bọn chị chủ động xin ly hôn không? Hỏi bọn chị có phải hay bị người làm khó hay không? Vấn đề nào cũng đúng nên chị không thể không tin. Tết năm nay bọn chị về, ông ta nói hai chị em chị gặp quý nhân, đã đổi số mệnh, ngày sau. Ngày sau gì cơ? Triệu Quốc Đống thấy Từ Xuân Nhạn có chút xấu hổ nên không nhịn được nói. Ngày sau con cái đầy nhà. Từ Xuân Nhạn lý nhí nói. Ồ, ông ta nói câu này thì có lý. Triệu Quốc Đống cười nói. Từ Xuân Nhạn lúc này đã bị Triệu Quốc Đống kéo vào lòng. Triệu Quốc Đống vốn áy náy vì việc kia với Thu Nhạn, nhưng chuyện đã xảy ra, hơn nữa Từ Xuân Nhạn cũng biết Thu Nhạn lúc ở nhà máy đã có cảm tình với Triệu Quốc Đống. Chẳng qua do Từ Xuân Nhạn và Triệu Quốc Đống có quan hệ kia nên Thu Nhạn không tiện theo đuổi Triệu Quốc Đống. Ai ngờ việc kia lại xảy ra trùng hợp như vậy, Từ Xuân Nhạn cũng nghĩ đó là số mệnh an bài. Triệu Quốc Đống thấy Từ Xuân Nhạn không hề thay đổi thái độ với mình sau khi biết chuyện kia, điểm này làm cho hắn cũng không biết sẽ như thế nào. Chẳng lẽ cả hai chị em Từ Xuân Nhạn? Quyển 9, chương 103. Bí thư Hoàng, đây là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên Ninh Lăng, coi như là công ty có quy mô nhất định đầu tiên khi khu khai phát Ninh Lăng xác định ngành trụ cột là sản xuất thiết bị ngành điện, dự tính cuối năm có thể chính thức hoàn thành và đi vào sản xuất. Triệu Quốc Đống dẫn theo Hoàng Lăng, Chu Xuân Tú và Vưu Liên Hương đến thăm nhà máy đang xây dựng. Đây là lần thứ hai Hoàng Lăng đi thị sát khu khai phát Ninh Lăng. Lần trước chỉ xem qua, lần này là chuyên môn khảo sát sự phát triển sản xuất công nghiệp thị xã. Ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên, khu khai phát năm nay đã thu hút mấy công ty có quy mô như vậy. Hoàng Lăng chắp tay sau lưng mà nói. Trụ cột sản xuất công nghiệp của Ninh Lăng quá yếu kém. Bây giờ ngoài quận Tây Giang thì chỉ còn hai huyện Tào Tập cùng Hoa Lâm là được đôi chút, còn các quận, huyện khác thì sản xuất công nghiệp không có mấy công ty ra hồn. Thời đại phát triển kinh tế mà chỉ dựa vào công nghiệp nhẹ đã trôi qua, chẳng những không thể khiến kinh tế địa phương phát triển, còn liên lụy tới chính quyền địa phương. Vì giải quyết vấn đề các công ty, nhà máy này, chính quyền hàng năm đã bỏ ra không ít tài chính để giúp đỡ cho cuộc sống công nhân các nhà máy. Hơn nữa các nhà máy này cũng gánh không ít nợ khiến hệ thống ngân hàng chịu thiệt. Bây giờ các nhà máy các quận, huyện đều đi vào tình cảnh khó khăn, dù là lãnh đạo huyện làm như thế nào cũng không thể giải quyết tốt. Việc cải cách nhà máy ở Tây Giang là mở đầu tốt, tất cả các nhà máy đã cải cách thành công.
mặc dù cũng bị lên án không ít, thậm chí còn gửi thư kiện lên thị xã, tỉnh. Nhưng tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có kết luận đầy khen ngợi. Đây coi như là đánh dấu chấm tròn cho việc cải cách của Tây Giang. Nhưng các quận, huyện khác cải cách không tốt như Tây Giang. Việc cải cách nhà máy giấy của Phong Đình gặp khó khăn, 70, 80 ca ngồi xếp bằng trước chính quyền huyện và bị công an huyện mạnh mẽ xua đuổi, chẳng qua vấn đề không được giải quyết. Các công nhân còn lên phòng tiếp dân của chính quyền thành phố, cũng tuyên bố kiện lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Điều này làm thị xã khá bị động, yêu cầu huyện làm công tác trấn an công nhân. Việc cải cách nhà máy chế biến gỗ và nhà máy cơ giới của Vân Lĩnh cũng gặp vấn đề như vậy. Chẳng qua Vân Lĩnh chỉ làm bước đầu, thấy tình hình không đúng liền quyết đoán tạm dừng cải cách, mới tính không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bí thư Hoàng, năm nay mới bắt đầu là năm tạo trụ cột, đến bây giờ thì khu khai phát thu hút 5 nhà máy có quy mô như công ty Trường Liên trong ngành này. Nhất là công ty thiết bị điện Thân Hoa và công ty thiết bị Ninh Duyệt đều chuyển từ khu vực Duyên Hải tới đây. Bây giờ bọn họ ngoài điểm kinh doanh và nghiên cứu ra thì nhà máy sản xuất đều chuyển đến khu khai phát chúng ta. Tôi dự định sang năm giá trị sản xuất của khu khai phát đột phá 600 triệu, sang năm kia là 800 triệu. Triệu Quốc Đống rất hưng phấn mà nói. Bí thư Hoàng, đến bây giờ tập đoàn điện khí Ngọa Long là công ty dự định đầu tư lớn nhất vào Ninh Lăng chúng ta, với số vốn đầu tư trên 60 triệu vào khu khai phát, chủ yếu sản xuất động cơ xe đạp điện, xe máy và xe hơi. Bây giờ điện khí Ngọa Long đang tiến hành đàm phán, về cơ bản coi như hoàn thành, dự định sẽ ký kết chính thức trước cuối năm. Năm sau điện khí Ngọa Long sẽ chính thức đặt chân vào khu khai phát Ninh Lăng chúng ta. Lý Trạch Hải cũng bổ sung theo. Y cũng thông qua quan hệ trên tỉnh mà biết Triệu Quốc Đống có thể từ chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Bây giờ trên thị xã còn chưa có câu trả lời rõ ràng, nói cách khác Hoàng Lăng còn chưa quyết định. Làm như thế nào để được Hoàng Lăng chú ý, làm Hoàng Lăng tán thành công việc của mình thì đó là vấn đề quan trọng nhất đối với Lý Trạch Hải. Ồ, điện khí Ngọa Long, đó là công ty nổi tiếng trong ngành điện khí của cả nước. Khoản đầu tư lớn như vậy, bọn họ không lo không thu hồi vốn được sao? Hoàng Lăng hỏi lại một câu. Câu này làm Lý Trạch Hải không biết trả lời như thế nào. Điện khí Ngọa Long cũng mới tiếp cận mà thôi. Mặc dù đối phương đúng là nói có ý muốn đầu tư vào khu khai phát, nhưng phụ trách công ty này là của Lô Miễn Dương, Lý Trạch Hải cũng không biết nhiều. Triệu Quốc Đống nháy mắt ra hiệu cho Lô Miễn Dương, Lô Miễn Dương hiểu ý nói. Bí thư Hoàng, điện khí Ngọa Long đầu tư vào khu khai phát Ninh Lăng chúng ta là do thấy điều kiện ưu việt của chúng ta. Bọn họ nếu đầu tư sản xuất ở đây thì sản phẩm chủ yếu là thiết bị điện của xe hơi, xe máy. Ninh Lăng chúng ta phía Tây có tập đoàn An Khí, tập đoàn Trường An, một loạt tập đoàn sản xuất xe hơi, xe máy. Phía Đông có Trường Phong Hồ Nam, phía Nam lại có Ngũ Lăng Liễu Châu, đây đều là những nơi cần mua động cơ điện. Cho nên điện khí Ngọa Long rất tự tin hoạt động hiệu quả ở Ninh Lăng chúng ta. Ồ, xem ra điện khí Ngọa Long không phải thuần túy là công ty sản xuất thiết bị động cơ điện. Bọn họ lựa chọn Ninh Lăng chúng ta cũng là có tầm nhìn. Nhưng Ninh Lăng chúng ta được xác định làm trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện, điện khí Ngọa Long không lo lắng đầu tư vào mảng khác sao? Hoàng Lăng cũng không vì lời giải thích của Lô Miễn Dương mà ngừng hỏi. Ở Chiết Giang thì điện khí Ngọa Long cũng có nhà máy sản xuất, lúc này chính quyền địa phương cũng ủng hộ bọn họ rất lớn. Cho nên Chiết Giang là trụ sở chính của bọn họ. Chẳng qua tôi thật ra cho rằng theo sự phát triển của khu vực Trung Tây, thị trường không ngừng mở rộng thì không chỉ có điện khí Ngọa Long, mà các công ty khác đều ý thức được thị trường rộng lớn, tài nguyên lao động phong phú của khu vực Trung Tây, chuyển nhà máy sản xuất vào khu vực Trung Tây là hướng đi tất yếu. Ninh Lăng chúng ta cần nắm bắt cơ hội này, tạo trụ cột tốt, sau này nhất định sẽ thành nơi được các công ty lựa chọn. Triệu Quốc Đống rất tự tin mà nói. Hoàng Lăng khá hài lòng khi nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy. Triệu Quốc Đống cũng đã nói chuyện với Hoàng Lăng về việc mình thôi không giữ chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát, chỉ đảm nhiệm chức bí thư quận ủy Tây Giang. Nhưng bây giờ xem ra Triệu Quốc Đống không thể bỏ qua được công việc này. Trên thực tế thời gian này Hoàng Lăng cũng suy nghĩ về phân công công việc cho Triệu Quốc Đống. Khu khai phát dần đi vào quỹ đạo, việc cải cách các công ty nhà nước của Tây Giang cũng đã kết thúc, trên tỉnh có lẽ cuối năm mới điều chỉnh bộ máy thành phố, thị xã các nơi. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng trưng cầu ý kiến của thị ủy, Hoàng Lăng đang suy nghĩ. Kim Vĩnh Kiện làm phó thị trưởng thường trực thị xã đã lâu, hơn nữa cũng không có nhiều thành tích mấy. Chu Xuân Tú biểu hiện càng kém hơn, phụ trách mảng sản xuất công nghiệp mà không đưa ra được quy hoạch gì tốt,
vẫn hò hét các nơi học tập Tây Giang mà cải cách nhưng bây giờ chưa đưa ra được phương án có tính khả thi. Hoàng Lăng hỏi Chu Xuân Tú, Chu Xuân Tú lại nói còn cần trưng cầu ý kiến để giảm tác động đến xã hội. Bên bộ máy ủy ban thị xã thì Hoàng Lăng cảm thấy Phủ Quyên không vào đảng còn làm tốt, y phụ trách mảng văn hóa, giáo dục rất tốt. Công việc của Lý Đại Phú coi như cũng được, năng lực của Hàn Tuấn Phong cũng không tệ. Hoàng Lăng vốn muốn để người này thay Chu Xuân Tú nhưng y lại được điều lên tỉnh. Quốc Đống, tuần trước tôi và Lão Thư lên tỉnh họp về công tác kinh tế. Ninh Lăng chúng ta xếp thứ 11, chỉ trên Thiên Châu, Thông Thành cùng Hoài Khánh. Tôi thấy không thể tiếp tục như vậy. Chúng ta không thể cứ xếp mình ở vị trí cuối thế được, phải thấy mình phải vượt lên. Bỏ qua 4 thành phố Miên Châu, Kiến Dương, Tân Châu, Lam Sơn không nói, bây giờ thị xã Vĩnh Lương phát triển cũng rất nhanh, Nam Hoa cũng tiến lên. Tôi thấy bọn họ chỉ 2-3 năm sẽ vượt qua Lô Hóa, Vinh Sơn cùng Đường Giang. Chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng Lăng đột nhiên hỏi như vậy làm Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Hắn nhìn Hoàng Lăng, vấn đề này đáng lẽ không nên hỏi hắn. Nên hỏi Thư Chí Cao, ít nhất cũng phải là Kim Vĩnh Kiệt. Hoàng Lăng mặt không chút thay đổi, Triệu Quốc Đống không rõ ý của đối phương nên suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi thấy chúng ta cần phải cầu thị, dựa vào tình hình thực tế của Ninh Lăng mà đưa ra phương hướng phát triển. Cụ thể một chút, Hoàng Lăng gật đầu nói. Cái này, Triệu Quốc Đống ngẩn ra và nuốt nước bọt, hôm nay Hoàng Lăng sao lại như vậy, hắn suy nghĩ thật nhanh rồi nói. Cụ thể thì phải do khu khai phát dẫn đầu, dựa vào trụ cột kinh tế ở bên Tây Giang, phát triển quanh trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện quốc gia này. Về phần Tào Tập và Hoa Lâm thì có thể căn cứ tình hình thực tế của hai huyện mà trọng điểm phát triển ngành dược, chế biến thực phẩm và chế biến da dày. Về phần mấy quận, huyện có sản xuất công nghiệp kém phát triển thì tôi thấy nên nghiên cứu tình hình, tìm một hai ngành trụ cột thích hợp cho bọn họ. Ừ, giống như lúc cậu ở Hoa Lâm. Hoàng Lăng cười cười một tiếng rồi nói. Ồ, đúng thế. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Quyển 9, chương 104. Nghe nói cậu lúc trước ở Hoa Lâm còn không muốn phát triển ngành chế biến ra. Vì sao? Hoàng Lăng dừng lại rồi nói. Triệu Quốc Đống hơi ngẩn ra một chút. Hoàng Lăng hỏi cái này làm gì? Đúng là có việc này. Khu công nghiệp thuộc ra là ngành sản xuất gây ô nhiễm môi trường cao. Hoa Lâm là nơi có hoàn cảnh tự nhiên tốt đẹp, không nên phá hủy. Hoa Lâm có ngành sản xuất chế biến thực phẩm khiến ngành thuộc gia có ưu thế trời ban. Nhưng khu công nghiệp gia này sẽ tạo tác dụng phụ, ô nhiễm môi trường là vấn đề không thể tránh khỏi. Ô nhiễm chủ yếu là nguồn nước, kim loại nặng, đây là điều nan giải với toàn bộ các nước trên thế giới. Bây giờ Hoa Lâm mặc dù đã có nhà máy xử lý nước thải đủ để thỏa mãn cho khu công nghiệp gia tầm 5 năm. Nhưng theo ngành chăn nuôi gia súc của Hoa Lâm phát triển, khu công nghiệp gia không ngừng mở rộng khiến áp lực môi trường cũng tăng lên rất nhiều. Hoàng Lăng gật đầu không nói nữa và đi về phía tước. Triệu Quốc Đống nhìn thoáng qua Chu Xuân Tú, Vưu Liên Hương và Lý Trạch Hải từ một nhà máy khác đi ra. Hắn đúng là không rõ Hoàng Lăng nghĩ gì. Chẳng qua nếu Hoàng Lăng hỏi thì về công về tư hắn đều có thể trả lời. Về phần đối phương nghĩ gì thì hắn bất lực. Hoàng Lăng đúng là có ý của mình. Sau khi ban tổ chức cán bộ trưng cầu ý kiến của y cũng hàm xúc đưa ra việc muốn điều chỉnh về bộ máy ủy ban thị xã. Thư Chí Cao làm thị trưởng hơn năm nên không tiện điều đi. Nhưng phó thị trưởng thường trực Kim Vĩnh Kiện làm ở vị trí này nhiều năm, Chu Xuân Tú biểu hiện quá kém, theo Hoàng Lăng thấy Chu Xuân Tú thiếu tính chủ động và sáng tạo trong công việc. Dưới tình huống này khiến Triệu Quốc Đống lọt vào mắt y. Hoàng Lăng có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Trước khi tới Ninh Lăng, huyện Bồng Sơn Tân Châu bị huyện Hoa Lâm bên Ninh Lăng áp đảo. Công ty Dụ Thái sau khi mua lại nhà máy chè Hà Khẩu Hoa Lâm đã nhanh chóng mở rộng quy mô, hơn nữa tạo thương hiệu chè Bích Phụ Sơn trong cả nước, hấp dẫn không ít nông dân phía Nam Bồng Sơn trồng chè và bán cho nhà máy chè Hà Khẩu. Điều này làm cho Tân Châu vốn chiếm giữ một tỷ lệ trong thị trường chè cả nước giảm đi nhiều. Bồng Luân thành nơi cung cấp chè cho Hoa Lâm, chuyện này khiến Hoàng Lăng lúc đó làm thị trưởng Tân Châu rất chấn động. Y còn tới Bồng Sơn điều tra. Yêu cầu Ủy ban Bồng Sơn làm báo cáo tại sao lại thành nơi bán sản phẩm thô cho Hoa Lâm. Nguyên nhân không gì khác, chính là Hoa Lâm thu hút được công ty Dụ Thái đã tạo tiếng vang trong cả nước. Nó làm nhà máy chè Hà Khẩu mở rộng quy mô, còn quảng cáo thương hiệu. Bây giờ chè Bích Phụ Sơn đã thành biểu tượng hàng đầu cho chè ba tỉnh An Nguyên cùng Hồ Nam, Quảng Tây. Thị trường chè Tân Châu còn không bằng 20% trước đây. Làm Hoàng Lăng càng bực tức đó là từng có nhiều công ty đến đàm phán hợp tới với nhà máy chè bên Tân Châu,
nhưng bởi vì Tân Châu đòi giá quá cao, thậm chí không muốn hợp tác. Mà bây giờ ngành sản xuất chè của Hoa Lâm đã tạo được trụ cột, thậm chí còn phát triển được thương hiệu khiến Tân Châu không thể thở nổi. Vì thế sau khi tới Ninh Lăng, Hoàng Lăng liền chú ý tới Triệu Quốc Đống. Ở Tân Châu y chỉ hiểu một mặt, đến Ninh Lăng thì mới có thể quan sát cụ thể hơn nữa. Y muốn xem Triệu Quốc Đống này có phải giỏi làm kinh tế không? Y vừa ngạc nhiên về khả năng làm kinh tế vừa giỏi về chính trị của Triệu Quốc Đống. Trong cơn lũ vừa qua càng làm Triệu Quốc Đống nổi tiếng hơn nữa. Triệu Quốc Đống mặc dù cố giấu mình nhưng thành tích đặt ngay đó, thị xã hoàn toàn dựa vào biểu hiện của Tây Giang mà lấy lại chút mặt mũi trước lãnh đạo tỉnh. Hoàng Lăng biết tầm quan trọng đối với con đường chính trị của mình khi tới Ninh Lăng. Ở Tân Châu làm thị trưởng, đến Ninh Lăng làm bí thư thị ủy đó là bước tiến lớn trong sự nghiệp, muốn tiến lên thì phải có thành tích đột phá mới được. Mấy phương diện như phát triển kinh tế, tăng thu nhập của dân chúng, ổn định xã hội là điều mà lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng. Để lãnh đạo cảm thấy Ninh Lăng dưới sự lãnh đạo của mình thay đổi nhiều thì chỉ có thể làm mấy việc kia. Mà tất cả không phải do mình y làm được, y cần có người giúp việc, cần có cán bộ đầy năng lực. Triệu Quốc Đống tất nhiên không đoán ra ý của Hoàng Lăng, nhưng hắn có thể cảm nhận được Hoàng Lăng rất hài lòng và chờ mong vào sự phát triển của khu khai phát. Khu khai phát thành công thu hút 9 công ty thiết bị ngành điện với quy mô không nhỏ. Nhưng nếu muốn tạo thành một quần thể sản xuất thì cần 3 đến 5 năm nữa. Anh nói gì? Đức Sơn há hốc mồm nói. Anh nói Hoàng Lăng có ấn tượng tốt đối với anh. Ừ, còn có ý muốn trọng dụng anh. Anh cho rằng y là lãnh đạo thực sự muốn làm việc ư. Triệu Quốc Đống có chút tức giận trừng mắt nhìn Đức Sơn. Sao, anh nói tiếng Anh nên mày không hiểu sao? Không phải, anh, em chỉ có chút khó hiểu mà thôi. Em thấy Hoàng Lăng này mặc dù cương trực nhưng to gan, dám mò tiền, phải không ăn ý với anh mới đúng. Anh không phạm sai lầm kinh tế đó chứ? Đức Sơn nuốt nước bọt và khó hiểu hỏi. Người là động vật có tư tưởng phong phú và phức tạp. Anh không biết khi Hoàng Lăng nói chuyện với chú là nghĩ như thế nào, nhưng anh cảm thấy được y đúng là có khuynh hướng đó. Ừ, có lẽ y cảm thấy được y sẽ xử lý tốt quan hệ kia. Triệu Quốc Đống cũng có chút khó hiểu. Biểu hiện của Hoàng Lăng làm người ta rất khó xử. Từ việc Hoàng Lăng mang hai người bạn trong lĩnh vực xây dựng đến và giới thiệu cho hắn thì thấy quan hệ của bọn họ không bình thường. Nhưng khi y tới Ninh Lăng thì một lòng muốn Ninh Lăng phát triển. Mặc kệ tên này có ý gì nhưng có thể khẳng định không chịu ngồi không ở Ninh Lăng. Xử lý tốt để kiếm tiền và làm việc có quan hệ gì chứ? Đức Sơn cười lạnh một tiếng mà nói. Chẳng qua Đức Sơn nói xong thấy ông anh có chút tức giận nên vội vàng nói. Anh, em chỉ thấy nó quá khó hiểu và mâu thuẫn. Ừ, anh cũng thấy thế, chẳng qua không thể giải thích được. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế mà nói. Đức Sơn cũng thở dài một tiếng. Anh, em không hiểu sao anh cứ muốn làm chính trị. Là anh thấy có cảm giác thành công khi phát triển kinh tế địa phương, cải thiện cuộc sống dân chúng, hay là thấy muốn làm người thống trị dân chúng như hoàng đế? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn Đức Sơn từ trên xuống dưới. Hắn không ngờ Đức Sơn lại có cảm nhận như vậy. Chú học đâu ra cách nói này? Triệu Quốc Đống cười nói. Ồ, là của em. Đức Sơn há hốc mồm nói. Chính chú là gì anh còn không biết sao? Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh rồi nói. Tôn Lôi. Không phải Tôn Lôi, đó chỉ là bạn bình thường của em. Đức Sơn gãi đầu nói. Bạn bình thường trên giường. Triệu Quốc Đống nói. Chú chia tay Tôn Lôi, chú bây giờ lại tán ai? Anh, em không phải là tìm chút bạn thôi sao? Chẳng lẽ em phải báo cáo hết với anh sao? Chẳng lẽ nói chuyện em ngủ với các cô nào cũng cần báo cáo với anh? Đức Sơn vội vàng phản lại. Anh, hình như anh cũng không tốt hơn em mà. Bị Đức Sơn nói như vậy làm Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ. Chẳng qua hắn rất nhanh nghiêm túc nói. Đừng có mà nói lại anh, câu hỏi của anh chú còn chưa trả lời đó. Thấy ánh mắt ông anh lóe lên, Đức Sơn đoán không xử lý được nên đành lẩm bẩm một tiếng. Em có một người bạn rất thân, khi nói chuyện về lịch sử phát triển của Thương Lãng, em nói mỗi bước phát triển quan trọng của Thương Lãng đều do anh chỉ điểm, cô ấy hỏi anh bây giờ làm gì, em nói anh không thích làm kinh doanh, thích làm chính trị. Cô ấy liền cười cười mà nói bây giờ tinh anh vốn có cơ hội phát triển trong ngành kinh doanh, nhưng lại mê cảm giác làm vua chúa như thời phong kiến, cho nên mới theo chính trị. Quyển 9, chương 105. Triệu Quốc Đống tức giận nói. Chú không nói tình hình cụ thể của anh chứ? Không mà, chẳng qua, anh,
Em thấy Thương Lãng cũng không dính gì tới anh mà, cũng không nhờ vả gì vào chức vụ của anh. Hơn nữa em thấy quan hệ này về sau có người biết, sẽ ảnh hưởng lớn như vậy đối với anh sao? Đức Sơn khó hiểu hỏi. Anh không biết, chẳng qua bây giờ còn chưa phải lúc. Ừ, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ là bình thường. Chẳng qua bây giờ anh không muốn làm phức tạp, ít nhất nếu Hoàng Lăng biết quan hệ giữa anh và Thương Lãng, bây giờ anh sẽ rất khó xử. Triệu Quốc Đống vẫn đau đầu về việc này. Quan hệ giữa hắn và Thương Lãng sớm muộn sẽ có người biết, làm thế nào dùng cách tự nhiên nhất để người khác biết thì bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra. Miệng là của người khác, bọn họ muốn nói gì thì nói. Nếu thấy có chuyện thì chúng ta đợi bọn họ điều tra. Đức Sơn thản nhiên nói. Cây ngay không sợ chết đứng ư. Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Sao không, chúng ta cố gắng nhiều hơn người khác, chúng ta nắm được cơ hội, chúng ta cạnh tranh công bằng, không phải là chúng ta đi trước sao ạ? Đức Sơn tự tin nói. Đây là sai lầm của chúng ta sao anh? Quốc gia không phải cổ vũ một bộ phận người giàu lên sao? Xu thế phát triển năm nay của Thương Lãng khá tốt, thậm chí còn tốt hơn năm ngoái. Mặc dù bị khủng hoảng tài chính ảnh hưởng nhưng ngành tiêu dùng lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Dù sao mấy đồ thực phẩm là nhu cầu thiết yếu của con người, không thể không dùng. Nhất là Thương Lãng vẫn giữ được xu hướng mở rộng trên thị trường nước suối cao cấp, sản lượng không ngừng tăng lên, chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường. Đồng thời thùng nước lớn cũng đưa ra, Thương Lãng bắt đầu mở rộng thị trường ở nhiều tỉnh thành, bắt đầu bố trí cố gắng khống chế được địa bàn. Cùng lúc đó nhà máy dược Tân Châu thuộc công ty dược Thương Lãng cũng đạt hiệu quả kinh doanh tốt, hai sản phẩm mới đưa ra khiến nhà máy sống lại. Cù Vận Lam không ngồi ở chức phụ trách nhà máy dược Tân Châu quá lâu, cô chủ động xin cho cô về phụ trách mảng khách sạn và khu du lịch. Mà công ty khai thác khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân đã chuyển tên thành công ty du lịch Tinh Lãng, chuẩn bị tăng số cổ phần giai đoạn 2. Theo ý của hai anh em Đào Tông Tinh Đào Tông Hán thì sau khi hoàn thành đợt tăng vốn lần 2, công ty Tinh Lãng sẽ tiến hành khai thác hồ Thương Lãng, thung lũng Thương Lãng nhanh hơn nữa, dự định đến năm 2001 sẽ cố gắng đưa vào khai thác. Đây là điểm sáng mà tập đoàn Thương Lãng chờ mong. Trực thuộc công ty dược Thương Lãng còn có nhà máy dược Hoàn Trung năm nay cũng tiến vào giai đoạn phát triển với tốc độ cao. Theo số tiền đầu tư vào quảng cáo tăng lên, mấy sản phẩm của nhà máy đã nhanh chóng mở được thị trường Hoa Đông, trở thành một điểm sáng tăng trưởng của Thương Lãng. Công ty trách nhiệm hữu hạn công trình sinh vật Thương Lãng trực thuộc công ty dược Thương Lãng cũng đang xây dựng nhanh chóng, dự tính sang năm sẽ đưa vào sản xuất. Trường Xuyên rất mong chờ vào công ty này. Hy vọng đó là điểm sáng tăng trưởng mới của tập đoàn Thương Lãng trong năm 99. Ngoài kinh doanh nước suối và ngành dược, công ty chí nghiệp Thương Lãng cũng đang được bố trí. Ngoài tòa nhà Thương Lãng, công ty chí nghiệp Thương Lãng cũng đang tích cực chuẩn bị khai thác khu đất ở Thượng Hải. Do ảnh hưởng về dự đoán của Triệu Quốc Đống, Trường Xuyên đặt nhiều kỳ vọng vào công ty chí nghiệp Thương Lãng. Nhất là khi kinh doanh nước suối của Thương Lãng mang tới lợi nhuận hàng năm là khá lớn. Mà Thương Lãng lại do nhân viên Triệu gia nắm giữ tuyệt đối cổ phần. Mấy nhân viên cao cấp của tập đoàn như Mễ Linh, Khuất Bình mặc dù hàng năm được tăng số cổ phần nhưng tổng thể là quá nhỏ. Buôn bán bất động sản ở trung tâm thành thị Thượng Hải và khu trung tâm tài chính mới là phương hướng đầu tư tốt nhất. Hơn nữa Thương Lãng còn có tập đoàn Thiên Phu đầy tham vọng ở bên giúp đỡ. Hai nhà hợp sức cũng tiện để tiến vào ngành bất động sản Thượng Hải. Thương Lãng coi trọng việc buôn bán đất. Mà Thiên Phu Thượng Hải lại coi trọng việc khai thác nhà cao cấp của Thượng Hải hơn. Thiên Phu Thượng Hải hy vọng thông qua việc hợp tác với Thương Lãng mà mượn nguồn tiền mặt phong phú để mở rộng ảnh hưởng của công ty tại Thượng Hải, đứng vững ở trung tâm kinh tế Trung Quốc. Nguy cơ thường ẩn chứa cơ hội, chỉ xem anh có thể nắm bắt được hay không. Theo Trung ương tăng nhiệt thị trường bất động sản, hơn nữa ngân hàng không ngừng giảm lãi suất và đưa ra chính sách cho vay. Hơn nữa quốc gia cũng bỏ mấy chính sách cứng nhắc ra thì nhất định sẽ làm thị trường bất động sản nhanh chóng nóng lên. Mà ai có thể nhạy cảm đi trước một bước, người đó sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Mà có yêu nhân Triệu Quốc Đống chỉ điểm thì dù là tập đoàn Thiên Phu hay Thương Lãng đều chuẩn bị đạt lợi ích một cách lớn nhất ở ngành bất động sản. Đức Sơn mặc dù là phó tổng giám đốc tập đoàn Thương Lãng nhưng công việc chủ yếu là bên kinh doanh nước suối, các ngành khác không quá quan tâm. Mấy năm qua Đức Sơn không ngừng chạy ngược chạy xuôi và tạo được mối quan hệ mật thiết với các đại lý tiêu thụ, một số quan chức địa phương. Nhất là tính cách hào sảng của y càng phù hợp với sở thích của các quan chức, quan hệ cá nhân thường anh có dùng tiền cũng chưa chắc có tác dụng. Ở điểm này ngay cả Khuất Bình vốn tự hào về năng lực marketing cũng phải phục. Chẳng qua nói đi lại,
lần này Đức Sơn về không phải vì mảng nước suối mà là vì làm giao dịch với tập đoàn Hoa Mậu. Bởi vì hai năm nay tập đoàn Hoa Mậu kinh doanh thua lỗ, nhất là năm nay hai mảng xây dựng và bất động sản của tập đoàn Hoa Mậu bị ảnh hưởng rất lớn, lúc này mới khiến cho tập đoàn Hoa Mậu không thể không bỏ ra vài khu đất tốt để hợp tác với Thiên Phu. Tình hình tập đoàn Hoa Mậu bây giờ rất kém, cổ phần của bọn họ trong ngân hàng thương mại Ando cũng đã bán đi. Nhưng do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính nên mấy cổ đông khác không muốn mua. Chính quyền thành phố Ando hy vọng Thương Lãng có thể mua lại số cổ phần của tập đoàn Hoa Mậu. Việc này vốn do Trường Xuyên về, nhưng Trường Xuyên còn có việc khác nên Đức Sơn phải về thay để hỏi ý kiến Triệu Quốc Đống. Mua lại cổ phần của tập đoàn Hoa Mậu. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, nếu như mua lại cổ phần của tập đoàn Hoa Mậu theo giá ban đầu nhất định sẽ có lãi. Tuy 9 năm sau ngân hàng thương mại Ando sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán, giá tăng lên vài chục lần, nhưng đó là phải 9 năm sau mà có khi còn có biến. Bây giờ Thương Lãng nếu mua cổ phần của tập đoàn Hoa Mậu thì sẽ chiếm 20% cổ phần của ngân hàng thương mại Ando, đã là cổ đông lớn thứ hai của ngân hàng này. Đây là việc tốt hay xấu đối với Thương Lãng cũng khó nói. Vâng, chính quyền thành phố Ando đã cử phó thị trưởng thường trực Diêu gọi điện cho Trường Xuyên hai lần. Hy vọng Thương Lãng mua lại cổ phần của tập đoàn Hoa Mậu. Tập đoàn Hoa Mậu bây giờ kinh doanh khó khăn, cần tài chính gấp. Mà mấy cổ đông phía Nam cũng không muốn mua. Cho nên bây giờ thành phố Ando chỉ hy vọng Thương Lãng ra tay cứu, có lẽ trên tỉnh gây áp lực cho thành phố. Đức Sơn gật đầu nói. Các chú có ý gì? Tài chính có đủ không? Triệu Quốc Đống cảm thấy mua lại cổ phần của tập đoàn Hoa Mậu, như vậy tỷ lệ của Thương Lãng cao đôi chút. Hơn nữa 9 năm là quá dài. Khó có thể đoán lịch sử có thể thay đổi hay không. Quyển 9, chương 106. Tài chính thì không có vấn đề mấy. Thương Lãng từ ban đầu đã có quy định thu hồi tiền rất nghiêm khắc cho nên tài chính đến bây giờ chưa bao giờ có vấn đề. Hơn nữa bây giờ ngân hàng cho vay thoáng hơn trước. Thương Lãng kinh doanh tốt, ngân hàng càng mong đến vay bọn họ, cho nên điểm này sẽ không sao. Trường Xuyên và Khuất Bình chỉ lo về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại Ando. Đầu tư lớn như vậy nếu không thấy lãi thì quá phí công. Đức Sơn nói. Ồ, chẳng lẽ Thương Lãng không phải người vào ngân hàng thương mại Ando? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Có ạ, nhưng không kiêm chức. Đức Sơn nói. Nếu mua cổ phần của tập đoàn Hoa Mậu thì Thương Lãng có hơn 20% cổ phần, phải phái hai nhân viên đại diện vào đó, hơn nữa phải thiết thực giám sát việc kinh doanh, hơn nữa cũng phải đưa ra đề nghị với bộ máy quản lý của ngân hàng. Vấn đề này cần người chuyên nghiệp trong làm việc tài chính phụ trách, hơn nữa các chú cũng phải đưa ra phương hướng phát triển cho ngân hàng thương mại Ando, ví dụ như niêm yết trên thị trường chứng khoán. Triệu Quốc Đống nói, anh đồng ý mua cổ phần của tập đoàn Hoa Mậu. Đức Sơn hỏi kết quả. Ừ, có điều kiện thì mua cũng được, chẳng qua phải nói chuyện với chính quyền thành phố Ando về tăng nhân viên biệt phái vào đó, đưa ra mục tiêu phát triển rõ ràng, điều chỉnh bộ máy quản lý ngân hàng thương mại. Tăng hiệu quả của ngân hàng. Anh tin ý tưởng này của Thương Lãng sẽ được chính quyền thành phố Ando ủng hộ. Anh, ý anh là Thương Lãng sẽ đàm phán với chính quyền thành phố Ando. Đức Sơn hiểu nên nói. Ừ, phải tăng cường tiếng nói của cổ đông trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nếu chỉ vì ngại chính quyền thành phố Ando thì không cần phải bỏ ra nhiều tiền như vậy. Bỏ tiền thì được, nhưng bọn họ phải để chúng ta thấy tương lai mới được. Với tình hình ngân hàng thương mại Ando bây giờ thì mua thêm không đáng, các chú phải đưa quan điểm này cho chính quyền thành phố Ando. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Điểm này phải kiên trì, anh tin chính quyền thành phố Ando sẽ có quyết định sáng suốt. Ý kiến của Triệu Quốc Đống, Đức Sơn đương nhiên sẽ làm theo. Thực ra y cũng không quá coi trọng việc đầu tư quá nhiều tài chính vào ngân hàng thương mại Ando có hiệu quả kinh doanh không tốt mấy. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống lại có chủ trương đó. Còn muốn mua thêm cả cổ phần của ngân hàng thương mại Ninh Ba, điểm này làm mọi người rất khó hiểu. Với tình hình hiện nay thì hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại không quá tốt. Vì thế khi chính quyền thành phố Ando liên lạc với Thương Lãng, Trường Xuyên có chút do dự. Nếu không phải chính quyền thành phố Ando đưa ra yêu cầu, chủ động liên lạc thì Trường Xuyên đã từ chối vấn đề này. Triệu Quốc Đống lại hỏi qua về tình hình của Thương Lãng, Đức Sơn liền nói với mảng kinh doanh nước suối của Thương Lãng. Tình hình hiện nay Thương Lãng tập trung chính vào thị trường nước suối cao cấp, nhất là mở rộng thị trường nước suối sang các thành phố cấp 2, 3. Đây là mục tiêu chính của nước suối Thương Lãng hiện nay. Đồng thời kinh doanh bình nước cũng đạt hiệu quả rất tốt,
hơn nữa đối thủ cạnh tranh chính lại là công ty của Pháp khiến Thương Lãng được mọi người tự hào khi dùng vì dùng đồ trong nước. Đồng thời với việc Thương Lãng quyên góp tiền lớn vào đợt lụt bão vừa rồi, Mễ Linh cũng phát biểu trên CCTV hồi tháng 8 khiến danh tiếng của Thương Lãng đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Điểm này khiến thị phần của công ty Y Vân nước Pháp càng giảm mạnh. Ngoài ra nước suối đóng bình cũng dần chiếm lĩnh thị trường. Chẳng qua Thương Lãng mặc dù chiếm vị trí đầu của nước đóng chai, mảng nước đóng bình vẫn gặp sự cạnh tranh mạnh của các sản phẩm địa phương. Cũng may phẩm chất của thương hiệu Thương Lãng đã xâm nhập lòng người, lợi dụng hiệu ứng sản phẩm mà chiếm được thị phần lớn nhất mảng nước đóng bình của khu vực sông Trường Giang, Tây Bắc, Đông Bắc, Hoa Bắc, càng tạo chênh lệch với các sản phẩm khác. Ngoài ra Thương Lãng cũng dự định tiến vào thị trường nước suối cạnh tranh kịch liệt nhất ở Hoa Nam, đây là trụ sở của Nhạc Bách Thị, Di Bảo, tiến quân vào đây sẽ gặp cạnh tranh rất kịch liệt. Nhưng Thương Lãng nếu muốn có địa vị bá chủ trong lĩnh vực kinh doanh nước suối thì không thể không thành công ở Hoa Nam, nếu không Thương Lãng chưa thể đặt chân ở cả nước. Ngoài việc có động tác ở hai mảng thị trường nước suối đóng bình và cao cấp, Thương Lãng cũng nhìn ra nước ngoài như Nga, Ấn Độ, Đông Nam Á. Nga là nơi có nguồn nước suối phong phú nổi tiếng thế giới. Nhưng Nga lại nhập khẩu nhiều nước suối từ ngoài vào, nhất là thị trường nước suối cao cấp càng do nước ngoài lũng đoạn. Ngành công nghiệp nhẹ của Nga rất yếu kém. Hơn nữa bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính nên giờ càng thêm khó khăn. Chính phủ liên bang và chính quyền địa phương đều hoan nghênh chào đón đầu tư của người nước ngoài vào mảng cuộc sống nhân dân. Mà quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đang khá nồn ấm, lãnh đạo Trung ương hai bên thường xuyên gặp nhau, chiến lược hợp tác cũng tiến vào giai đoạn thực chất. Đây là một nhân tố rất có lợi cho Thương Lãng. Thị trường Ando và Đông Nam Á cũng được đưa vào phạm vi khảo sát của Thương Lãng. Ấn Độ nóng nực, dân cư đông. Tầng lớp trung tầng phát triển nhanh, nhu cầu của nước suối đóng bình càng lúc càng lớn. Đông Nam Á cũng tương tự Ấn Độ. Theo kinh tế cải cách, cuộc sống nhân dân tăng cao, con người càng muốn hưởng thụ nhiều hơn, việc nhập khẩu nước suối từ ngoài vào cũng là bình thường. Triệu Quốc Đống nghe Triệu Đức Sơn giới thiệu thì cũng có chút kinh ngạc. Hắn vốn lo Thương Lãng có thể nhìn ra thị trường nước ngoài hay không, có quên về mối nguy hiểm của quan hệ giữa các quốc gia, chế độ và chính sách đầu tư không. Nhưng Triệu Đức Sơn giới thiệu lại nói rõ Thương Lãng đã chú ý đến mấy điểm này, hơn nữa xác minh rõ ràng muốn đầu tư vào đâu sẽ điều tra cụ thể, đưa ra ý kiến khách quan. Khi công tác chuẩn bị chưa làm tốt thì Thương Lãng sẽ không dễ dàng tiến quân vào thị trường nước ngoài. Hai điểm vừa có tính sáng tạo vừa hy vọng cẩn thận trong chiến lược kinh doanh đã được Trường Xuyên nắm bắt rất cẩn thận. Triệu Quốc Đống rất vui, làm hắn vui là biến hóa của Triệu Đức Sơn càng lớn hơn. Triệu Quốc Đống không rõ nguyên nhân gì khiến khí chất của Triệu Đức Sơn đã đổi khác hơn nhiều so với một năm trước, càng trầm ổn và nói lý lẽ hơn. Đây vốn là khuyết điểm của Triệu Đức Sơn, nhưng bây giờ xem ra đã đề cao. Có lẽ Triệu Đức Sơn ngồi trên vị trí phó tổng giám đốc nên cần phải tự thay đổi mình. Sự phát triển của Thương Lãng làm Triệu Quốc Đống thầm than thở. Không có hắn thì Thương Lãng vẫn phát triển rất tốt. Trường Xuyên và Triệu Đức Sơn trưởng thành chứng minh hắn có thể buông tay để bọn họ gây dựng sự nghiệp và phát triển. Nếu hắn không buông tay mà vẫn chú ý thì có lẽ Thương Lãng chưa chắc đã phát triển được đến như ngày hôm nay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 9, chương 107. Phố Quỳ Hoa không biến hóa mấy, nhưng cùng Tương Uẩn Hoa đi trên phố, Triệu Quốc Đống thấy rất thoải mái. Cứ 2-3 tháng Triệu Quốc Đống lên Ando đều dành thời gian đi dạo ở đây với Tương Uẩn Hoa. Từ các bức chữ của danh nhân đến đồ sứ, từ đỉnh đồng đến lô tuyên đức, các đồ ở phố cần người có ánh mắt mà nhận ra. Ở đây giống như thuốc phiện, người đã tới là mê. Tương Uẩn Hoa cũng như vậy, sau mấy lần tới liền thấy ánh mắt mình kém quá nhiều so với đám người kinh doanh mười mấy năm ở đây. Chỉ có đi cùng Triệu Quốc Đống thì Tương Uẩn Hoa mới thoáng tự tin hơn. Nhưng nếu muốn mua thứ đồ hợp ý mà giả cả vừa phải lại không dễ. Chẳng qua Tương Uẩn Hoa không ngại, y thích cảm giác đi dạo ở đây, sau đó ở bên nghe người bán nói với lai lịch đồ cổ. Đi hết một vòng đã mất 2-3 tiếng, anh muốn đi bộ về nhà cũng phải cân nhắc, nếu như gặp thứ gì đó bắt mắt thì có lẽ 2 ngày cũng không muốn rời khỏi đây. Trưởng ban Tương, khi nào về Ninh Lăng thị sát một chút, lão Bành rất nhớ ngài. Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng đi sau Tương Uẩn Hoa nửa bước. Ừ, xem cơ hội đã. Lão Bành mấy hôm trước cũng tới chỗ tôi ngồi. Tôi thấy anh ta cũng có suy nghĩ. Sao, Tây Giang điều chỉnh nhân sự ư? Tương Uẩn Hoa thuận miệng nói. Hôm nay không mua gì nhưng tâm trạng y khá vui vẻ. Ồ, Ngụy Hiểu Lam đến Thương Hóa làm chủ tịch huyện, thừa ra một chức thường vụ quận ủy, phó chủ tịch.
hơn nữa Tiền Trí Quốc vào tù, Bảo Vĩnh Lai bệnh nên đổi công tác. Sau khi Hoắc Vân Đạt tới thì Tây Giang vẫn thiếu một phó chủ tịch, cho nên lần này quận ủy đề cử Mạc Vinh cùng Hướng Vĩnh Cường làm phó chủ tịch quận. Lão Bành có lẽ thấy người khác phát triển nên chắc có cảm giác. Sao, anh ta đến chỗ trưởng ban tương oán giận ư? Triệu Quốc Đống cười nói, trước mặt hắn thì Bành Nguyên Hậu cũng lộ chút ý tưởng, chẳng qua bây giờ còn chưa có cơ hội thích hợp để điều chỉnh. Hơn nữa với năng lực của Bành Nguyên Hậu mà sang bên chính quyền thì Triệu Quốc Đống cũng có chút lo lắng. Oán giận thì không, đúng như cậu nói là hâm mộ người khác tiến bộ thôi. Tương Uẩn Hoa cười nói, lão Bành có năng lực bình thường nhưng nghe lời, tính cách thật thà, không có mưu kế, phân công công việc cũng làm tốt. Đương nhiên nếu muốn làm cho cậu hài lòng tuyệt đối thì không thể. Tương Uẩn Hoa đánh giá Bành Nguyên Hậu rất chuẩn. Ừ, cho nên anh ta không dễ điều chỉnh, chỉ có thể xem vị phó bí thư kiêm nhiệm kia có đi hay không. Triệu Quốc Đống sợ Tương Uẩn Hoa hiểu lầm nên giải thích. Vị phó bí thư Lăng Tiêu kia cuối năm sẽ được điều đi. Tôi dự định để Tiếu Chiêu Quý làm phó bí thư, lão Bành thay lão Tiếu làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Chẳng qua đây là ý của riêng tôi, cũng chưa báo cáo với Hoàng Lăng. Nghe nói Hoàng Lăng cũng có ấn tượng tốt đối với cậu, cuối năm tỉnh sẽ điều chỉnh bộ máy các thành phố, thị xã. Ban tổ chức cán bộ TTU đã trưng cầu lãnh đạo chủ yếu của các thị xã. Tôi nghe nói Hoàng Lăng có ý muốn điều chỉnh công tác của cậu, thêm trọng trách cho cậu. Tương Uẩn Hoa cũng biết Triệu Quốc Đống và Hoàng Lăng đi lại gần. Triệu Quốc Đống đang không ngừng nghe được ám chỉ về việc mình sẽ được điều chỉnh. Nhưng đó đều là tin đồn ở Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống tin Hoàng Lăng dù có ý đố nhưng cũng chưa chính thức xác định. Mà lời này của Tương Uẩn Hoa mới làm hắn coi trọng. Ồ, muốn điều chỉnh công việc của tôi, để tôi làm gì? Triệu Quốc Đống giả vờ không hiểu mà nói. Cậu đó, còn giả vờ trước mặt tôi, Kim Vĩnh Kiện ở Ninh Lăng đã lâu, thành tích không rõ ràng. Tôi đoán Hoàng Lăng muốn điều tên này đi, có lẽ cậu sẽ là người thay thế. Tương Uẩn Hoa cuối cùng trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Làm phó thị trưởng thường trực khác với chức bí thư quận ủy của cậu, trong đó phải suy nghĩ rất nhiều, phạm vi suy nghĩ cũng rộng hơn nhiều. Đó mới là lãnh đạo thị xã chân chính, mà cậu bây giờ cũng là thường vụ quận ủy, cũng coi như có quan hệ khá tốt với Hoàng Lăng nên. Triệu Quốc Đống cũng hơi động tâm mà nói. Trưởng ban Tương, chẳng lẽ nói lần này ngài sẽ không điều chỉnh sao? Lần trước trưởng ban qua không phải nói bí thư Ninh hy vọng ngài có thể ở lại giúp ban tuyên giáo ổn định cục diện sao? Tôi thấy thời gian bây giờ cũng đến rồi mà. Mũi cậu nhạy thật đó, lại ngửi thấy mùi gì thế? Tương Uẩn Hoa từ chối cho ý kiến. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Bí thư thị ủy Ngô của Thông Thành đã đến tuổi, thị trưởng lại mới được bầu chưa lâu. Tôi nghe nói trên tỉnh vẫn suy nghĩ ai sẽ làm bí thư thị ủy một trong hai thị xã nghèo nhất tỉnh An Nguyên. Tương Uẩn Hoa không ngờ tin tức Triệu Quốc Đống lại nhạy bén như vậy. Mặc dù Triệu Quốc Đống không nói rõ nhưng ý trong lời nói đã là khá khẳng định. Sao, nếu tôi tới làm bí thư thị ủy Thông Thành, cậu có định tới giúp tôi không? Tương Uẩn Hoa không trả lời mà hỏi lại một câu. Ha ha, nếu trưởng ban Tương biến thành bí thư Tương, ngài lại gọi tôi thì tôi dám không nghe sao? Triệu Quốc Đống cũng hiểu ra, nếu như Tương Uẩn Hoa thật sự làm bí thư thị ủy Thông Thành, mình nhảy từ Ninh Lăng đến Thông Thành thì có lẽ tránh được cục diện xấu hổ với Hoàng Lăng sau này, coi như giữ được chút quan hệ. Kể cả khi quan hệ giữa hắn và tập đoàn Thương Lãng lộ ra nhưng hắn tin Hoàng Lăng vẫn có thể đối mặt một cách thản nhiên. Chẳng qua trưởng ban Tương, chuyện này xác định rồi sao? Triệu Quốc Đống tò mò như vậy, Tương Uẩn Hoa cũng không giấu làm gì. Trưởng ban qua đã mơ hồ nhắc với tôi việc này. Mỗi năm lãnh đạo chủ yếu các thị xã đều có đợt điều chỉnh, bây giờ đã tiến vào quý cuối năm, bây giờ cũng chỉ có một hai lãnh đạo chủ yếu của thị xã sẽ điều chỉnh đợt này. Thị xã Thông Thành là một trong số đó. Trưởng ban qua hỏi ý kiến tôi, cũng báo cáo với Bí thư Ninh và Bí thư Yến, chủ yếu phải xem có thông qua hội nghị thường vụ tỉnh ủy không. Ha ha, đây là việc đáng ăn mừng, trưởng ban Tương phải mời khách. Triệu Quốc Đống cũng thật lòng mừng thay cho Tương Uẩn Hoa. Tương Uẩn Hoa tuổi đã không nhỏ, người gần 50 nếu như kéo thêm 1-2 năm thì muốn làm bí thư thị ủy một nơi là không thể. Có gì đáng mừng chứ? Thông Thành bây giờ cùng Thiên Châu, Hoài Khánh thuộc về các thị xã khó khăn của tỉnh, vẫn kéo kinh tế tỉnh An Nguyên lại phía sau. Dù từ quan niệm tư tưởng đến trụ cột kinh tế đều đứng cuối của tỉnh. Nói thật tôi không biết mình phụ trách việc này có thể thay đổi bộ mặt Thông Thành trong 3 đến 5 năm không? Tôi đúng là không tự tin.
Tương Uẩn Hoa nói rất bình tĩnh nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận suy nghĩ thật lòng của đối phương. Làm quan một khóa, tạo phúc một phương. Nếu 3 năm sau Thông Thành vẫn như bây giờ thì chỉ sợ Tương Uẩn Hoa không có mặt mũi đối mặt mấy triệu dân Thông Thành. Triệu Quốc Đống về nhà mà vẫn đang suy nghĩ. Tương Uẩn Hoa nhanh chóng được bổ nhiệm. Tương Uẩn Hoa là người khá cẩn thận, dám mời Triệu Quốc Đống thì tức là được Ninh Pháp và Yến Nhiên Thiên cho chấp nhận, hội nghị thường ủy chỉ là trình tự mà thôi. Thông Thành cùng Thiên Châu mấy năm nay đều gặp nhiều vấn đề về kinh tế, tranh nhau xếp vị trí cuối cùng của tỉnh. Hoài Khánh 2 năm nay cũng vì nhiều nguyên nhân khiến kinh tế rơi xuống đáy, cùng Thông Thành, Thiên Châu hợp thành 3 chiếc xe hỏng. Ninh Lăng Thông 2 năm nay phát triển kinh tế cuối cùng đã thoát được bậc cuối cùng, tiến vào bậc thứ 3. Nhưng cùng lúc đó Vĩnh Lương cùng Nam Hoa cùng ở bậc 3 lại có tốc độ phát triển khá nhanh, bảo sao Hoàng Lăng lại thấy có nguy cơ lớn. Lúc nào Hoàng Lăng cũng nhắc nhở các bí thư, chủ tịch quận, huyện để bọn họ thấy áp lực. Nếu Tương Uẩn Hoa thật sự khiến lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy đồng ý Triệu Quốc Đống đến Thông Thành làm phó thị trưởng thường trực, hắn nên làm như thế nào? Triệu Quốc Đống đứng lên đi lại quanh phòng. Một cảm giác xúc động không nói lên lời quanh quẩn trong lòng hắn. Hắn nói trước mặt Tương Uẩn Hoa như vậy, hơn nữa đúng là muốn tránh xấu hổ trong quan hệ với Hoàng Lăng sau này, nhưng nếu muốn Triệu Quốc Đống lựa chọn thì hắn lại có chút do dự. So với Thông Thành hẻo lánh, lạc hậu thì Ninh Lăng có điều kiện tốt hơn nhiều. Nhất là hắn đã công tác ở Ninh Lăng hơn 3 năm, có thể nói quen thuộc với người ở cả 2 cấp thị xã, quận, huyện, cũng hiểu rõ tình hình thị xã Ninh Lăng. Nếu Hoàng Lăng muốn hắn thay vị trí của Kim Vĩnh Kiện thì có thể nói hắn chỉ cần hơi điều chỉnh tâm trạng một chút là tiến vào trạng thái công việc. Quyển 9, chương 108. 7 huyện, 2 quận và 1 khu khai phát, 10 khu vực hành chính. Hắn đã ở Hoa Lâm, Tây Giang và khu khai phát, cũng có một vài quy hoạch về sự phát triển của 3 nơi này. Nhất là 1 năm qua hắn ở Tây Giang và khu khai phát đã đạt được không ít lợi ích. Đối với con đường phát triển phù hợp với thị xã Ninh Lăng sau này thì trong lòng Triệu Quốc Đống cũng đã có một điểm mơ hồ. Có thể nói ngồi vào vị trí phó thị trưởng thường trực thì hắn phải được Hoàng Lăng ủng hộ. Triệu Quốc Đống cũng tin mình có thể phối hợp với thư chí cao mà khiến kinh tế Ninh Lăng phát triển. Không nói có thể vượt mấy thành phố phát triển như thành phố Miên Châu, Kiến Dương, nhưng vượt qua mấy thị xã cấp 3 thì hắn khá tin tưởng. Nhưng thật sự muốn tới Thông Thành thì sẽ khác hẳn. Hắn hoàn toàn không biết gì về Thông Thành, hơn nữa chính như Tương Uẩn Hoa nói quan niệm tư tưởng của cán bộ và dân chúng, trụ cột kinh tế, các phương tiện trụ cột của Thông Thành đều rất lạc hậu. Ngô Thiên Đức đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Thông Thành đã có quan hệ không tốt với thị trưởng khóa trước, bộ máy kết bè kết đảng, đấu đá lẫn nhau, căn bản không có tâm tư phát triển kinh tế. Đây là nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thông Thành mấy năm nay đều xếp cuối cùng. Lần này tỉnh ủy có lẽ hạ quyết tâm thay đổi bộ mặt của Thông Thành. Đầu tiên ra tay thay thị trưởng, bây giờ lại thay bí thư. Xem ra cũng muốn làm cho bộ máy Thông Thành đổi máu hoàn toàn, hy vọng có thể cải thiện tình hình phát triển của Thông Thành. Vấn đề nằm ở chỗ hắn thật sự có bản lĩnh chạm đá hòa vàng sao. Phát triển kinh tế thì cũng cần trụ cột nhất định và các điều kiện. Hắn đến Hoa Lâm cũng mất gần 3 năm mới mở được đường máu. Mà quan trọng nhất Hoa Lâm chỉ là một cấp huyện. Hắn lại làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy. Lúc làm chủ tịch huyện cũng được bí thư huyện ủy La Đại Hải không điều kiện ủng hộ tuyệt đối, như vậy hắn mới có thể tạo được thành tích. Mà bây giờ hắn nếu đến Thông Thành làm phó thị trưởng thường trực, bộ máy Thông Thành mặc dù đã đổi máu nhưng vẫn giữ lại hầu hết các thường vụ. Hắn và Tương Uẩn Hoa có thể đạt được ủng hộ của mấy người thì cũng không rõ. Nếu muốn phát triển kinh tế của Thông Thành thì nhất định cần phải muốn thay đổi quan niệm của cán bộ. Đây hoàn toàn phải được phó bí thư phụ trách công tác tổ chức ủng hộ. Triệu Quốc Đống không rõ lắm cục diện bộ máy của Thông Thành sẽ là như thế nào, tồn tại rất nhiều điểm làm hắn không yên tâm. Cù Vận Bạch vào phòng khách thấy Triệu Quốc Đống đang ngồi nhìn TV và ngẩn ra, nhưng TV lại không bật, vẻ mặt Triệu Quốc Đống rất khó hiểu, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Đây là điều ốc rất ít khi nhìn thấy. Quốc Đống, sao thế? Chị thấy vẻ mặt em không được tốt mấy. Có phải là em có tâm sự gì không? Cù Vận Bạch có chút tò mò ngồi xuống bên cạnh Triệu Quốc Đống. Tâm sự, coi như là có tâm sự. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng và dựa lưng vào ghế, tay đặt lên đùi Cù Vận Bạch mà nói. Lựa chọn khó khăn, em phát hiện con người em từ khi bắt đầu tham gia công tác thì có vẻ chưa từng yên ổn, gần như mỗi năm vận mệnh của em đều sẽ động không lớn không nhỏ. Năm 91 tham gia công tác vào đội cảnh sát hình sự. Năm 92 gánh tội thay lãnh đạo mà bị người đá tới đồn công an Giang Miếu.
năm 93 càng không cần phải nói, lên làm trưởng đồn, được điều tới làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát. Năm 94 khó khăn lắm cùng chị khiến khu khai phát Giang Khẩu phát triển thì lại bị đá đít tới Lĩnh Đông, cũng may dẫy dụa được tới Sở Giao thông. Nhưng làm ở Sở Giao thông chưa được mấy tháng thì năm 95 đã được cử xuống cơ sở rèn luyện, làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm. Năm 96 làm chủ tịch huyện, 97 làm bí thư huyện ủy, còn làm thường vụ thị ủy, cuối cùng đến Tây Giang. Em còn nghĩ năm 98 có thể yên ổn làm việc. Ha ha, bây giờ lại thay đổi, chị nói em có phải trời sinh số khổ không? Hả, em sẽ điều chỉnh ư? Cù Vận Bạch cũng có chút giật mình, cô mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống mà nói. Lại điều đi đâu? Triệu Quốc Đống liền nói qua tình hình của mình với Cù Vận Bạch. Cù Vận Bạch nghe mà có chút thất thần, Hoàng Lăng coi trọng Triệu Quốc Đống nhưng lại có chút khúc mắc. Tương Uẩn Hoa tha thiết hy vọng và mong chờ, điều này đúng là làm Triệu Quốc Đống khó có thể lựa chọn. Cù Vận Bạch lặng lẽ nghe Triệu Quốc Đống nói xong, cô cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Nếu nói dễ dàng có thành tích thì đương nhiên là ở lại Ninh Lăng. Nhất là Triệu Quốc Đống đã tạo trụ cột ở Ninh Lăng 3 năm, có uy tín và mạng lưới quan hệ. Hơn nữa hắn còn có Hoàng Lăng và mấy thường vụ thị ủy ủng hộ, Triệu Quốc Đống triển khai công việc ở Ninh Lăng cũng dễ dàng hơn nhiều. Chẳng qua việc Hoàng Lăng làm ở Tân Châu lại là một quả bom trong quan hệ giữa Hoàng Lăng và Triệu Quốc Đống. Một khi quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và tập đoàn Thương Lãng lộ ra ánh sáng thì giữa hắn và Hoàng Lăng sẽ như thế nào đúng là khó có thể đoán định. Nhưng đến Thông Thành cũng có nhiều ẩn số. Chỉ riêng một Tương Uẩn Hoa duy trì Triệu Quốc Đống thì cũng không đủ để mở ra cục diện. Thị xã Thông Thành nổi tiếng về nội đấu, tố chất cán bộ thấp, đây là bệnh chung của khu nghèo khó. Giống như khi trước Mạch Gia Huy và Kỳ Dư Hồng đấu đá vậy. Hùng Chính Lâm lúc công tác ở Thông Thành cũng cảm thấy rõ việc này. Mà lưng Triệu Quốc Đống được đeo hy vọng lớn như vậy, nếu muốn kéo một Thông Thành yếu kém về kinh tế mà thay đổi bộ mặt mới thì đâu dễ dàng. Mà một khi không thể dễ dàng đạt hiệu quả trong suy nghĩ thì Tương Uẩn Hoa, thậm chí lãnh đạo tỉnh sẽ nghĩ như thế nào. Có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của Triệu Quốc Đống hay không cũng là khó đoán định. Đương nhiên từ góc độ nào đó mà nói thì Thông Thành quá kém thì lãnh đạo tỉnh cũng rõ ràng. Càng là nơi có điều kiện kém thì càng dễ đạt được thành tích. Hơi có khởi sắc một chút thì lãnh đạo tỉnh sẽ thấy rõ. So sánh với khu phát triển mà muốn tiến thêm thì ở nơi nghèo sẽ dễ dàng hơn. Đây cũng là nguyên nhân mà người ta nguyện ý đến nơi nghèo. Vậy em dự định làm như thế nào? Cù Vận Bạch trầm ngâm một chút rồi nói. Em không biết, trong lòng em vẫn chưa xác định rõ ràng. Thứ nhất con đường nào cũng là khó đi. Tương Uẩn Hoa và Hoàng Lăng đều tốt, bọn họ chỉ có quyền đề cử, quyền quyết định do lãnh đạo tỉnh ủy. Đương nhiên ý kiến của bọn họ sẽ có sức ảnh hưởng lớn đối với lãnh đạo. Hai là Ninh Lăng và Thông Thành đều có lợi có hại, đều có nhiều ẩn số. Một câu là phúc họa khó lường. Ôi, em bây giờ rất mâu thuẫn. Nhất là hôm nay khi Tương Uẩn Hoa nói làm em càng thêm khó xử. Triệu Quốc Đống đặt tay sau đầu mà dựa vào ghế. Vậy thuận theo tự nhiên đi. Lúc này Cù Vận Bạch có vẻ rất thoải mái. Chuyện phúc họa khó lường thì chỉ có thể thuận theo tự nhiên nếu không khó tránh khỏi làm mất lòng người. Nghe theo phân công của tỉnh là chuẩn nhất. Chị tin lãnh đạo tỉnh ủy sớm thấy biểu hiện của em, chưa chắc đã nghe theo hai người Tương Uẩn Hoa và Hoàng Lăng. Rốt cuộc là điều em tới Thông Thành hay là để lại ở Ninh Lăng, lãnh đạo tỉnh ủy có lẽ có suy nghĩ của mình. Em nếu không thể làm chủ thì tốt hơn hết là bỏ sang bên, nghe số trời, làm chuyện mà em cần làm, cũng đỡ phiền phức không cần thiết. Nghe Cù Vận Bạch nói như vậy, Triệu Quốc Đống cũng thấy thoải mái hơn. Hắn không nhìn ra Cù Vận Bạch bình thường ít quan tâm đến công việc của hắn, vậy mà Cù Vận Bạch lại có thể nhận xét rõ tình hình trước mắt như vậy. Ngược lại hắn lại có vẻ lún sâu vào mà không thể rút ra được. Đây đại khái là chuyện liên quan đến mình thì mình sẽ loạn. Nhưng nếu muốn nhẹ nhàng như Cù Vận Bạch nói thì hắn có vẻ không đạt được đến mức độ đó. Cù Vận Bạch cũng biết ai gặp việc này đều khó có thể đảm bảo bình tĩnh mà nhìn nhận vấn đề được. Ngay cả Văn Ngạn Hoa mà cũng không thể nào nhảy ra khỏi sức hấp dẫn của quyền lực. Khi cạnh tranh chức trưởng ban thư ký chính quyền thành phố An Đô thất bại thì mất một lúc lâu mới có thể đỡ buồn đi. Hơn nữa là người đang có sự nghiệp như mặt trời giữa trưa giống Triệu Quốc Đống. Cù Vận Bạch khẽ vuốt đầu Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống đưa mắt nhìn lên, hai người nhìn nhau. Hắn khẽ lắc đầu và cười cười một tiếng. Quyển 10, chương 1. Liêu Vĩnh Đào nhăn mặt đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời về thu nên trong sân khá tiêu điều, mặt đường và bãi cỏ đầy lá rụng.
mấy cán bộ đang cười cười nói nói đi qua trụ sở ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Sự liêm khiết của cán bộ An Nguyên không tốt mấy, công tác chống hủ bại mặc dù luôn được đưa ra nhưng làm không quá tốt. Mấy vấn đề này Liêu Vĩnh Đào sớm biết, kinh tế An Nguyên mấy năm nay tuy phát triển nhưng đồng thời đám cặn bã cũng nổi lên, hiện tượng cán bộ tham ô, tham nhũng là khá nhiều. Cái gì mà công trình có chất lượng kém, nhận cổ phần của các công ty khai khoáng, làm ô dù cho đám xã hội đen, mua quan bán chức, mấy chuyện các nơi khác có thì An Nguyên cũng có. Tương đối mà nói cuộc sống hủ hóa, tác phong thoát ly quần chúng, mấy hiện tượng này cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Chẳng qua Liêu Vĩnh Đào không ngờ vấn đề đầu tiên mình gặp phải lại là điều này. Vụ án hủ bại ở Hoài Khánh quá phức tạp, vượt xa tưởng tượng của y. Mặc dù Viện Kiểm sát sớm tham gia nhưng làm như thế nào để duy trì ổn định xã hội lại là điều mà Liêu Vĩnh Đào vốn làm thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cần phải suy nghĩ. Ninh Pháp rất coi trọng y, cũng không phải vì Liêu Vĩnh Đào có năng lực phá án cao bao nhiêu, cũng không phải là cảm thấy Liêu Vĩnh Đào hai tay sạch sẽ không nhiễm bụi trần, cũng không cho rằng y thiết diện vô tư, có thể đại nghĩa diệt thân. Ninh Pháp chỉ là cho rằng Liêu Vĩnh Đào đứng ở góc độ chính trị và đại cuộc để xử lý vấn đề, làm như thế nào đạt được việc nghiêm túc xử lý phần tử hủ bại, lại khống chế chuyện trong phạm vi nhất định, không ảnh hưởng đến ổn định xã hội và chính trị, bảo đảm sự phát triển kinh tế của một nơi không bị ảnh hưởng quá lớn. Đây là những điều cần thử thách năng lực và trình độ của vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Cốc cốc, tiếng gõ cửa làm Liêu Vĩnh Đào tỉnh lại trong cơn suy nghĩ. Một người đàn ông thấp lùn đi vào, người này tóc ngắn, mắt như chim ưng đang săn mồi. Đây là người luôn tìm sai sót của người khác. Liêu Vĩnh Đào cười khổ trong lòng, có một phó chủ nhiệm như thế này không biết là may mắn hay tai họa. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là đối phương có thể chia sẻ lo lắng cho y, cũng có thể mang đến cho y không ít thành tích. Nhưng tính cách không chịu khuất phục ai của đối phương cũng làm cho y không ít phiền phức. Chủ nhiệm Liêu, tôi tới. Người đàn ông cũng không hề cung kính như những người khác lúc đối mặt với Liêu Vĩnh Đào, chỉ hơi mang theo một tia tôn trọng mà thôi, ngoài ra y vẫn dám nhìn thẳng vào mắt Liêu Vĩnh Đào. Ngồi đi lão đồ, có tiến triển gì mới không? Liêu Vĩnh Đào ngồi xuống ghế sofa rồi ra hiệu đối phương ngồi xuống. Ừ, tôi đã bảo lão quan đến Ninh Lăng một chuyến, đã trao đổi qua với đồng chí Lục Kiếm Dân phó bí thư thị ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Ninh Lăng. Bởi vì tình hình chủ yếu phát sinh từ bên huyện Hoa Lâm, bây giờ Triệu Quốc Đống đã điều khỏi huyện Hoa Lâm một năm, có nhiều chuyện còn cần thị ủy Ninh Lăng và huyện ủy Hoa Lâm phối hợp điều tra làm rõ. Người đàn ông họ Đồ mở tài liệu trong tay ra rồi nói. Ngón tay y hơi vàng, qua đó cho thấy người này hút thuốc trên 20 năm. Ừ, tình hình là như thế nào? Liêu Vĩnh Đào ngồi ngay ngắn mà nghe. Việc điều tra một cán bộ cấp phó giám đốc sở bị tố cáo thị ủy ban kỷ luật vẫn rất coi trọng, không bỏ sót một người, không được oan uổng người tốt, đây là nguyên tắc phá án của ủy ban kỷ luật. Triệu Quốc Đống làm thường vụ thị ủy mới được đề bạt của Ninh Lăng, lại kiêm chức bí thư quận ủy Tây Giang. Bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát, đây là một ngôi sao chính trị trên chính trường An Nguyên. Hơn nữa biểu hiện của Triệu Quốc Đống trong cơn lũ lụt năm nay càng được lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh ủy coi trọng và khen thưởng. Muốn điều tra Triệu Quốc Đống thì đó chính là mạo hiểm nhất định. Nhưng bức thư tố cáo kia lại nói khá chính xác. Trong nội dung thư tố cáo Triệu Quốc Đống khi làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy Hoa Lâm đã lợi dụng chức quyền mà tham ô, tham nhũng ở một loạt công trình lớn như cải tạo thành cũ huyện thành Hoa Lâm. Xây dựng khu Hà Đông, xây dựng cầu Quế Khê. Đồng thời cũng cấu kết với các công ty xây dựng trên thị xã mà nâng giá thành xây dựng, qua đó kiếm lời. Hơn nữa còn tố cáo cuộc sống sinh hoạt của Triệu Quốc Đống hủ bại, đạo đức suy đồi, trêu gái, có quan hệ nam nữ không đúng mực. Hơn nữa còn tố cáo Triệu Quốc Đống vẫn duy trì quan hệ không đúng mực với 6 người phụ nữ, trong đó có không ít cấp dưới của hắn, có nghi vấn là lợi dụng chức quyền mà ép cấp dưới. Bây giờ mới chỉ sơ bộ xác định. Nhưng cũng phát hiện không ít đầu mối. Ví dụ như công trình cải tạo thành cũ huyện Hoa Lâm, xây dựng khu Hà Đông Hoa Lâm, xây dựng cầu Quế Khê đều do một lời của Triệu Quốc Đống mà quyết định, cũng không tiến hành đấu thầu công trình như mọi nơi vẫn làm, cũng không thông qua hội nghị thường trực ủy ban huyện, hội nghị thường vụ huyện ủy nghiên cứu, bàn bạc, toàn bộ do một mình Triệu Quốc Đống xác định ai đến nhận làm công trình. Trong này có rất nhiều nghi ngờ. Hơn nữa căn cứ chúng tôi nắm giữ một ít tài liệu thì có vài hạng mục công trình có giá thành cao hơn giá thị trường, trong này nhất định có vấn đề. Người đàn ông họ Đồ mắt lấp loáng có thần, thi thoảng liếm liếm môi giống như con dã thú đang rình mồi. Liêu Vĩnh Đào mặt không chút thay đổi, y đã quen nghe thấy các mặt dơ bẩn kia,
vụ án hủ bại ở Hoài Khánh làm y có kinh nghiệm, nếu đối phương dùng lời này nói chuyện với mình, như vậy có nghĩa đã nắm chắc 7-8 phần. Liêu Vĩnh Đào chỉ đáng tiếc cho một ngôi sao chính trị mới. Hùng Chính Lâm khi giới thiệu Triệu Quốc Đống cho mình đúng là cảm thấy tương lai của người này không thể xác định. Nhưng bây giờ xem ra không biết Hùng Chính Lâm khôn khéo như vậy sao lại quan hệ với tên Triệu Quốc Đống này. Bây giờ bị lão đồ túm đuôi, dùng kính phóng đại mà tìm kiếm vấn đề thì đừng mong thoát. Càng không cần phải nói đằng sau vầng sáng của Triệu Quốc Đống lại có nhiều dơ bẩn đến thế. Ừ, còn phát hiện vấn đề gì khác không? Liêu Vĩnh Đào gật đầu nói. Sau khi Triệu Quốc Đống điều đến làm bí thư đảng ủy Tây Giang thì nghe nói đã rất cố sức trong lập công trình gia cố hệ thống đê điều, hơn nữa lại thành công chống lại đợt lũ lụt vừa qua đánh vào Tây Giang, còn được Trung ương khen thưởng. Người đàn ông họ Đồ giống như không phải khen Triệu Quốc Đống mà lại giống như mèo vờn chuột vậy. Ồ, đây là việc tốt, có gì không đúng? Liêu Vĩnh Đào nhẫn nại mà hỏi. Nhưng mà chủ nhiệm Liêu, chúng ta đều biết cơn lũ năm nay là mấy chục năm khó gặp, trước đó khó ai có thể đoán ra. Căn cứ chúng tôi điều tra thì hệ thống đê điều sông Ô Giang Ninh Lăng mặc dù chảy qua quận Tây Giang nhưng vẫn do Cục Thủy lợi thị xã Ninh Lăng phụ trách việc xây dựng và gia cố. Nhưng mấy tháng trước cơn lũ Tây Giang lại tiến hành gia cố hệ thống đê điều trong phạm vi quận mình. Theo chúng tôi biết thì lúc ấy Cục Thủy lợi cho rằng đê điều sông Ô Giang rất tốt, không cần phải đưa vào quy hoạch tu sửa. Nhưng quận Tây Giang lại chủ động đưa ra đề nghị gia cố đoạn đê này, thậm chí quận Tây Giang còn gánh vác phần lớn tài chính. Chủ nhiệm Liêu, ngài cảm thấy đối với một quận, huyện không giàu có thì có ai chủ động muốn làm việc thay người khác không? Ít nhất là tôi chưa từng thấy. Ồ! Liêu Vĩnh Đào hơi động tâm mà nói. Ý của anh là việc gia cố hệ thống đê điều chống lũ là bề ngoài, trong đó lại che giấu ý đồ. Đúng, căn cứ chúng tôi biết thì công ty xây dựng phụ trách gia cố đê sông Ô Giang khi chưa hoàn thành lại nhận thầu công trình gia cố hệ thống đê sông Tú Hà chạy qua địa phận quận Tây Giang, cũng là công trình vài triệu. Nghe nói lúc ấy trong hội nghị thường vụ quận ủy Tây Giang đã có tranh chấp nhưng Triệu Quốc Đống lại cố chấp với ý kiến của mình, độc đoán nên cuối cùng đã thực hiện được. Người đàn ông họ Đồ cười phá lên rồi nói. Tôi không biết họ Triệu này quá may mắn hay là có khả năng tiên đoán. Nói tóm lại hai công trình vốn có nhiều nghi vấn lại gặp cơn lũ mà thành điểm sáng, thoáng cái đẩy Triệu Quốc Đống thành người liệu việc như thần, không ai dám đặt câu hỏi về hai hạng mục công trình này có vấn đề gì trong đó hay không nữa. Liêu Vĩnh Đào nhíu mày. Đồ Liên Cử ngay cả vấn đề mờ mịt này cũng tìm ra và điều tra cụ thể đủ để nói Đồ Liên Cử rất coi trọng vấn đề này. Lão Đồ đây là muốn dùng việc này cho Hùng Chính Lâm mất mặt. Đồ Liên Cử và Hùng Chính Lâm mâu thuẫn rất sâu. Bây giờ Hùng Chính Lâm đã rời khỏi An Nguyên hơn năm, tên Đồ Liên Cử không quên lợi dụng cơ hội đả kích đối phương, cũng không biết hai người rốt cuộc có mâu thuẫn lớn như thế nào. Ừ, vậy anh có dự định gì? Liêu Vĩnh Đào biết việc này rất khó xử lý tốt. Nếu Đồ Liên Cử quyết định điều tra rõ ràng thì sợ rằng y muốn ỉm xuống cũng có chút khó khăn, hơn nữa còn dễ gây hậu họa lớn hơn nữa. Hơn nữa Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy đã tham ô thì đúng là không phải phúc của Ninh Lăng. Loại ung nhọt này cắt sớm sẽ tránh cho cả cơ thể bị liên lụy. Chẳng qua Liêu Vĩnh Đào lại biết Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu đều có chút ấn tượng với Triệu Quốc Đống, nhất là việc Triệu Quốc Đống nhảy xuống sông cứu người trong cơn lũ càng làm cả nước chú ý. Nếu Ủy ban Kỷ luật có hành động với Triệu Quốc Đống, không thể không suy nghĩ đến cái nhìn của hai vị lãnh đạo chủ yếu. Liêu Vĩnh Đào nghĩ như vậy liền có chút đau đầu. Lúc trước y còn suy nghĩ dùng biện pháp đưa Triệu Quốc Đống đến trường đảng học, bây giờ xem ra nếu Triệu Quốc Đống ở Tây Giang mà cũng có chuyện thì điều Triệu Quốc Đống lên trường đảng học thì sẽ có chút vấn đề. Cho nên Liêu Vĩnh Đào mới muốn hỏi ý kiến Đồ Liên Cử. Chủ nhiệm, tôi cảm thấy chúng ta bàn việc để Triệu Quốc Đống lên trường đảng học 2 tháng sợ rằng không đủ để hoàn toàn tra rõ vấn đề của y. Chỉ cần y còn kiêm chức bí thư quận ủy Tây Giang, chúng ta điều tra ở bên Tây Giang đúng là sợ khó có hiệu quả rõ ràng. Tôi đề nghị hay là trực tiếp điều y lên tỉnh làm một chức vụ nào đó, như vậy cũng tiện cho chúng ta triển khai công việc ở Ninh Lăng. Người đàn ông họ Đồ cười lạnh một tiếng. Chuyện không đơn giản như vậy đâu, Triệu Quốc Đống bây giờ được Trung ương và tỉnh dựng làm điển hình xuất sắc trong cơn lũ lụt. Ở tình huống ủy ban kỷ luật chưa có chứng cứ rõ ràng mà điều chỉnh là không thích hợp, trong tỉnh nhất định sẽ không đồng ý. Liêu Vĩnh Đào lắc đầu nói. Nhưng mà chủ nhiệm, Triệu Quốc Đống chỉ cần còn làm việc ở Ninh Lăng thì chúng ta nếu muốn điều tra rõ ràng là rất khó khăn. Tôi không muốn chuyện này thất bại trong gang tấc. Đồ Liên Cử rất kiên quyết nói. Lão Đồ, bên thị xã Ninh Lăng thì anh cảm thấy bọn họ có thái độ gì? Liêu Vĩnh Đào trầm ngâm một chút rồi nói.
Bí thư thị ủy Hoàng Lăng thì tôi không trực tiếp tiếp xúc, nhưng bên Lục Kiếm Dân thì tôi cảm thấy thái độ của anh ta khá tích cực. Hơn nữa bên ủy ban kỷ luật thị xã Ninh Lăng cũng cung cấp một vài đầu mối có giá trị cho chúng tôi. Đồ Liên Cử cười nói. Ồ, Liêu Vĩnh Đào hơi ngẩn ra. Thái độ tích cực ủng hộ của Lục Kiếm Dân càng làm chuyện này thêm thích hợp. Một phó bí thư thị ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị ủy đáng lẽ không nên dễ dàng tỏ thái độ ở việc này mới phải. Dù là ủy ban kỷ luật tỉnh ủy thu được chút đầu mối thì cũng phải có thái độ phối hợp khắc chế mới phải. Nếu như lãnh đạo chủ yếu tỏ rõ thái độ, như vậy cũng có nghĩa là bản thân anh ta cho vấn đề này là thật, thậm chí nắm giữ điều gì đó xác định vấn đề này là thật. Chủ nhiệm không tin sao? Đồ Liên Cử tự tin nói. Tôi dám chắc vấn đề của Triệu Quốc Đống không hề nhỏ. Sinh hoạt, tác phong làm việc và cách dùng người của Triệu Quốc Đống có nhiều người phản ứng, thái độ độc đoán chuyên chế và dùng người thân đã thể hiện rất rõ ràng trên người y. Hơn nữa cũng không ít người phản ánh cuộc sống cá nhân của y không tốt, sống xa xỉ, đây cũng là một mặt nói rõ y tồn tại vấn đề về kinh tế. Lão Đồ, những suy đoán này chỉ là lời đồn thổi như gió thoảng bên tai, không thể đưa ra làm bằng chứng. Ủy ban kỷ luật làm việc thì cần phải có chứng cứ, không thể đưa tình cảm cá nhân vào đó. Liêu Vĩnh Đào lạnh nhạt nói mà ám chỉ đối phương một chút. Chẳng qua Liêu Vĩnh Đào cũng cảm thấy Triệu Quốc Đống đúng là có thể tồn tại một ít vấn đề. Nhất là các công trình xây dựng ở Hoa Lâm và Tây Giang nhất định có chuyện. Liêu Vĩnh Đào suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Vấn đề này anh bố trí cho tốt, tránh đánh rắn động cỏ. Bên này tôi sẽ dành thời gian báo cáo với Bí Thư Ninh, đưa ra ý kiến của Ủy ban kỷ luật chúng ta rồi mới có quyết định. Được, chủ nhiệm Liêu, chuyện này không nên kéo dài. Tôi lo Triệu Quốc Đống sẽ nghe ra điểm gì đó, hoặc là trong chúng ta có ai đó cố ý hoặc vô tình lộ tin thì chúng ta sẽ bị động. Triệu Quốc Đống này mặc dù còn trẻ nhưng thủ đoạn rất nhiều, hơn nữa cũng có lai lịch thông thiên. Không đâm một cái cứng toàn thân y thì chỉ sợ có thể cắn ngược lại chúng ta, điểm này ngài phải chuẩn bị về tư tưởng. Đồ Liên Cử ám chỉ một chút. Liêu Vĩnh Đào có chút buồn bực, y đương nhiên biết ý trong lời nói của Đồ Liên Cử. Hùng Chính Lâm và Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết, nếu không Hùng Chính Lâm cũng không mang tới giới thiệu cho y. Theo lý thuyết người Hùng Chính Lâm giới thiệu thì mình phải tin. Nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Điều này làm Liêu Vĩnh Đào rất không thoải mái. Bây giờ đã đến nước này thì một chút tình cảm cá nhân chỉ có thể để qua bên, chuyện này cũng không trách được mình, tin rằng Hùng Chính Lâm có thể hiểu. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ trên tỉnh hành động nhanh và quỷ dị đến như vậy. Hắn thậm chí còn chưa kịp nghe thấy tin tức gì thì đã nhận được thông báo của thị ủy yêu cầu hắn lên trường đảng tỉnh tham gia khóa tập huấn cán bộ mới nhận chức phó giám đốc sở trong năm 98 trong vòng 2 tháng. Trước đó thị ủy đã miễn chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát của hắn, bổ nhiệm nguyên chủ tịch huyện Khuê Dương Lưu Như Hoài làm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Cùng lúc đó Lý Trạch Hải điều tới huyện Khuê Dương làm phó bí thư huyện ủy, quyền chủ tịch huyện. Lô Miễn Dương giữ chức chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát. Việc từ chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát là điều hắn sớm tính tới, lúc trước thị ủy dự định hắn phụ trách một năm, đưa công tác của khu khai phát vào quỹ đạo coi như hắn hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ Triệu Quốc Đống coi như đã hoàn toàn đạt được mục đích, bản thân hắn cũng đã hai lần đưa ra đề nghị từ chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát với thị ủy, lần này coi như được thỏa mãn. Làm cho Triệu Quốc Đống thoáng an tâm chính là Lăng Tiêu cũng đã rời khỏi quận Tây Giang trước khi hắn đi học. Sau một phen vận động thì Thiếu Chiêu Quý đã chính thức được chọn làm phó bí thư quận ủy, Hoắc Vân Đạt cũng được bổ nhiệm làm thường vụ quận ủy. Bành Nguyên Hậu làm trưởng ban tổ chức cán bộ quận ủy, trưởng ban tuyên giáo tạm thời để đó. Có lẽ sẽ điều từ trên thị xã xuống hoặc là quận, huyện khác. Triệu Quốc Đống vốn muốn Phan Sảo hoặc Vương Lệ Mai nhận chức trưởng ban tuyên giáo quận ủy, nhưng Trương Thiên Phóng nói rõ với hắn tốt nhất không nên thử ở điểm này. Một loạt động tác của hắn ở Tây Giang đã khiến một bộ phận lãnh đạo thị ủy khá bất mãn. Tiếu Chiêu Quý và Bành Nguyên Hậu được lên chức, Mạc Vinh cùng Hướng Vĩnh Cường cũng được Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân Tây Giang bầu làm phó chủ tịch, tất cả đều được hoàn thành theo ý đồ của Triệu Quốc Đống. Mặc dù có Hoàng Lăng hết lòng ủng hộ nhưng vẫn mang tiếng vang lớn, cho rằng nguyên tắc thị ủy trông coi cán bộ đã bị Triệu Quốc Đống làm loạn. Lớp tập huấn cho cán bộ cấp phó giám đốc sở mới nhận chức vốn xác định diễn ra vào trung tuần tháng 6, nhưng bởi vì cơn lũ bất ngờ ập đến đã làm rối loạn công việc của toàn tỉnh An Nguyên. Tất cả đều phải dành cho công tác khôi phục sau cơn bão. Mãi đến tháng 9 Trung ương tổ chức hội nghị khen thưởng điển hình tiên tiến trong cơn lũ, công tác cứu nạn và phòng chống lụt bão coi như kết thúc.
vì thế lớp tập huấn cho cán bộ cấp phó giám đốc sở mới được xác định. Làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy khó hiểu không phải là lớp tập huấn này mà là trước đó hắn không nghe thấy tin tức gì. Tuy nói lớp tập huấn này là con đường cán bộ mới được đề bạt nhất định phải tham gia. Nhưng bây giờ tình hình phức tạp như vậy, cả thị xã Ninh Lăng chỉ điểm danh mình hắn, điểm này đúng là làm hắn khó hiểu. Nói đúng ra thì Lỗ Năng mấy hôm trước được hội nghị đại hội đại biểu nhân dân thị xã chọn làm phó thị trưởng cũng phải tham gia mới đúng. Nhưng trong danh sách của cả thị xã Ninh Lăng chỉ có một mình hắn tham gia. Khó hiểu là khó hiểu nhưng quyết định của thị ủy thì hắn không thể thay đổi, vì thế hắn cũng không muốn nghĩ nhiều. Dù sao cũng đi qua cửa này, đi sớm hay muộn cũng như nhau. Chỉ là không biết có ảnh hưởng gì đến công việc của hắn sau này không. Hoàng Lăng nhận được thông báo của tỉnh ủy thì có chút khó hiểu. Chẳng qua nếu văn phòng tỉnh ủy thông báo gấp như vậy thì y cũng không dám chậm trễ nên lập tức về ngay Ando. Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Liêu Vĩnh Đào đầu tiên thông báo tình hình nắm giữ, hơn nữa cũng trao đổi một chút với y. Sau đó hai người đi gặp bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp. Hoàng Lăng thấy Ninh Pháp có vẻ đang khó chịu, nhưng cẩn thận quan sát lại không giống, cũng không biết có phải do mình quá mẫn cảm hay không. Tóm lại Hoàng Lăng cảm thấy Ninh Pháp có vẻ rất không hài lòng với việc này. Chẳng qua nói đi cũng nói lại, dù là ai khác cũng không thoải mái nếu gặp việc này. Triệu Quốc Đống mới được tạo thành điển hình tiên tiến thì lại bị điều tra ra có vấn đề về kinh tế rất lớn, đây không thể nghi ngờ là tát vào mặt tỉnh ủy. Nhưng anh nếu không tra rõ ràng thì trong lòng cũng rất khó chịu. Thái độ của Ninh Pháp rất rõ ràng, vấn đề phải tra xét rõ ràng. Có chuyện thì không cần biết Triệu Quốc Đống là anh hùng hay là điển hình, mặc kệ Triệu Quốc Đống cống hiến bao nhiêu. Đảng công tội phân minh, công không thể bỏ qua tội, nên làm như thế nào vẫn có thể làm. Không có vấn đề thì coi như là một câu trả lời thuyết phục với bản thân Triệu Quốc Đống và tổ chức, khi sử dụng cán bộ cũng có thể yên tâm. Ninh Pháp mặc dù không nói rõ nên xử lý như thế nào nhưng cũng không vội vàng đồng ý điều chỉnh vị trí của Triệu Quốc Đống. Liêu Vĩnh Đào sau đó đề nghị một điều khá uyển chuyển. Tạm thời giữ thân phận thường vụ thị ủy của Triệu Quốc Đống, đối với bản thân Triệu Quốc Đống thì có thể tiến hành điều chỉnh công việc sau đợt tập huấn trên trường đảng tỉnh. Đầu tiên miễn chức bí thư quận ủy Tây Giang của Triệu Quốc Đống, sau này mặc kệ có tra ra vấn đề hay không thì cũng có thể linh hoạt xử lý. Ninh Pháp cũng đồng ý với ý kiến của Liêu Vĩnh Đào, dù sao Triệu Quốc Đống mới nhận bằng khen từ Bắc Kinh về thì có thân phận khá mẫn cảm. Hoàng Lăng suốt đêm chạy về Ninh Lăng. Y không biết Triệu Quốc Đống làm sao lại bị ủy ban kỷ luật tỉnh ủy nhìn chằm chằm. Nhưng có một điều Ninh Lăng có thể khẳng định là có người đang chơi sau lưng Triệu Quốc Đống. Hoàng Lăng vừa tức giận vừa có chút nuối tiếc. Liêu Vĩnh Đào khi trao đổi ý kiến mặc dù nói chuyện khá mơ hồ nhưng y có thể cảm nhận trong tay đối phương có vài thứ khá có trọng lượng. Vấn đề hình như chủ yếu là khi Triệu Quốc Đống làm ở huyện Hoa Lâm, có lẽ liên quan đến việc cải tạo huyện thành cũ của Hoa Lâm, đồng thời là công trình xây dựng cầu Quế Khê và khu Hà Đông. Hoàng Lăng suy nghĩ mục cương thấy mấy công trình xây dựng này dính đến mấy chục triệu, rất ít người có thể chịu được sức hấp dẫn lớn như vậy, hơi không chú ý là sẽ bị người túm được nhược điểm. Mà Triệu Quốc Đống tất nhiên là bị người khác nhìn chằm chằm. Mặc dù không thể xác định ai đứng sau gây chuyện nhưng Hoàng Lăng có thể mơ hồ đoán ra là ai đấy ở Hoa Lâm. Chuyện hơn năm mà lại đưa ra vào lúc này, không biết có phải là do mình và Triệu Quốc Đống đi lại gần không? Nếu là như vậy thì mình lại thành kẻ ác. Đây là suy nghĩ của Hoàng Lăng. Quyển 10, chương 2. Hoàng Lăng có chút tức giận. Chuyện của Triệu Quốc Đống đã làm đảo lộn kế hoạch của y. Y vốn có ý kiến về việc tỉnh ủy vào lúc này lại muốn để Triệu Quốc Đống tham gia lớp tập huấn cán bộ kia, nhưng bây giờ xem ra đó là bố trí của ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Ninh Pháp và Liêu Vĩnh Đào cũng không đề cập mình làm như thế nào tuyên bố quyết định này, đây là vứt vấn đề khó khăn cho mình. Mặc dù có thể lấy lý do sau khi học xong sẽ có phân công công việc khác, nhưng nó khá miễn cưỡng. Triệu Quốc Đống đi học, thị ủy lại đưa ra quyết định đột ngột thì kiểu gì cũng có người đánh hơi ra. Liêu Vĩnh Đào mặc dù hứa chuyện này chỉ có chính bản thân y, Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu và mình biết, nhưng Hoàng Lăng không tin. Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh có thể không biết sao, Lục Kiếm Dân ở Ninh Lăng có thể không ngửi được sao. Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy phá án chẳng lẽ không cần ủy ban kỷ luật thị ủy hỗ trợ. Việc này không giấu được người, có lẽ không lâu nữa là cả Ninh Lăng sẽ đồn ầm lên. Hoàng Lăng chỉ hy vọng chuyện nhanh chóng tra ra. Dù Triệu Quốc Đống có vấn đề hay không thì sớm có kết luận cũng có thể khiến Ninh Lăng yên tĩnh sớm một ngày. Chỉ sợ ủy ban kỷ luật đến cuối cùng nói rằng tất cả là vô căn cứ, khi đó đây sẽ là chuyện rất khó giải quyết.
với tính cách của Triệu Quốc Đống mà không có câu trả lời thuyết phục cho hắn, hắn có thể bỏ qua sao? Khi đó ủy ban kỷ luật không chừng sẽ đẩy việc khó cho thị ủy Ninh Lăng, làm mình đi làm công tác tư tưởng. Đây là kẻ ăn trộm gà không được, mình lại thành kẻ bị đánh. Chẳng qua trong hội nghị bí thư thì Hoàng Lăng phát hiện dù là Lục Kiếm Dân hay là Nghiêm Lập Dân đều rất ăn ý, đều im lặng về việc y đưa ra ý kiến đề xuất vì không ảnh hưởng đến công tác của Tây Giang trong 2 tháng nên tạm thời miễn chức bí thư quận ủy Tây Giang của Triệu Quốc Đống, thậm chí còn không nói một câu gì. Nhưng thật ra thư chí cao hỏi trong 2 tháng họ thì có cần miễn chức bí thư quận ủy của Triệu Quốc Đống hay không? Trên tỉnh có phải có ý điều chỉnh công việc của Triệu Quốc Đống không? Cũng không biết người này giả vờ không biết hay không biết thật. Hoàng Lăng không tin tên thư chí cao này là thị trưởng mà không nghe được tin gì. Triệu Quốc Đống nhận được tin thì đang chuẩn bị lên Ando. Tương Uẩn Hoa gọi điện nói rất hàm hồ, mặc dù không nói rõ vấn đề nhưng Triệu Quốc Đống lập tức nhận ra mình có phiền phức. Bên Ninh Lăng thì Trương Thiên Phóng đã thông báo cho hắn. Chỉ là ngắn gọn báo cho hắn thị ủy nghiên cứu và quyết định theo tình hình thực tế hiện nay của Tây Giang thì không thể không có bí thư. Hơn nữa hắn sau khi học xong ở trường đảng sẽ được điều chỉnh công việc nặng nề thị ủy quyết định miễn chức bí thư quận ủy Tây Giang của hắn, làm cho hắn yên tâm học tập. Hai chuyện kết hợp lại với nhau, Triệu Quốc Đống dù ngu đến mấy cũng biết là xảy ra chuyện gì đó. Chỉ là thị xã lấy lý do khá gượng ép nhưng cũng không miễn chức thường vụ thị ủy của hắn. Hắn vẫn là lãnh đạo thị ủy, mặc dù trong lòng hắn biết nhưng bề ngoài lại không ai nói gì hắn. Vưu Liên Hương gọi điện đến nói rất trực tiếp, bảo hắn suy nghĩ xem bản thân có vấn đề gì không, có gì thừa dịp sớm nói với tổ chức. Triệu Quốc Đống trong điện thoại nói rõ chào mừng ủy ban kỷ luật tiến hành giám sát công việc của hắn, hoan nghênh hệ thống chính pháp tiến hành điều tra công việc hắn có vấn đề gì không. Vưu Liên Hương thấy Triệu Quốc Đống không quá lo nên cũng yên tâm. Cô vốn không tin Triệu Quốc Đống có vấn đề về kinh tế. Mặc dù cô không biết điều kiện gia đình Triệu Quốc Đống như thế nào, nhưng cô cũng có thể nhìn ra Triệu Quốc Đống không thèm để ý đối với tiền. Hùng Chính Lâm từng nói với cô rằng mấy năm trước khi Triệu Quốc Đống làm cảnh sát thì đã chơi cổ phiếu lãi hơn triệu, mà đó là chuyện nhiều năm về trước, bây giờ chỉ sợ nó đã là vài triệu. Hơn nữa cô thấy Triệu Quốc Đống một lòng muốn đi lên trong chính trị thì sao có thể phạm sai lầm về kinh tế. Triệu Quốc Đống này chỉ là quan hệ nam nữ không tốt mấy. Nếu như nói tác phong sống của Triệu Quốc Đống có vấn đề thì Vưu Liên Hương còn có thể tin. Chẳng qua Triệu Quốc Đống bây giờ chưa lấy vợ, chỉ cần không có quan hệ công khai với phụ nữ có chồng, chỉ cần không bị bắt gian tại trận, về phần hắn ngủ với ai thì đó là việc hai bên tình nguyện, ai có thể quản được. Nếu như ủy ban kỷ luật tỉnh ủy vì việc này mà lại làm lớn chuyện thì cô đúng là nghi người Lưu Vĩnh Đào có năng lực làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy hay không. Triệu Quốc Đống nhận được điện của Vưu Liên Hương thì lại thấy yên tâm. Xem ra không biết là ai tố cáo hắn, bảo sao khi Hoàng Lăng gọi cho hắn lại nói chuyện không vui. Nhưng hắn thấy không vấn đề gì, có thể để ủy ban kỷ luật tỉnh ủy điều tra thì không phải là mấy việc nhỏ nhặt như tác phong sống. Hắn tốt xấu cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở, lại có vầng sáng đợt bão vừa rồi. Ngoài vấn đề kinh tế ra thì thật đúng là không gì có thể khiến ủy ban kỷ luật tỉnh ủy ra mặt. Kết quả xấu nhất là quan hệ của hắn với tập đoàn Thương Lãng và tập đoàn Thiên Phu lộ ra, điều này cũng không vấn đề gì. Dù là Thương Lãng hay là Thiên Phu cũng không có liên quan gì đến công tác của hắn, điểm này ủy ban kỷ luật hoàn toàn có thể điều tra rõ ràng, cũng có thể gán ghép tài sản bố mẹ hắn với hắn. Hắn cũng đã trưởng thành, ngoài vợ chồng chung tài sản ra thì về lý thuyết không có quan hệ với hắn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng tin ủy ban kỷ luật tỉnh ủy sẽ không tùy tiện vì phong thư nói về nguồn gốc kinh tế của hắn mà điều tra, không có chút điểm chính thức thì ủy ban kỷ luật tỉnh ủy sẽ không động tới hắn. Mà bây giờ hắn đã bị miễn chức bí thư quận ủy Tây Giang, tất nhiên cũng là có vài thứ vào tay. Đương nhiên tỉnh ủy không miễn chức thường vụ thị ủy của hắn, nói rõ ủy ban kỷ luật tỉnh ủy chưa chứng thực được. Chỉ là lo hắn làm bí thư quận ủy Tây Giang sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra phá án. Nói như vậy hắn đi học đợt này cũng là để bọn họ có thời gian điều tra. Thú vị đây, xem ra mỗi lần hắn lên trường đảng tỉnh tập huấn đều có các nhân tố khác ảnh hưởng tới. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng, cũng không biết đám kia muốn gì, dùng biện pháp kém cỏi như vậy mà đối phó hắn, hắn muốn xem ai có thể cười cuối cùng. Triệu Quốc Đống cũng nghĩ vấn đề xảy ra ở đâu, ủy ban kỷ luật tỉnh ủy không phải kẻ ngu. Nếu có động tác thì nhất định sẽ cảm thấy thứ mà đối phương cung cấp là khá đáng tin, nếu không sẽ không dễ dàng đụng vào hắn. Một khi không có kết quả thì hắn muốn xem đám người ủy ban kỷ luật tỉnh ủy sẽ ăn nói như thế nào với lãnh đạo tỉnh ủy. Nếu miễn chức bí thư quận ủy Tây Giang của hắn,
vậy ít nhiều có liên hệ với thời kỳ hắn làm ở Tây Giang, vậy tức là cải cách nhà máy, là công trình gia cố hệ thống đê điều. Triệu Quốc Đống nghiêng về phía sau hơn cả. Nhưng chỉ là như vậy thôi sao? Triệu Quốc Đống không tin, Triệu Quốc Đống tin rằng chuyện chính là ở Hoa Lâm. Chuyện qua tay hắn ở Hoa Lâm còn nhiều hơn Tây Giang, chỉ sợ nội dung chủ yếu là tại đây. Sau khi đoán rõ, Triệu Quốc Đống càng yên tâm hơn. Hắn nhớ mình điều La Băng đi không khác gì tát vào mặt Hoàng Côn, đạp cho Trần Đại Lực một cái, lại cắt đường phát triển của Lữ An Bang, đám người này hận hắn muốn chết, như vậy nhất định sẽ có hành động nhằm vào hắn. Hơn nữa đây đúng là biện pháp tốt nhất, trong mắt bọn họ chỉ cần ủy ban kỷ luật tỉnh ủy nhúng tay thì dù như thế nào cũng tìm được vấn đề của hắn. Thế giới này có ai không nhiễm bụi, chỉ cần đánh ngã hoặc chặn đường phát triển của hắn là thắng rồi. Cũng được, để đám người này vui một lúc cũng không sao, nhân cơ hội này hắn cũng có thể cảm nhận tâm tính của từng người, xem có bao người nhảy ra từ việc này. Chuyện này không giấu được người, Triệu Quốc Đống tin rằng tối nay sẽ có nhiều người không ngủ, nhưng trong số đó không có hắn. Quyển 10, chương 3. Trường Đảng tỉnh đúng là Trường Đảng tỉnh. Lễ khai giảng buổi sáng vẫn do Phó Hiệu trưởng Trường Đảng tỉnh Phó trưởng Ban Thường trực tỉnh ủy phát biểu. Sau đó Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy qua tỉnh yêu cầu các cán bộ tham gia đợt tập huấn nghiêm túc học tập, cố gắng tăng trình độ bản thân, đứng ở góc độ cao mà đánh giá đợt tập huấn này. Học ở Trường Đảng tỉnh rất thoải mái, nhất là tập huấn cán bộ cấp phó giám đốc sở, ai cũng biết thời gian 2 tháng chỉ để cho cán bộ mới được đề bạt có thể thích ứng cương vị mới mà thôi. Cảm nhận tiêu điểm mà quốc gia đang coi trọng, kết hợp vào trong công việc mà thôi. Bởi vì học 2 tháng nên lần này Trường Đảng tỉnh bố trí thời gian khá rộng rãi. Buổi sáng 4 tiết xếp kín, nhưng chiều đôi khi là tự tham khảo. Lớp tập huấn này nếu so sánh với lần trước Triệu Quốc Đống tham gia tập huấn thì có trình độ cao hơn nhiều. Trường Đảng tỉnh mời 2 giảng viên khoa quốc tế của Đại học An Nguyên đến giảng về chính sách quan hệ ngoại giao của Trung Quốc trong hơn 20 năm qua, nói về quan hệ Trung Mỹ. Nói về quan hệ ngoại giao của hai nước sau khi Trung Quốc cải cách. Hai giảng viên này có thể nói rất lưu loát, lấy ví dụ khôi hài, thi thoảng đưa mấy chuyện ở dân gian vào trong đó. Triệu Quốc Đống vừa vào lớp học thì điện thoại di động không ngừng vang lên. Bình thường hắn không nghe mà đợt hết tiết rồi căn cứ tình hình mới gọi về. Ngày đầu đi học không có thời gian gọi về làm cho người ở Ninh Lăng càng thêm nghi ngờ, nghĩ rằng Triệu Quốc Đống bị ủy ban kỷ luật tỉnh ủy bắt. Sau đó Triệu Quốc Đống gọi về thì bọn họ mới hết nghi ngờ. Điện thoại không nghe cũng dễ tạo thành sai lầm, nhất là Triệu Quốc Đống đang ở trạng thái này. Cả lớp có hơn 30 học viên, những người khác đều đương chức đi học, nhiều lắm chỉ bàn giao công việc một chút, chỉ mình Triệu Quốc Đống là đặc biệt, hai chức kiêm nhiệm đều không còn, chỉ giữ mỗi chức thường vụ thị ủy để lên Trường Đảng tỉnh. Mặc dù các học viên khác đến từ thành phố, thị xã khác hoặc là cơ quan trên tỉnh nhưng cả thị xã Ninh Lăng chỉ có mình Triệu Quốc Đống. Bây giờ thông tin phát triển, tin đồn đại rất nhanh cho nên việc Triệu Quốc Đống bị miễn chức khiến nhiều người có chút kinh ngạc. Hơn nữa còn có nhiều tin đồn thổi nên cũng khó tránh có người nghi ngờ Triệu Quốc Đống có qua hết đợt tập huấn không. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận không ít người nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Một là do hắn còn quá trẻ, hơn nữa còn tin đồn kia khó trách có người nhìn ngó. Triệu Quốc Đống cũng không thèm để ý tới, cần làm gì thì làm. Hết một tuần không có động tĩnh nên người ở đợt tập huấn cũng dần quen. Trong đợt tập huấn này, Triệu Quốc Đống biết 3 người. Tổng công trình sư của Sở Giao thông Tần Tự Bân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo thành phố An Đô Phát Trường Nhạc và trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố An Đô Tiết Minh Dương. Tần Tự Bân rất thân thiết với Triệu Quốc Đống, hai người nói chuyện vui vẻ. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng không ngờ mình lại gặp Phát Trường Nhạc và Tiết Minh Dương ở đây. Chính xác là hai người kia không phải là người mà Triệu Quốc Đống muốn gặp. Phát Trường Nhạc là vị chánh văn phòng Phát mà trước đó khi Triệu Quốc Đống và Hàn Đông trêu nhau ở Ban Tuyên giáo An Đô gặp được. 3 năm trôi qua, người này đã từ chức chánh văn phòng Ban Tuyên giáo lên làm phó trưởng Ban Tuyên giáo. Nghĩ cũng đúng, Hàn Đông còn lên làm được phó trưởng phòng nữa là Tần Tự Bân này. Về phần Tiết Minh Dương, Triệu Quốc Đống thật không tiện đánh giá. Triệu Quốc Đống cũng không trách đối phương đẩy mình xuống lĩnh đông. Dù sao người này làm ở Giang Khẩu 2 năm cũng làm rất tốt, cũng không phải nhân vật chỉ ngồi chơi cho qua ngày, nếu không cũng không thể lên làm trưởng ban tuyên giáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Vua nào thần đó, lúc ấy hắn và Cù Vận Bạch là người của Mao Đạo Lâm, hơn nữa chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát quan trọng như vậy, điều chỉnh hắn và Cù Vận Bạch là tất nhiên. Phát Trường Nhạc có lẽ từ Hàn Đông mà biết tình hình của Triệu Quốc Đống, cho nên thấy Triệu Quốc Đống cũng thân thiết.
Tiết Minh Dương còn hơn thế, rất nhiệt tình với Triệu Quốc Đống. Lần này trường đảng tỉnh bố trí điều kiện ăn ở cho các học viên rất tốt. Có lẽ do gần cuối năm nên hầu hết các đợt tập huấn khác đều kết thúc, vì thế lớp này của Triệu Quốc Đống khá yên tĩnh. Mẹ kiếp, Quốc Đống, tôi hỏi thăm một chút, bọn người kia hình như cũng cảm thấy cậu có vẻ có chuyện. Tôi hỏi bọn họ đại khái cũng biết cậu từ sở đi ra, trước mặt tôi đều ra vẻ thâm trầm, không muốn nói sâu. Điểm này làm tôi có chút tức giận. Tần Tự Bân mặc dù làm tổng công trình sư của sở giao thông nhưng tính cách vẫn rất thẳng. Triệu Quốc Đống cười cười mời Tần Tự Bân một điếu rồi nói. Tôi bị cẩm y vệ nhìn chằm chằm, không chừng vào tù, dính vào tôi thì ai uốn chứ? Bân ca, anh không sợ bị dính níu sao? Ha ha, lão Tần tôi sợ gì? Làm đến chức này đã là đỉnh rồi. Cán bộ cấp phó giám đốc sở, ở sở không biết bao người hâm mộ muốn chết. Tần Tự Bân không thèm để ý mà nói. Triệu Quốc Đống có chuyện cũng chỉ là bên Ninh Lăng, cũng không dính gì với mình, vì thế Tần Tự Bân không có gì phải lo. Chẳng qua Quốc Đống, cậu rốt cuộc chọc vào ai mà người ta muốn kiện cậu? Không cần biết là ai, thời buổi này muốn làm việc thì có thể không mất lòng người được sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi chờ bọn họ điều tra rõ ràng xem tôi tham ô như thế nào. Ha ha, tôi đúng là mong chờ ủy ban kỷ luật đến đối chất với tôi, chỉ sợ bọn họ không dám tới. Triệu Quốc Đống nói xong lời này mà mặt khá hung dữ. Tần Tự Bân thấy Triệu Quốc Đống cũng không sợ gì nên yên tâm đôi chút. Theo y thấy Triệu Quốc Đống này vẫn không thay đổi tác phong làm việc, thậm chí càng bình tĩnh, trầm ổn hơn. Mấy hôm nay cần đi học thì đi học, không đi học thì làm việc của mình, muốn ra ngoài thì ra, muốn vào thư viện thì vào, cũng không thấy đi tạo quan hệ với ai. Ngoài hai cán bộ khác của Ando ra thì không thấy Triệu Quốc Đống đi cùng ai, tất cả đều bình tĩnh. Quốc Đống, tối mời mấy giáo viên ăn cơm, mấy người của các cơ quan cấp tỉnh đều tham gia, cậu đi cùng chứ? Không có hứng thú, mấy người ở cấp tỉnh đều hay ra vẻ, tôi không đi giúp vui đâu. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Được rồi, đừng ra vẻ như vậy, ở trường đảng tỉnh 2 tháng, cậu còn định thi nghiên cứu sinh sao? Tần Tự Bân cũng biết bây giờ Triệu Quốc Đống đang rất tức giận. Dù là y cũng khó chịu, cũng không có nói rõ ràng mà vứt người ta vào đây. Đây có phải là chơi người không? Được rồi, các anh đi đi, tôi có việc. Triệu Quốc Đống đây là nói thật. Hôm nay Triệu Vân Hải từ Thượng Hải về, hắn cần đi gặp mà nói chuyện. Tôi không miễn cưỡng cậu, chẳng qua cậu cũng nên thả lỏng mình, không cần chấp với đám người đó. Dù sao cũng không thể trách bọn họ, chỉ trách kẻ chơi xấu cậu. Tần Tự Bân thở dài một tiếng rồi đi. Triệu Vân Hải lần này chuyên môn về để nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống rất hứng thú nghe Triệu Vân Hải từ từ nói chuyện. Xem ra Triệu Vân Hải cũng không đặt nhiều tâm tư vào Thương Lãng. Đúng như lời Triệu Vân Hải nói, Thương Lãng là thuộc về Trường Xuyên và Đức Sơn, mà Triệu Vân Hải cần đi con đường của mình do Triệu Quốc Đống chỉ điểm. Mạng Internet bắt đầu vào thời kỳ phát triển cực nhanh, Triệu Vân Hải cảm thấy thế giới này không bình thường. Hơn nửa năm nay Triệu Vân Hải vẫn chú ý đến ngành sản xuất mà ông anh vẫn ơ ước. Do tin tưởng tuyệt đối vào Triệu Quốc Đống. Triệu Vân Hải đặt hết tâm trí vào ngành sản xuất này, y cũng rất nhanh bị ngành sản xuất này hấp dẫn. Thế giới này quá rộng lớn và đầy cơ hội. Đúng như ông anh mình nói, ngành sản xuất này sẽ thay đổi thế giới. Quyển 10, chương 4. Triệu Quốc Đống có thể thấy Triệu Vân Hải rất hưng phấn, nói chuyện đầy kích thích. Từ thư điện tử miễn phí đến các loại trò chơi trên mạng, đến hacker, Triệu Quốc Đống phát hiện Triệu Vân Hải đã không thể tự kiềm chế lún mình vào Internet. Không thể tự kiềm chế mình lún vào Internet, ngay cả mình làm gì cũng không rõ, như vậy chỉ là vật hy sinh mà thôi. Triệu Vân Hải muốn thể hiện tất cả những gì mình biết với Triệu Quốc Đống. Y có thể cảm nhận được nếu ông anh chỉ con đường này cho mình, như vậy nhất định có thể hiểu được khát vọng trong lòng mình. Chẳng qua y rất nhanh nhận ra sự tỉnh táo của ông anh mới là chân lý của thành công. Vân Hải, anh cũng nghe chú nói nhiều như vậy, vậy chú nói với anh chú muốn thành danh nhân nhất thời của Internet. Hay là muốn thành công chính thức ở Internet? Triệu Quốc Đống hỏi như vậy làm Triệu Vân Hải không biết nói gì. Anh, em không hiểu ý anh mấy. Triệu Vân Hải lúng túng nói. Nếu như lúc này chú nhảy vào đó, anh nghĩ với sự hiểu biết của chú về Internet thì có lẽ chú có thể đứng trên đỉnh ở một gian đoạn, nhưng nếu chú muốn chính thức thành công ở lĩnh vực này thì chú phải đi con đường hoàn toàn khác. Triệu Quốc Đống từ tốn nói. Anh, em vẫn không hiểu. Vân Hải. Chú phải hiểu rõ lĩnh vực này do kỹ thuật làm chủ,
chỉ cần chú có ý tưởng sáng tạo là có thể hấp dẫn vô số sự chú ý. Nếu như có thủ đoạn và Ninh Lăng kinh doanh tốt, vậy chú muốn thành công là không khó. Chẳng qua chú không phải chuyên gia kỹ thuật, năng lực kinh doanh cũng chưa được kiểm chứng, cho nên anh mới muốn hỏi chú rốt cuộc định làm gì. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Nếu chí muốn được oai phong thì anh cũng không cản, vừa nãy chú nói thì Internet rất hấp dẫn, nhưng nếu chú muốn thành công thật sự thì anh muốn chú đưa ra kế hoạch có thể thực hiện. Triệu Vân Hải im lặng không nói gì, trước khi đến y cũng đã chuẩn bị về tư tưởng. Anh, em nhớ anh nói Internet sẽ khiến thế giới thay đổi. Em cảm thấy nếu chúng ta cảm nhận được điều này thì chúng ta có thể làm gì đó, em thấy em có thể thành công. Không vì em vẫn chú ý đến lĩnh vực này, hơn nữa em đang suy nghĩ Internet xuất hiện sẽ làm cuộc sống chúng ta thay đổi như thế nào. Triệu Quốc Đống rất hài lòng mà gật đầu, xem ra Triệu Vân Hải không phải cuồng nhiệt mù quáng mà cũng có suy nghĩ. Giống như thư điện tử miễn phí, em cảm thấy nó thay đổi phương thức thông tin. Tin tức bây giờ chỉ cần một giây truyền qua Internet là đủ, hơn nữa dung lượng có thể mở rộng vô hạn. Mà trò chơi thì cũng là một sáng kiến, nó có thể khiến người giải trí thông qua Internet mà nối kết nhau, thậm chí nó mang đến nhiều suy nghĩ. Ngoài ngành giải trí thì việc kết bạn và thương mại có phải cũng sẽ thông qua Internet. Mà các trang web tin tức cũng là khiêu chiến với truyền thông truyền thống. Nếu nói máy vi tính và Internet được thông dụng thì báo chí có còn không gian sống nữa không? Giỏi! Mặc dù Triệu Quốc Đống đã mấy lần loáng thoáng nhắc về sự phát triển của Internet với Triệu Vân Hải, nhưng Triệu Quốc Đống không ngờ chỉ mấy tháng mà Triệu Vân Hải lại tìm hiểu rõ các vấn đề này như vậy. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ, anh muốn chứng thực thì còn cách quá xa. Vân Hải, nói tiếp. Triệu Quốc Đống rất hài lòng gật đầu nói. Được ông anh thừa nhận, Triệu Vân Hải cũng tự tin hơn. Anh, vừa nãy anh hỏi thì em bây giờ cũng đã hiểu. Anh không phải muốn hỏi em định tiến vào ngành sản xuất này như thế nào sao? Nên ra tay từ đâu để đạt thành công sao? Ừ, anh đúng là muốn nghe xem kế hoạch của chú. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào Triệu Vân Hải mà nói. Em thấy nếu muốn thành công trong lĩnh vực Internet thì đầu tiên em phải chuẩn bị làm như thế nào mới có thể kiếm tiền, sau đó là mở rộng ảnh hưởng mà kiếm tiền nhiều hơn nữa. Triệu Vân Hải cẩn thận nói. Ví dụ như thư điện tử miễn phí có thể thông qua việc nhiều khách hàng mà kiếm tiền từ quan chức. Vậy chú định làm gì? Triệu Quốc Đống rất hứng thú với sự tỉnh táo của Triệu Vân Hải. Em cảm thấy bây giờ Internet còn một thời gian dài mới thông dụng trên toàn thế giới, kiếm tiền không dễ, thậm chí sống cũng khó khăn. Nhưng em dám chắc mấy điểm em đề cập về sau sẽ lãi rất nhiều, cho nên em cảm thấy em có thể nếm thử đầu tư vào mấy mảng có tiềm năng, chờ hồi báo. Triệu Vân Hải cuối cùng đã nói ra ý đồ của mình. Anh, đúng như anh nói là em không biết kỹ thuật, kinh doanh cũng là người ngoài ngành, nhưng ít nhất em có thể đại khái nhìn ra công ty nào hoặc trang web nào có tiềm lực phát triển. Khi bọn họ còn nhỏ thì ra tay đầu tư, thậm chí có thể tiến hành tuyên truyền, quảng cáo cho bọn họ. Em muốn làm trong mảng này. Triệu Quốc Đống cười cười cũng nở nghiên cứu. Con đường này rất hợp ý hắn. Ừ, anh định hỏi một câu, chú định đầu tư thì vốn từ đâu? Chú làm như thế nào để tuyên truyền cho bọn họ? Triệu Quốc Đống cười nói. Anh, em dự định chuyển những 5% cổ phần của em ở Thương Lãng ra, sau đó dùng khoản tài chính này để chọn đối tượng đầu tư thích hợp. Triệu Vân Hải có chút khẩn trương mà nói. Ồ, vậy chú định chuyển cho ai? Triệu Quốc Đống nhíu mày. Cổ đông chính của Thương Lãng là thành viên Triệu gia. Do mấy năm phát triển liên tục, hàng năm được không ít cổ tức. Nhưng tài sản tổng thể của công ty cũng tăng lên rất nhiều. Đừng nói là Mễ Linh, Khuất Bình mà ngay cả Trường Xuyên và Đức Sơn cũng không thể ăn hết số cổ phần của Triệu Vân Hải. Anh, em đã nói với Tam ca, anh ấy nói anh ấy và Nhị ca không thể nhận được, nhưng nếu bán ra ngoài thì anh ấy bảo em nói chuyện với anh. Triệu Vân Hải có chút lo lắng mà nói. Vân Hải, chú phải hiểu Thương Lãng bây giờ đang phát triển rất tốt, đó là con gà đẻ trứng vàng. Chú vừa bán ra thì có lẽ sẽ không thể lấy lại. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Em biết, anh, đây vốn là anh cho em, anh không đồng ý thì em cũng không dám. Triệu Vân Hải do dự một chút rồi nói. Không, thành viên Triệu gia sẽ không phân chia này nọ. 5% đó là của chú, mặc dù là anh đưa cho chú nhưng là của chú. Chú muốn xử lý như thế nào là của chú. Chú đã trưởng thành, có kế hoạch của mình, anh chỉ hy vọng đừng bán quá thấp. Triệu Quốc Đống cười nói. Khi chọn người giao dịch thì nên bàn với Trường Xuyên và Khuất Bình.
anh tin nhất định có nhà đầu tư chiến lược muốn tiến vào tập đoàn xuất sắc như Thương Lãng. Triệu Vân Hải làm như vậy khiến Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Mấy thằng em đã trưởng thành, bọn họ có mục tiêu phấn đấu, điều này làm Triệu Quốc Đống rất vui. Thực ra từ góc độ nào đó mà nói Thương Lãng do thành viên Triệu gia nắm hết cổ phần cũng không tốt. Có nhà đầu tư chiến lược tiến vào thì sẽ hấp dẫn càng nhiều nhân tài, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của tập đoàn. Nhất là khi quy mô của Thương Lãng lớn như vậy, theo Internet dần phát triển thì Thương Lãng sẽ dần được người đời chú ý, không chừng Trường Xuyên hoặc Đức Sơn sẽ lên bảng Forbes. Triệu Quốc Đống thậm chí cũng thấy thích hợp chuyển cổ phần bên Thương Lãng để đầu tư vào chỗ Phòng Tử Toàn cũng là ý hay. Theo nhu cầu năng lượng tăng lên, ngành sản xuất này cũng càng lúc càng phát triển. Triệu Quốc Đống thậm chí hy vọng Phòng Tử Toàn mở rộng ra nước ngoài. Quyển 10, chương 5. Triệu Quốc Đống nằm trên giường nhàn nhã hưởng thụ thời gian rảnh rỗi. Cổ Tiểu Âu cùng Kiều San, Đồng Úc đi bơi còn chưa về, đã nói tối đi ăn đồ nước. Đồng Úc là người Kiềm Nam nên không sợ cay, Kiều San ở tỉnh An Nguyên vài năm nên cũng đã quen. Trường đảng rất thoải mái, chiều được tự do hoạt động, thứ bảy, chủ nhật cũng được tự do, hầu hết học viên đều về nhà. Có lẽ cả lớp chỉ mình Triệu Quốc Đống là chưa có gia đình. Chỉ cần điện thoại di động của hắn bật lên là không được yên tĩnh. Một tuần qua nghe nói Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy chia làm hai tổ tới Ninh Lăng, bắt đầu điều tra. Chẳng qua tạm thời bọn họ cũng không lấy danh nghĩa Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, có lẽ thấy việc khó xử lý. Bọn họ lấy danh nghĩa cơ quan thuế nhận được đơn tố cáo công ty xây dựng Hoành Lâm và công ty xây dựng Thái Hoa trốn thuế mà điều tra. Nghe nói cũng thu hoạch không ít. Công ty xây dựng Cường Thịnh cũng bị theo dõi, Triệu Quốc Đống nghĩ vậy liền cười lạnh một tiếng, đám này đúng là lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Chẳng qua hắn phê duyệt hạng mục gia cố hệ thống đê điều đúng là hơi vội vàng, bỏ qua trình tự bình thường. Nhưng có những lúc phải dùng cách này. Thời này không thể có công ty nào không trốn thuế. Hơn nữa Hoành Lâm cùng Thái Hoa có chỗ dựa sau lưng thì càng như vậy. Ngành thuế và thống kê thực sự động tới thì nhất định có vấn đề. Việc cải tạo huyện thành Hoa Lâm và khu Hà Đông, xây dựng cầu Quế Khê đều là công trình vài chục triệu, một miếng thịt to đưa tới trước miệng Triệu Quốc Đống, đó lại là lúc hắn một tay che trời. Triệu Quốc Đống có thể nhìn không cắn một miếng không? Đánh chết người của Ủy ban Kỷ luật cũng không tin. Cũng được, cứ để Ủy ban Kỷ luật điều tra rõ ràng cũng không sao. Triệu Quốc Đống cho bọn họ không dám gán ghép phu tội cho hắn. Bọn họ càng tra rõ ràng, càng đánh mạnh vào công ty Hoành Lâm cùng công ty Thái Hoa thì càng tốt. Như vậy sẽ biết ai ở sau lưng giở trò, lúc ấy sẽ có người có hành động. Về phần công ty Cường Thịnh thì để bọn họ nhận hai công trình làm đê là ngẫu nhiên. Có lãnh đạo nói với hắn, nhưng hắn đã giao cho Ngụy Hiểu Lam phụ trách an bài. Hừ, để đám người hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân đánh với Ủy ban Kỷ luật đi. Người đứng tư cách pháp nhân của công ty này là ủy viên của Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh, nghe nói là nhân vật thần thông quảng đại. Cho dù không thể làm Ủy ban Kỷ luật ngã ngựa cũng khiến bọn họ mặt mày xám xịt. Điện thoại vang lên, Triệu Quốc Đống mở ra thì thấy là bên Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nghe. Nếu ra vẻ có tật giật mình thì lại làm có kẻ nghĩ trời lật. Đây là do vi biểu gọi tới nói với giọng đầy tức giận. Nói ra cũng đúng, cải tạo thành cũ Hoa Lâm, khu Hà Đông và xây dựng cầu Quế Khê đều do y và Hoàng Thiết Thần phụ trách. Triệu Quốc Đống cũng chưa từng tham gia, vấn đề cuối cùng thì Triệu Quốc Đống chỉ hỏi một chút mà thôi. Chẳng qua khi hỏi vi biểu thì vấn đề đã thay đổi, đây là Ủy ban Kỷ luật nhận định Triệu Quốc Đống có vấn đề. Chẳng qua trong điện thoại vi biểu không phải nói Ủy ban Kỷ luật tìm y hỏi rõ vấn đề, nhưng Hoàng Côn lại tìm y nói chuyện. Mặc dù không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng, nếu như thật sự có vấn đề gì thì sớm thừa dịp nói ra, không nên chịu tội thay người. Bí thư Triệu, tôi không rõ đây là việc gì. Mặc kệ là dính tới anh hay tôi tin Ủy ban Kỷ luật nếu thật sự nhận định chúng ta có chuyện thì cứ bắt, còn nói ám chỉ như thế này là ý gì? Vi biểu rất tức giận nói. Tôi còn định tìm Ủy ban Kỷ luật lý luận một phen nhưng lại không tìm được lý do thích hợp, dù sao cũng không ai nói rõ gì với tôi mà. Nói không chừng còn có người nói tôi hốt hoảng hoặc là chột dạ. Mẹ kiếp, gặp chuyện này chỉ mong mình không làm mà thôi. Theo Triệu Quốc Đống nhớ thì vi biểu chưa bao giờ mắng chửi, lần này vi biểu nói như vậy lại làm Triệu Quốc Đống thấy thân thiết. Lão Vi, chúng ta không thẹn lương tâm là được, không thèm chấp bọn họ. Bọn họ thích làm gì thì làm. Tôi thật ra thấy đây là việc tốt, đâm thẳng ra, nói rõ ràng, bày việc ra ánh sáng xem trong này có vấn đề gì không. Xem Triệu Quốc Đống tôi có phải ở giữa ăn bẩn hay không.
Tôi đợi bọn họ có câu trả lời với tôi. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Vi biểu là người tốt mà tức như vậy, qua đó có thể thấy đám kia không từ thủ đoạn. Không biết bọn chúng đang nghĩ như thế nào mà xác định hắn nhất định tham ô. Triệu Quốc Đống vừa thầm than vừa cảm thấy có người đang gặp khó khăn. Phải nói chọn công ty Hoàng Lâm, Thái Hoa và Cường Thịnh về việc trốn thuế để làm điểm đột phá là khá chính xác. Đồ Liên Cử trước đó đúng là đã dùng nhiều tâm trí điều động toàn tinh binh từ đội phòng chống tội phạm kinh tế ở Sở Công an, nhân viên của Sở Thuế tỉnh, người của Sở Thống kê tỉnh, sau đó hai tổ công tác cùng ra tay. Mấy ngày cũng đạt thành tích khả quan. Cả ba công ty này đều ít nhiều có vấn đề, đều trốn thuế với số lượng không nhỏ. Đồ Liên Cử tự mình đến Ninh Lăng, y hy vọng trong 10 ngày là có thể đạt tiến triển đáng kể. Nhưng y tuyệt đối không ngờ giai đoạn đầu thuận lợi như vậy chính là để rơi vào tuyệt vọng trong giai Dedeon Chu sau. Ba công ty này đều có vấn đề nhưng lại không hề có chút quan hệ gì với Triệu Quốc Đống. Cải tạo thành cũ và khai thác khu Hà Đông Hoa Lâm có sổ sách ghi chép đều được chuyên gia tìm hiểu nhiều ngày, các vấn đề đã xuất hiện. Người đứng danh nghĩa pháp nhân của hai công ty xây dựng đều được mời đi đến làm đủ công việc nhưng không có tiến triển. Bên công ty Cường Thịnh càng phiền hơn, do một nhân viên phá án nói nhầm nên đối phương túm được nhược điểm, thái độ của đối phương càng thêm cứng rắn, vấn đề phức tạp hơn nữa. Bọn họ luôn miệng nói nhân viên phá án ép người vu cáo, hơn nữa còn yêu cầu luật sư và truyền thông tham gia. Cũng may Đồ Liên Cử là người có nhiều kinh nghiệm nên quyết đoán dừng mọi động tác ở công ty Cường Thịnh, nhưng chuyện cũng không được yên. Đối phương đã nhanh chóng thông qua một ít quan hệ trên tỉnh mà chuẩn bị mở rộng vấn đề. Cũng may Đồ Liên Cử phản ứng nhanh báo cáo với Liêu Vĩnh Đào, Liêu Vĩnh Đào kịp thời ra tay, thông qua đủ loại quan hệ mà ỉm chuyện này đi. Nhưng Đồ Liên Cử biết mình đã phạm vào tối kỵ, chuyện này nếu y không xử lý tốt thì sẽ phải trả giá đắt. Đồ Liên Cử mặt xa sầm lại, mặc dù y cố gắng muốn giữ phong thái siêu nhiên nhưng tình hình quá ác liệt làm y cũng nôn nóng. Lão quan, với kinh nghiệm của anh. Anh cảm thấy công ty Hoành Lâm cùng Thái Hoa sẽ không tìm được vấn đề nào sao? Chủ nhiệm Đồ, làm ngành xây dựng này thì sao có thể không có vấn đề? Nhận công trình đã không đơn giản, theo quy củ tôi biết thì thị trường xây dựng ở không ít nơi đang hỗn loạn. Ngoài vài công trình đặc biệt và trọng điểm ra, công trình bình thường đều dựa theo giá trị mà chia phần trăm. Bình thường là 5%, người tham là 8%, người hơi sạch sẽ chút cũng là 2-3%. Quan Nghênh Phong là một thanh đao sắc bén nhất trong tay Đồ Liên Cử, mặt trắng không râu nhưng khi làm việc đều luôn cố sức. Vậy anh cảm thấy tại sao thái độ của bọn họ lại cứng rắn như vậy? Đồ Liên Cử đương nhiên biết quy tắc ngầm kia, rất nhiều nơi đều phản ánh, hơn nữa những năm qua việc điều tra mảng xây dựng cũng chứng minh điểm này. Tôi phân tích thì thấy có mấy nguyên nhân. Thứ nhất có thể đám này có tin tức nên sớm biết ý đồ của ta mà chuẩn bị. Quan Nghênh Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, đây là nhất định, thời buổi này không gì có thể giữ bí mật. Đồ Liên Cử gật đầu nói. Thứ hai là ở công trình này mục tiêu của chúng ta không dính vào, cho nên bọn họ không sợ. Quan Nghênh Phong nói. Có thể không? Đồ Liên Cử nhíu mày. Khó nói, tôi đã tiếp xúc mấy nhân vật quan trọng bên kia, bọn họ rất kiêu căng, hơn nữa tôi thấy bọn họ rất tự tin. Mặc dù biết trốn thuế khá nghiêm trọng, nhưng nếu bọn họ biết chúng ta muốn dùng việc này đạt mục đích của mình, như vậy bọn họ tất nhiên không dễ nhận. Còn gì nữa? Đồ Liên Cử trầm ngâm một chút rồi nói. Còn có điểm quan trọng nhất là tôi lo bọn họ nhận được ám chỉ từ trên, cho rằng lần này chúng ta sẽ không đánh ngã đối phương nên mới cứng rắn như vậy. Quan Nghênh Phong đã nói ra điều mà Đồ Liên Cử lo nhất. Quyển 10, chương 6. Chúng ta còn có lựa chọn được không? Mắt Đồ Liên Cử lóe lên làm Quan Nghênh Phong hơi run. Nhưng mà chủ nhiệm, chúng ta bây giờ còn chưa đạt đủ. Quan Nghênh Phong cắn răng nói. Tôi nhớ bên Hoa Lâm cũng đạt được thứ gì đó. Đồ Liên Cử nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cái này vô ích, một nhân viên phục vụ nói Triệu Quốc Đống lúc say sờ ngực cô ta thì có tác dụng gì. Đừng nói là sờ, dù ngủ thì sao, ai có thể chứng minh. Quan Nghênh Phong ý thức được suy nghĩ của Đồ Liên Cử nên cân nhắc đối phương. Đây không phải là cán bộ cấp trưởng phòng. Một phần tài liệu này mà muốn làm cho một thường vụ thị ủy cúi đầu ư. Nằm mơ. Đồ Liên Cử nhìn chằm chằm vào Quan Nghênh Phong, nhưng Quan Nghênh Phong cũng không nhân nhượng. Vấn đề trái phải này thì Quan Nghênh Phong sẽ không bao giờ nhường bước. Đồ Liên Cử còn không có năng lực để thao túng việc này. Liêu Vĩnh Đào và Hùng Chính Lâm cũng không phải ngồi không. Chút tài liệu mà muốn lừa người ư, không chừng sẽ hại chết mình.
Đồ Liên Cử thở dài một tiếng và suy nghĩ làm như thế nào để hóa giải chuyện này. Y làm trong ngành nhiều năm, cũng biết việc gì có thể điều tra triệt để, việc gì chỉ có thể làm qua cho có, việc gì phải theo hoàn cảnh mà làm, đây đều là những kinh nghiệm quý giá đúc rút từ nhiều năm làm việc. Bên Hoa Lâm nếu nói không có gì thì không phải, ít nhất Triệu Quốc Đống có quan hệ nam nữ không rõ ràng. Nguyên phó trưởng phòng thông tin Trình Nhược Lâm, còn cả nhân viên phục vụ bị sờ ngực kia, còn cả trưởng phòng thông tin La Băng bây giờ. Nếu muốn ra tay thì chỉ cần giữ chặt thư ký và lái xe của Triệu Quốc Đống thì Đồ Liên Cử tin rằng sẽ tìm được. Nhưng vấn đề không chỉ ở điểm này. Nếu chỉ là tác phong sống thì dù điều tra được gì cũng không tác dụng. Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy không phải nơi đánh giá đạo đức cán bộ. Nếu chỉ về tác phong sống mà muốn đánh ngã cán bộ cấp phó giám đốc sở thì anh cứ đợi lãnh đạo cách chức hoặc bị tống vào một góc đi. Nếu là vấn đề kinh tế thì lại khác. Dù là ai nếu như dính vào vấn đề kinh tế thì về cơ bản là kết thúc cuộc sống chính trị. Vấn đề là Triệu Quốc Đống ở chuyện này lại trắng tinh. Hắn không dính tới vấn đề kinh tế sao? Đồ Liên Cử rất nghi ngờ, đủ loại dấu hiệu cho thấy Triệu Quốc Đống sống rất xa xỉ, nguồn gốc kinh tế của hắn từ đâu? Đồ Liên Cử biết chỉ cần thoáng điều tra là rõ nhưng bây giờ có tác dụng gì? Mất một lần có nghĩa điều tra tiếp không có tác dụng, có lẽ đến lúc nên đưa ra kết luận. Quan Nghênh Phong có lẽ cũng nhìn ra Đồ Liên Cử đang rất khó khăn. Y không muốn bị cuốn quá sâu. Trước khi tới Liêu Vĩnh Đào đã nói chuyện với Y, yêu cầu Y phải thu thập chứng cứ theo trình tự, không được vọng động. Quan Nghênh Phong có thể nghe ra đây là nhắc nhở và cảnh cáo. Chẳng qua Đồ Liên Cử cũng không phải kẻ ngồi không, bên trên cũng có người ủng hộ, là lãnh đạo trực tiếp của mình nên nếu không nghe chuyện thì sau này sẽ rất khổ sở. Chủ nhiệm Đồ, tôi có một đề nghị. Quan Nghênh Phong nói. Ồ, nói tôi nghe xem sao. Đồ Liên Cử ngẩn ra rồi nói. Thực ra lần này chúng ta không phải không có thu hoạch. Hai công ty xây dựng kia là thu hoạch của chúng ta. Quan Nghênh Phong nói chưa hết, Đồ Liên Cử đã cắt ngang. Cha ra trốn thuế mà là thu hoạch, ủy ban kỷ luật chúng ta không làm mảng này, lãnh đạo cũng không nhận thành tích này. Không, chủ nhiệm Đồ, tôi không nói cái này. Chúng ta cũng có thu hoạch ở phương diện khác. Từ sổ sách và tài khoản của Hoành Lâm cùng Thái Hoa đã lộ ra không ít vấn đề. Chúng ta thông qua chuyển khoản mà phát hiện một ít vấn đề, chẳng qua bởi vì chúng ta trước đó xác định không liên quan tới mục tiêu nên không chú ý mấy. Nhưng bây giờ nếu không đưa ra thứ gì đó thì sợ chúng ta khó ăn nói với chủ nhiệm Liêu cũng khó có thể ăn nói với Bí Thư Ninh. Như vậy chúng ta chỉ có thể tìm cá bỏ vào ao. Quan Nghênh Phong nói mờ mọt nhưng Đồ Liên Cử nhạy cảm nhìn ra vấn đề. Anh có nắm chắc không? Chủ nhiệm Đồ, không nắm chắc cũng phải thử. Đám này miệng cứng, tôi đã phân tích có lẽ là do không quan hệ tới mục tiêu, nhưng không có nghĩa bọn họ không liên quan đến nhân vật khác. Cả hai công ty Hoành Lâm cùng Thái Hoa đều nhận hạng mục lớn, chúng ta có thể. Quan Nghênh Phong nói. Đồ Liên Cử cũng biết điểm này. Lúc ấy có nhân viên phá án chỉ ra nhưng rất nhanh tra ra không liên quan tới mục tiêu nên bọn họ để đó. Bọn họ vốn nghĩ rút củ cải kéo theo cả bùn. Không ngờ không rút được củ cải, bây giờ đành phải tìm chút bùn. Có tác dụng gì không? Đồ Liên Cử gật đầu nói. Ha ha, miễn cưỡng cũng được. Nếu như tôi không tính sai thì cũng được một cán bộ cấp phó giám đốc sở. Quan Nghênh Phong cười cười đầy giảo hoạt làm Đồ Liên Cử run lên. Người này còn gian xảo hơn mình nghĩ, thậm chí đi một bước mà đã chuẩn bị cho hai ba bước tới. Có lẽ người này từ đầu đã không coi trọng hành động này. Hoặc là hắn biết rõ chi tiết nên muốn xem mình mất mặt. Đồ Liên Cử suy nghĩ một chút thì thấy không phải, mấy nhân viên phá án nghe mình chỉ huy, hắn muốn giở trò cũng không được. Vậy là tốt rồi, lão quan, lúc này chúng ta đang đi trên dây thừng, anh không chạy được, tôi cũng vậy. Đồ Liên Cử đầy ẩn ý mà nói. Chủ nhiệm Liêu lúc trước rất hứng thú với đầu mối ở Ninh Lăng, không ngờ lại nhìn nhầm. Quan Nghênh Phong tức giận thầm mắng nếu không phải là vấn đề như trên thì sao mình phải lau mông giúp đối phương. Mẹ nó chứ, Đồ Liên Cử mày muốn đấu với Triệu Quốc Đống, muốn tát vào mặt Hùng Chính Lâm nhưng không xem sau lưng Triệu Quốc Đống ngoài Hùng Chính Lâm là ai, ngay cả Bí Thư Ninh cùng Chủ tịch Ứng cũng coi trọng hắn, đây không phải tự hại mình sao. Thằng danh Lục Kiếm Dân nói thì giỏi, không ngờ cũng làm cho mình mắc mưu, bây giờ cũng không xuống được thang. Sang tuần thứ hai Triệu Quốc Đống cảm thấy tiếng gió thay đổi. Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy chính thức tham gia và đem Lý Đỉnh Nam nguyên cục trưởng cục tài chính Ninh Lăng Di, điều này làm Ninh Lăng chấn động. Lý Đỉnh Nam từ thời của Mạch Gia Huy vẫn ngồi im ở vị trí cục trưởng cục tài chính gần 8 năm,
đến trước đó không lâu mới tới hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân làm phó chủ tịch, không ngờ lúc bị đẩy ra rìa lại bị ủy ban kỷ luật tỉnh ủy nhìn chằm chằm. Nhận được điện của Quế Toàn Hữu, Triệu Quốc Đống một lúc lâu không nghe tiếng. Đến khi Quế Toàn Hữu tưởng mất sóng thì mới nghe thấy Triệu Quốc Đống nói. Hừ, đám này giỏi thay hướng gió thật, thấy bên tôi không tìm được gì nên khó ăn nói vì thế kéo Lý Đỉnh Nam ngã ngựa. Hừ, Lý Đỉnh Nam ngã thì không biết lại có bao chuyện, Ninh Lăng không yên rồi. Đúng thế Bí Thư Triệu, tôi thấy Ninh Lăng đang có cơn gió quét qua. Lý Đỉnh Nam ở Ninh Lăng nhiều năm, ngồi ở vị trí đó nếu mà ngã thì không biết tạo ảnh hưởng lớn như thế nào. Ai cũng biết Lý Đỉnh Nam là kẻ không thấy thỏ sẽ không ra tay, muốn động tới y đúng là phải suy nghĩ kỹ. Quế Toàn Hữu thở dài một tiếng, y tuyệt đối tin tưởng vào Triệu Quốc Đống, lúc đầu đồn Triệu Quốc Đống tham ô làm y cười lạnh một tiếng. Triệu Quốc Đống là ai mà phạm sai lầm về kinh tế cơ chứ? Chỉ sợ chưa chắc là vu vạ, nếu vậy thì đơn giản, điều tra xong là được mà. Tôi sợ là có bằng chứng, tôi thấy Ninh Lăng sẽ thành Hoài Khánh thứ hai. Triệu Quốc Đống nhận được điện của Quế Toàn Hữu liền biết bên ủy ban kỷ luật muốn dùng cách này mà thoát thân. Nhằm vào hắn mà không có chứng cứ rõ ràng nên cũng khiến Liêu Vĩnh Đào mất mặt, phải có thứ gì đó cho lãnh đạo tỉnh ủy xem. Quế Toàn Hữu bị Triệu Quốc Đống nói làm chấn động. Hoài Khánh thứ hai. Bí thư Triệu, không tới mức đó chứ. Một Lý Đỉnh Nam có thể ảnh hưởng lớn như vậy sao? Quế Toàn Hữu cẩn thận nói. Anh thấy sao? Đảng chỉ cần nghiêm túc thì không thể không tra ra vấn đề. Trừ khi anh không có vấn đề gì. Quyển 10, chương 7. Tiễn Triệu Quốc Đống, Liêu Vĩnh Đào đúng là rất buồn bực. Liêu Vĩnh Đào nhận được lời xin gặp của Triệu Quốc Đống thì biết chuyện này không thể vòng đi. Mặc dù ủy ban kỷ luật phá án không nói rõ nhằm vào ai nhưng mà mọi người đều biết rõ. Triệu Quốc Đống ở trường đảng biểu hiện rất thản nhiên, còn có vẻ ngồi đợi xem trò hay. Đồ Liên Cử đã báo cáo với Liêu Vĩnh Đào. Lý Đỉnh Nam nghi ngờ nhận hối lộ trong các công trình xây dựng của Ninh Lăng, bắt đầu từ 3 năm trước khi Ninh Lăng lên cấp đã dính tới số tiền trên 100.000, nhân viên liên quan hơn 10 người. Thoạt nhìn là vụ án khá thành công nhưng Liêu Vĩnh Đào biết đó chỉ là vấn đề bình thường mà thôi. Liêu Vĩnh Đào đã mắng Đồ Liên Cử một trận, ít nhất khi nhận định mục tiêu đã xảy ra sai lầm nghiêm trọng. Điều tra đối tượng mới được dựng làm điển hình tiên tiến mà sai lầm, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Ủy ban kỷ luật. Hơn nữa càng quan trọng chính là khiến lãnh đạo tỉnh ủy có cái nhìn về năng lực làm việc của ủy ban kỷ luật. Đồ Liên Cử lúc này cũng đành phải chấp nhận và hứa sẽ nghiêm khắc tiếp thu, rút kinh nghiệm. Liêu Vĩnh Đào cũng biết chuyện này cũng không gây khó dễ gì được cho Đồ Liên Cử. Dù sao từ bề ngoài thì ủy ban kỷ luật cũng không làm gì quá đáng, nhiều lắm chỉ là nơi phát ra đầu mối có vấn đề. Nhưng dù sao bây giờ cũng tra ra vấn đề thật, một phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã. Mấy cán bộ cấp phó huyện và trưởng phòng dính vào. Chẳng qua Liêu Vĩnh Đào không để ý việc này, hơn nữa lãnh đạo chủ yếu cũng không quan tâm việc này. Ấn tượng của lãnh đạo quan trọng hơn nhiều so với bản thân sự việc. Bản thân Triệu Quốc Đống không tỏ thái độ gì, cũng khá tôn trọng Liêu Vĩnh Đào. Ủy ban kỷ luật điều tra là có bằng chứng đáng tin cậy, cha không ra vấn đề coi như trả lại sự trong sạch cho anh. Từ góc độ nào đó là việc tốt, nhưng Liêu Vĩnh Đào cần báo cáo với Bí thư Ninh như thế nào. Làm thế nào hóa giải cái nhìn không đúng của Bí thư Vương, đây mới là điều quan trọng nhất. Triệu Quốc Đống ra khỏi văn phòng Liêu Vĩnh Đào cũng nhận ra điểm này. Liêu Vĩnh Đào cũng không thèm để ý đến thái độ và cái nhìn của hắn, thậm chí cũng không nói rõ ràng. Theo đối phương thì chỉ cần Bí thư Ninh không có cái nhìn với chuyện này là đủ rồi. Đây là chênh lệch, một thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đúng là không cần biết một thường vụ thị ủy có cái nhìn gì với mình, Triệu Quốc Đống cũng hiểu được điều này. Nhưng hắn muốn tỏ thái độ với Liêu Vĩnh Đào, ủy ban kỷ luật có quyền điều tra nhưng tại sao điều tra, có ảnh hưởng của bên ngoài hay không thì cần câu trả lời. Thái độ Liêu Vĩnh Đào khá bình thường, cũng giải thích qua. Triệu Quốc Đống cũng biết đây là sự ủng hộ lớn nhất bằng miệng của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mà thôi. Ủy ban kỷ luật chẳng qua chỉ là cây súng bị người lợi dụng mà thôi. Đương nhiên không loại trừ khả năng cây súng cũng có ý đối với hắn. Ví dụ như phụ trách điều tra vụ án này là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Đồ Liên Cử từng có mâu thuẫn với Hùng Chính Lâm, đây nhất định là nguyên nhân chính khiến việc này được làm lớn. Sao rồi? Hùng Chính Lâm gọi tới hỏi. Không có gì, chủ nhiệm Liêu đúng là cao thủ thái cục, nói rất hàm xúc. Triệu Quốc Đống tức giận nói. Ha ha, cậu cho rằng cán bộ ủy ban kỷ luật đều sắc như đao ư. Vậy cậu quá coi thường cán bộ của ủy ban kỷ luật rồi.
Hùng Chính Lâm cười nói. Mẹ kiếp, gióng trống khua chiêng đưa em vào diện điều tra, bây giờ không rõ ràng để em biến mất, chẳng lẽ nói ủy ban kỷ luật cứ như vậy không kiêng nể tôn nghiêm và nhân quyền của người bị điều tra sao? Triệu Quốc Đống nửa đùa nửa thật nói. Không kiêng nể gì, ha ha, Quốc Đống, cậu coi thường trí tuệ chính trị của chính quyền rồi. Lão Liêu bây giờ chỉ sợ đang suy nghĩ làm như thế nào để Ninh Pháp hài lòng. Y cũng khó xử, có lẽ lần này sẽ bị Ninh Pháp mắng một trận. Chẳng qua cậu nghĩ y sẽ xin lỗi cậu thì quá ngây thơ. Hùng Chính Lâm cười phá lên nói. Mục đích đạt được là đủ rồi, tin rằng Đồ Liên Cử ngã một lần sẽ khôn một lần, không dám dễ dàng chạm vào cậu. Vậy tôn nghiêm danh dự của em? Triệu Quốc Đống có chút không hài lòng nói. Ha ha, Quốc Đống, cậu là đảng viên, vào đảng không phải đã tuyên thệ sao? Tổ chức đảng có bất cứ hành động gì cũng là tốt cho cậu. Đừng ở đó mà tính toán, anh nghĩ có lẽ chú sẽ có thu hoạch khác đây. Hùng Chính Lâm nghiêm túc nói. Nghiêm khắc mà nói tổ chức không có thành kiến với chú, tất cả diễn ra theo trình tự. Cậu có gì mà thấy ấm ức, chỉ là cậu nghe lời đôn, như vậy cậu không lý trí, cậu thoải mái đối mặt với nó không tốt hơn sao? Tốt hơn, Hùng ca, anh định dùng biện pháp này để làm em thoải mái ư? Triệu Quốc Đống ra vẻ than khóc. Anh cảm thấy em ở trường đảng là sướng sao, lúc nào cũng lo người của ủy ban kỷ luật mang em đi, anh không thấy ánh mắt mọi người nhìn em như nhìn kẻ sắp bị xử tử. Được rồi, chú mà sợ ư, sợ rằng chú muốn xem trò hay. Chẳng qua thời này đúng là lạnh lùng, anh nghĩ qua việc này chú cũng trưởng thành hơn. Không nói nhiều, lúc nào để anh uống rượu mừng. Anh nghe Tránh Dương nói quan hệ giữa chú và Lưu Nhược Đồng phát triển rất tốt, có phải nên nói chuyện hôn nhân không? Hùng Chính Lâm thoáng cái nói điều này làm Triệu Quốc Đống nghẹn giọng nói. Hùng ca, Thái ca nói thế mà anh có thể tin sao? Thái ca của chú nói mà không tin ư? Hùng Chính Lâm nói lại. Được rồi, cậu đừng có mà nói vòng vo. Lưu gia vẫn còn hổ lớn hổ bé, Lưu Nhược Đồng thì anh cũng gặp một lần, thích hợp với cậu. Chẳng qua tính cách khác hẳn hai người anh của cô ta. Anh nói là Lưu Thác, Lưu Nham. Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Ừ, anh nghe nói Lưu Thác có thể đi xuống. Hùng Chính Lâm nhỏ giọng nói. Ồ, đi đâu? Triệu Quốc Đống hỏi. Chưa rõ ràng, chẳng qua nghe nói là Đông Bắc. Hùng Chính Lâm nói. Quốc Đống, chú nên suy nghĩ việc của mình, chuyện hôn nhân không thể kéo dài, nếu chú thấy Lưu Như Hoài không thích hợp thì Lão Liễu không phải nói có một người thích hợp ư. Lần trước y lên Bắc Kinh cũng nói với anh việc này. Hùng ca, anh đừng làm loạn thêm nữa, em nhiều việc mà, chuyện cá nhân để cá nhân giải quyết, không cần phiền các ông anh suy nghĩ. Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Liêu Vĩnh Đào vào văn phòng Ninh Pháp mà thấy khá áp lực. Trước đó y còn thấy tài liệu chuẩn bị báo cáo cũng được, nhưng đi vào cửa y mới thấy đống tài liệu trong tay khá gượng ép, nó có thể qua cửa không? Mặc dù đã sửa nhiều nhưng đối tượng báo cáo là bí thư tỉnh ủy, không phải ai khác, nó quan hệ đến ấn tượng sau này đối với mình. Liêu Vĩnh Đào do dự một chút và thấy như thế này không ổn, có lẽ báo cáo theo tình hình thực tế mới ổn. Liêu Vĩnh Đào trước đó không quá quen Ninh Pháp, chỉ biết đó là cán bộ cấp bộ trưởng trẻ nhất cả nước. Giỏi làm kinh tế, tác phong làm việc cứng rắn, tư tưởng khá thoáng. Nhưng y điều tới tỉnh An Nguyên đã hơn năm mà tiếp xúc không quá mật thiết với Ninh Pháp, chính xác mà nói là quan hệ công việc, không tạo được chút tình nghĩa nào cả. Điều này làm Liêu Vĩnh Đào có chút nuối tiếc. Bởi vì như vậy nên Liêu Vĩnh Đào mới có chút do dự. Đồ Liên Cử quá ngu làm cho Liêu Vĩnh Đào thấy khó chịu. Nhưng bây giờ phải tìm cách giảm thiểu ảnh hưởng của việc này. Chủ nhiệm Liêu, mời ngài vào. Bí thư Ninh đang đợi ngài. Thư ký của Ninh Pháp ra và mời Liêu Vĩnh Đào đi vào. Nghe Ninh Pháp chờ mình càng làm Liêu Vĩnh Đào thêm lo. Quyển 10, chương 8. Văn phòng Ninh Pháp là căn phòng có một phòng tiếp khách nhỏ ở bên ngoài, còn một thư phòng không quá lớn, có lẽ lúc xử lý xong công việc thì Ninh Pháp sẽ vào đó đọc sách hoặc tê yếp khách ở đây. Bí thư Ninh, tôi tới. Vĩnh Đào ngồi đi. Ninh Pháp đang đứng trước giá sách tìm gì đó. Khi thấy Liêu Vĩnh Đào vào liền cười nói. Tôi định tìm quyển sách xem một chút nhưng trong lòng có việc nên không thể xem được. Vừa vặn cuộc điều tra bên Ninh Lăng đã có kết quả, tôi muốn nghe ủy ban kỷ luật nói về kết quả điều tra. Liêu Vĩnh Đào gật đầu và ngồi xuống ghế. Khi thấy ở đây chỉ có hai ghế đơn, xem ra Ninh Pháp không thường xuyên tiếp khách ở đây. Liêu Vĩnh Đào cũng thoáng yên tâm, ít nhất từ bây giờ có thể thấy Ninh Pháp còn chưa có ấn tượng không tốt đối với mình. Bí thư Ninh.
Trải qua hơn 10 ngày điều tra, Ủy ban kỷ luật được nhiều đơn vị Ninh Lăng phối hợp mà điều tra xác minh từng vấn đề được phản ánh. Bây giờ tình hình về cơ bản đã tra rõ, tôi muốn báo cáo với ngài. Liêu Vĩnh Đào nghiêm túc nói như vậy làm Ninh Pháp khá hài lòng. Chuyện này y cũng biết đôi chút, có một cán bộ cấp phó giám đốc sở bị bắt nhưng không phải Triệu Quốc Đống. Điều này làm Ninh Pháp vừa vui nhưng cũng tức giận. Ủy ban kỷ luật chưa đạt đủ đầu mối đã nhận định Triệu Quốc Đống rất đáng ngờ, đây là quá sơ sót. May lúc ấy cẩn thận nên không làm lớn chuyện. Ừ, nói đi. Liêu Vĩnh Đào đặt tài liệu sang bên, hoàn toàn dựa vào hiểu biết của mình về vụ việc mà báo cáo chi tiết. Liêu Vĩnh Đào thấy Ninh Pháp nghe tương đối nghiêm túc, nhưng lại hỏi vào vài chi tiết. Cũng may Liêu Vĩnh Đào cũng đã tìm hiểu đủ, câu hỏi của Ninh Pháp đều có thể trả lời rõ ràng. Nhưng điều này cũng làm Liêu Vĩnh Đào toát mồ hôi lạnh. May là không dựa theo tài liệu mà báo cáo, nếu không thì Ninh Pháp sẽ có ấn tượng không tốt đối với mình. Tình hình về cơ bản tôi đã hiểu, nói như vậy căn cứ tình hình trước mắt thì ngoài Lý Đỉnh Nam tham ô thì chỉ là hai công ty kia trốn thuế, mà không phát hiện ra Triệu Quốc Đống vi phạm pháp luật. Ninh Pháp nhíu mày nói. Liêu Vĩnh Đào hít sâu một hơi mà nói. Đúng thế, căn cứ tình hình chúng tôi xác minh thì đồng chí Triệu Quốc Đống lúc ở Hoa Lâm làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy không có vấn đề gì trong các công trình xây dựng. Trong bức thư tố cáo nói với công trình gia cố hệ thống đê điều ở Tây Giang thì trải qua điều tra ngoài việc không phù hợp trình tự do cơn lũ sắp tới thì cũng không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đã như vậy thì lúc đầu Ủy ban kỷ luật các anh sao không xác minh trước rồi mới tiến hành điều tra? Ninh Pháp hỏi lại một câu. Liêu Vĩnh Đào cũng biết vấn đề này là không thể né tránh, trước đó y cũng suy nghĩ làm như thế nào để trả lời để Ninh Pháp không có cái nhìn với Ủy ban kỷ luật. Căn cứ theo y biết Ninh Pháp từ bên Chiết Giang đến An Nguyên, người này phụ trách công tác kinh tế là chính, thậm chí làm phó bí thư cũng trong thời gian ngắn, cũng không hiểu mấy về công tác bên Ủy ban kỷ luật, cho nên y đành phải dành nhiều thời gian mà làm. Ninh Pháp kiên nhẫn nghe Liêu Vĩnh Đào giải thích, nhất là nói về công trình gia cố đê điều ở Tây Giang thì trong lòng cũng bới bất mãn hơn. Nhưng y cũng tỏ thái độ khi Ủy ban kỷ luật Ninh Lăng chưa điều tra rõ ràng đã báo cáo lên Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Vĩnh Đào, Ủy ban kỷ luật Ninh Lăng làm ăn như thế nào vậy hả? Nếu bọn họ nghi ngờ công trình gia cố đê điều Tây Giang có chuyện sao không điều tra ngay lúc đó, sao không mời bên kiểm toán tham gia mà chờ lúc này mới phản ánh vấn đề lên Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Bí thư Ninh, tôi đoán có thể là do đồng chí Triệu Quốc Đống là thường vụ thị ủy, Ủy ban kỷ luật Ninh Lăng cảm thấy không có chứng cứ xác thực nên không tiện điều tra cho nên. Vĩnh Đào, nói vậy là không đúng. Ủy ban kỷ luật có quyền giám sát công tác của thị ủy, đây là quy định rõ ràng trong điều lệ của Ủy ban kỷ luật. Theo tôi nhớ chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Ninh Lăng kiêm chức phó bí thư thị ủy, chẳng lẽ nói y là phó bí thư thị ủy mà không dám xác minh vấn đề sao? Nếu trước đó y xác minh vấn đề thì đâu ra nhiều phiền phức như vậy? Ninh Pháp nói khá sắc bén làm Liêu Vĩnh Đào run lên. Lục Kiếm Dân, đừng trách tôi, có trách do anh quá lỗ mãng. Ấn tượng này mà rơi vào mắt lãnh đạo tỉnh ủy thì chỉ sợ anh muốn cứu vãn cũng không có cơ hội. Trừ khi mong Ninh Pháp mau chóng rời đi. Còn đâu sẽ không có biện pháp vãn hồi. Bí thư Ninh, ở điểm này Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy và Ủy ban kỷ luật Ninh Lăng có trách nhiệm. Vĩnh Đào, tôi không phê bình anh là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, vấn đề điều tra là trách nhiệm của anh. Nhưng anh phải nhớ trước chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật của anh thì còn danh hiệu thường vụ tỉnh ủy. Đầu tiên anh là thường vụ tỉnh ủy, sau đó mới là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật, hai cái này thứ nào xếp sau, xếp trước thì anh có hiểu không? Liêu Vĩnh Đào run lên rồi gật đầu nói. Bí thư Ninh, tôi hiểu ý ngài. Anh hiểu là được rồi. Làm thường vụ tỉnh ủy cũng có nghĩa anh không thể đơn giản trong mảng công việc ủy ban kỷ luật mình phụ trách. Anh lúc nào cũng phải kết hợp với công việc của tỉnh An Nguyên chúng ta. Anh vừa phụ trách công việc của mình vừa phải cân nhắc ảnh hưởng đến toàn cục tỉnh An Nguyên. Ninh Pháp nghiêm túc nói. Không nói đồng chí Triệu Quốc Đống có biểu hiện xuất sắc ở Ninh Lăng. Chỉ riêng biểu hiện xuất sắc trong cơn lũ lụt này được lãnh đạo trung ương đánh giá cao, là điển hình tiên tiến của tỉnh ta. Đồng chí Vĩnh Đào, anh có nghĩ đến ảnh hưởng của nó không? Ninh Pháp nói như vậy, Liêu Vĩnh Đào biết bây giờ có giải thích không tác dụng gì, đi sai một bước cũng là sai, tốt hơn hết là thành khẩn tỏ thái độ. Bí thư Ninh, lần này do chúng tôi sơ sót trong công việc, chúng tôi. Vĩnh Đào, tôi nói rồi, tôi không phê bình anh. Chuyện lần này lúc sau các anh xử lý rất quyết đoán, không mở rộng tình hình, ít nhiều cũng có thu hoạch. Tôi không nói nhiều, anh về bảo đồ liên cử, Tần Chỉ An tổng kết rút kinh nghiệm là được. Tôi thấy sự phá án của Ủy ban kỷ luật phải ổn, chuẩn,
sắc bén như ngành chính pháp. Chữ ổn và chuẩn phải đặt ở phía trước, không nên xảy ra chuyện như lần này. Đương nhiên tôi là bí thư tỉnh ủy cũng toàn lực ủng hộ ủy ban kỷ luật tăng việc điều tra các vụ án tham ô, chỉ cần có đầu mối là phải nghiêm túc điều tra. Liêu Vĩnh Đào chăm chú ghi vào sổ, cẩn thận suy nghĩ lời nói của lãnh đạo. Được rồi Vĩnh Đào, đừng viết nhiều làm gì. Hôm nay hai chúng ta trao đổi tư tưởng một chút, anh đến tỉnh An Nguyên lâu như vậy, hai chúng ta ngoài tiếp xúc công việc bình thường ra thì cũng không có thời gian trao đổi mấy. Ninh Pháp thay đổi thái độ làm Liêu Vĩnh Đào cũng thoải mái hơn. Liêu Vĩnh Đào vẫn tìm cơ hội để hòa hợp với Ninh Pháp, hôm nay Ninh Pháp chủ động đưa ra đương nhiên là Liêu Vĩnh Đào vui. Ra khỏi văn phòng Ninh Pháp thì đã là 10 giờ, Ninh Pháp giữ Liêu Vĩnh Đào ở lại văn phòng mình ngồi ăn và uống một chút. Hai người nói chuyện khá thoải mái, nhất là Ninh Pháp cũng không làm khó Liêu Vĩnh Đào, nói đủ các chuyện. Liêu Vĩnh Đào cũng dần hợp ý hơn, mà một vài quan điểm của Liêu Vĩnh Đào cũng được Ninh Pháp đồng tình. Thông qua cuộc nói chuyện này, Liêu Vĩnh Đào có thể hiểu Ninh Pháp muốn nhanh chóng thay đổi hiện trạng tỉnh An Nguyên như thế nào. Nhất là về mấy nơi nghèo cần phát triển kinh tế và tăng thu nhập của dân chúng, Ninh Pháp càng không thể chờ đợi. Đối với kẻ không muốn làm việc lại gây rối cho người, Ninh Pháp rất căm hận, đây là nguyên nhân chủ yếu mà Ninh Pháp coi trọng việc lần này. Quyển 10, chương 9. Liêu Vĩnh Đào tự mình đến Ninh Lăng làm Hoàng Lăng và Lục Kiếm Dân có chút giật mình. Chẳng qua Liêu Vĩnh Đào không tỏ thái độ gì với Lục Kiếm Dân, chỉ chính thức nói ra ý của tỉnh ủy với hai người, không nhắc gì đến Triệu Quốc Đống giống như Triệu Quốc Đống chưa từng lọt vào mắt ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Chỉ khi nói chuyện với Hoàng Lăng, Liêu Vĩnh Đào mới truyền đạt rõ ý của bí thư Ninh. Điểm này làm Hoàng Lăng có chút lo lắng, nghe xong Liêu Vĩnh Đào nói, Hoàng Lăng rất tức giận. Hắn không ngờ Lục Kiếm Dân lại giở trò sau lưng mình. Mặc dù Liêu Vĩnh Đào không nói rõ nhưng Hoàng Lăng làm chính trị nhiều năm nên biết rõ vấn đề trong đó. Chẳng qua chuyện này y chỉ có thể tạm thời để trong lòng. Nhưng Liêu Vĩnh Đào nói muốn nghiêm túc chỉnh đốn xu hướng không tốt trong quan trường Ninh Lăng, chặn những vụ việc tương tự xảy ra thì Hoàng Lăng lập tức xác nhận. Hoàng Lăng cũng hiểu ý trong lời của Liêu Vĩnh Đào. Mục đích của người vu cáo Triệu Quốc Đống là rất rõ. Vào lúc này nếu bôi đen Triệu Quốc Đống để Triệu Quốc Đống không thể lên làm phó thị trưởng thường trực. Chỉ một phong thư mà muốn tìm ra người khởi nguồn là không dễ, nhưng có phương hướng thì xử lý như thế nào là vấn đề phương pháp, cũng không cần bằng chứng cụ thể. Hoàng Lăng ngầm hiểu, nếu mượn cơ hội này vận động thì cũng là lựa chọn tốt. Không vội, từ từ sẽ có cơ hội. Phó bí thư tỉnh ủy kiêm hiệu trưởng trường đảng tỉnh Yến Nhiên Thiên đến khá đột ngột. Chẳng qua các học viên rất nhanh biết ý đồ tới đây của Yến Nhiên Thiên. Yến Nhiên Thiên cổ vũ mọi người phải học tập nhân vật tiêu biểu trong công tác phòng chống lụt bão vừa rồi. Triệu Quốc Đống lập tức bị nhiều ánh mắt tập trung, mặc dù hắn sớm chuẩn bị về tư tưởng nhưng không ngờ Yến Nhiên Thiên lại nâng mình ra. Triệu Quốc Đống thật ra khá thoải mái, tỉnh ủy có thể làm như vậy cũng là hiếm có, đây tương đương là biến tướng nâng hắn lên, trên tỉnh không thể cổ vũ mọi người học tập một tên tham ô mà. Có lẽ nên dành thời gian chọn cơ hội đến nhà gặp Yến Nhiên Thiên. Mặc dù Qua Tĩnh và Yến Nhiên Thiên có vẻ mâu thuẫn nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn còn kém quá xa hai người này đi quan hệ. Yến Nhiên Thiên khi thị sát công tác phòng chống lụt bão của quận Tây Giang đã có ấn tượng tốt đối với hắn, chọn thời cơ thích hợp tới gặp thì sẽ có lợi. Nghĩ đến lúc trước một lời của Dương Thiên Minh mà quyết định hắn làm thường vụ thị ủy, làm bao người trợn mắt há mồm thì đủ để chứng minh tầm quan trọng của vị phó bí thư tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức. Nói tóm lại mấy chục ngày sau của hắn là thời gian hiếm có để nghỉ ngơi. Thoát khỏi bóng ma ủy ban kỷ luật bao phủ, hắn có thể tự do tự tại hưởng thụ cuộc sống. Sáng chăm chú học tập, chiều tạo quan hệ, bữa tối tăng thêm ấn tượng. Đương nhiên cơn phong ba này không vì vậy mà không có hại đối với hắn. Bởi vì hắn phát triển quá nhanh khiến nhiều người nhìn chằm chằm. Nhất là Đồ Liên Cử lần này không thành công nhưng về lâu về dài thì mình vẫn nằm trong mắt Đồ Liên Cử. Chỉ là thời cơ chưa đến hoặc tên này chưa túm được nhược điểm của mình mà thôi. Dù hắn có thoải mái giới thiệu điều kiện gia đình nhà mình, hắn cũng sẽ bị người ta chú ý. Thương Lãng hoặc là Thiên Phu tại sao có thể phát triển nhanh như vậy, nhất định nghi ngờ hắn lợi dụng chức quyền trong tay mà giúp. Đám người kia sẽ cầm kính hiển vi mà tìm sơ hở, cũng gây phiền phức cho hắn. Triệu Quốc Đống quyết định sẽ giới thiệu qua với Thái Chánh Dương, Hùng Chính Lâm cùng với Liễu Đạo Nguyên, đây là hành vi bất đắc dĩ. Nếu như còn tiếp tục kéo dài thì có lẽ còn mất tình cảm của mấy ông anh. Ba người này vừa khiếp sợ còn đâu là thán phục, mặc dù bọn họ cũng mơ hồ biết việc Triệu Quốc Đống kiếm tiền từ thị trường chứng khoán thì sau này không thể bỏ vào ngân hàng mà kiếm lãi,
nhưng sau đó Triệu Quốc Đống không nói nhiều thì bọn họ cũng không hỏi nhiều. Bây giờ như một quả bom đánh mạnh vào thần kinh của bọn họ. Mặc dù Triệu Quốc Đống chỉ giới thiệu qua điện thoại, nhưng đám người Thái Chánh Dương tất nhiên hiểu ý của Triệu Quốc Đống. Thương Lãng cùng Thiên Phú phát triển không thể không có sách lược mà Triệu Quốc Đống đặt ra. Nhưng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tập đoàn Thương Lãng từ hai bàn tay trắng trở thành tập đoàn nổi tiếng cả nước, thậm chí có thể so sánh với tập đoàn Hy Vọng của Lưu Gia. Mà tập đoàn Thiên Phú cũng là lấy lớn đánh nhỏ, sau khi cải cách chỉ là một công ty mấy chục người mà bây giờ đã nhanh chóng phát triển thành đứng đầu thị trường bất động sản tỉnh An Nguyên, hơn nữa còn thò tay vào Bắc Kinh và Thượng Hải. Hai tập đoàn này đều có thể đại biểu cho mảng phi nhà nước, nhưng bọn họ đều không ngờ hai tập đoàn này phát triển nhờ Triệu Quốc Đống bày mưu tính kế. Nhất là chủ tịch tập đoàn Thương Lãng Triệu Trường Xuyên lại là em ruột của Triệu Quốc Đống. Điểm này làm Liễu Đạo Nguyên khó có thể chấp nhận, lúc đầu y làm bí thư thị ủy Tân Châu đã đến khảo sát tập đoàn Thương Lãng nhưng không ngờ thanh niên trầm ổn kia lại là em ruột của Triệu Quốc Đống. Hơn nữa sau khi y rời khỏi Tân Châu thì cũng rất chú ý tới công ty tư nhân này. Mà tập đoàn Thương Lãng cũng phát triển đúng theo kỳ vọng của y. Bây giờ đã đến Thượng Hải, kinh doanh các lĩnh vực như nước suối, thuốc, tài chính và trí nghiệp, ngoài mảng nước suối vẫn đứng vị trí hàng đầu cả nước thì mảng thuốc cũng tăng mạnh. Đúng như Triệu Quốc Đống nói, bởi vì Liễu Đạo Nguyên đến Tân Châu nên bọn họ mới quyết định đầu tư xây dựng nhà máy ở huyện Thương Lãng. Mà chỉ năm ngắn ngủi đạt thành công lớn như vậy thì Liễu Đạo Nguyên không khỏi thở ngắn than dài. Thái Chánh Dương cũng là như vậy, Thiên Phu trưởng thành thì y biết rõ, từ một xí nghiệp xây dựng tập thể phát triển thành ngôi sao trong ngành bất động sản tỉnh An Nguyên, bây giờ tiến lên Bắc Kinh, Tây Giang, là điểm sáng trong mảng bất động sản cao cấp của cả nước.